Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thâm Uyên phụ cận tụ tập đại lượng đến đây kiếm thức ăn tà ma. Đang lúc những thứ này phổ thông tà ma chuẩn bị theo thường lệ bắt nhãn ma ăn chán chê một trận, cả cái trong Thâm Uyên nhất phẩm, nhị phẩm nhãn ma đột nhiên bắt đầu dung hợp bắt đầu. Trong thời gian cực ngắn, những thứ này dĩ vãng phổ thông tà ma trong miệng ăn vặt y hệt nhất nhị phẩm nhãn ma, đột nhiên hội tụ thành một tôn cửu phẩm nhãn ma chí tôn. Thân hình của nó che đậy thiên địa, vô cùng to lớn. Cửu phẩm chí tôn uy áp vào đầu chụp xuống, tất cả đến đây săn mồi tam, tứ phẩm phổ thông tà ma sợ tè ra quần, bọn chúng chân mềm nhũn quỳ đầy đất, run lẩy bẩy. Cửu phẩm nhãn ma chí tôn con người quét qua, một màn hàn quang nổ tung, trực tiếp đem trong Thâm Uyên tất cả đến đây săn mồi đê giai tà ma hóa thành bụi. Đến đây kiếm thức ăn tà ma nhóm, tìm chết thành công từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ không còn đói khát, bởi vì bọn chúng đã chết. Xử lý xong tìm chết tà ma quần về sau, tôn này nhãn ma chí tôn thảnh thơi mở ra cánh cửa không gian, đem bản thân mập mạp thân thể xâm nhập trong đó, nhận lệnh tiến đến, triều kiến cửu u chúa tể. Cửu u thế giới một chỗ đại dương mênh mông bên trong. Đại dương mênh mông bên trong có cái hải đảo, từ thái cổ thời điểm liền tồn tại, có đông đảo hải sinh tà ma ở tòa này hải đảo cùng hải đảo chung quanh sinh tồn, phồn diễn sinh sống. Nhưng hôm nay, tòa này hải đảo đột nhiên phát sinh chấn động, trên đó đất đá cát cát toàn bộ bị chấn khai. Hải đảo từ từ đi lên, lộ ra hắn khổng lồ bản thể ân, bản thể của nó chính là hải đảo, một đầu mọc ra mắt to hải đảo. Hải đảo nhẹ nhàng run run, đem sinh hoạt trên người nó tà ma toàn bộ chấn động rớt xuống. Sau một khắc, có một cái to lớn vô cùng cánh cửa không gian mở ra, mọc ra mắt hải đảo trốn vào trong đó. Hiện thế, ngay tại vừa rồi, mọc ra mắt hải đảo bắt đầu hoạt động sát na có một khỏa làm bộ vây quanh hành tinh vận chuyển tiểu hành tinh đột nhiên mở mắt, tựa hồ sinh lòng cảm ứng. Cửu u, béo cầu đại lão một chỗ khác tiền riêng bảo khố bên trong. Chỗ này tiền riêng bảo khố tương đối đáng thương, sớm đã bị bạch tiền bối lặng lẽ chuyển không, chỉ để lại một tầng mặt ngoài ngụy trang dùng bảo vật, trên thực tế đã trống rỗng một mảnh. Tại cái này bị gần như chuyển trống không bảo khố bên trong, có một chương bích họa. Bích họa có chút hiện sáng, một vị đầu mọc ra ba cặp như bảo thạch con mắt thân sĩ tà ma, từ vẽ bên trong nhẹ nhàng bước ra. Hắn sau khi hạ xuống, đầu tiên là đối trống rỗng béo cầu đại lão tiền riêng bảo khố đi cái thân sĩ lễ. Sau đó hắn lấy ra thủ trưởng, nhẹ nhàng vừa gõ, cánh cửa không gian mở ra, sáu mắt thân sĩ tà ma bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tại cửu u thế giới cùng hiện thế trong khe hẹp, một đầu to lớn vô cùng mai rùa đang chậm rãi bồng bềnh, mai rùa phía trên có phồn vinh lầu các tông môn, trong tông môn có núi, có nước, có cây, phong cảnh mỹ lệ. Ở trong đó một chỗ bên hồ nhỏ, ngồi một vị váy đen thiếu nữ tóc lại dày vừa dài. Chiếu vào sau lưng. Trên váy của nàng, buộc lên trứng bồ câu lớn minh châu, có chút tỏa sáng. Lúc này, thiếu nữ váy dài váy kéo, lộ ra tinh xảo chân ngọc, xanh nhạt ngón chân thoa màu hồng phấn sơn móng tay, tẩm ở trong hồ nước. À, váy đen thiếu nữ tựa hồ cũng cảm ứng được cửu u chúa tể triệu hoán lệnh, nàng hơi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có hành động, chỉ là nhẹ nhàng bãi động hai chân của chính mình, ở trong nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Sóng nước tự cùng tâm cảnh của nàng một dạng, từng vòng mở rộng ra. Ầm ầm, tại một mảnh vạn mã bôn đằng thanh âm bên trong, có hơn vạn phía trên thất phẩm tà ma hướng phía Tống Thư Hàng vị trí tới gần. Chúng ta đến một cái rộng lớn hơn địa phương đi. Tống Thư Hàng đề nghị. Mảnh này cát tinh thế giới vẫn phải giữ lại đến lúc đó an bài vô cực ma tông thành viên, tranh thủ để vô cực ma tông biến thành lưu ban ma tông. Sở dĩ tận lực không muốn phá hư chỗ này cát tinh thế giới trạng thái. Ban Văn Long tiền bối trả lời, người một mực di động, cửu u chúa tể quyền hạn sẽ dẫn dắt tiếp thu được mệnh lệnh tà ma, tự động khóa chặt vị trí của ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhớ lại trước đó dùng giám sát cửu u thế giới công năng phản hồi tới tin tức, tại cát tinh thế giới bên cạnh tìm được một chỗ địa điểm thích hợp. Tâm niệm vừa động về sau, Tống Thư Hàng kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn tiến hành không gian di động cái này cùng hắn tại hạch tâm thế giới một dạng, thân là hạch tâm thế giới chủ nhân, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại hạch tâm thế giới bất luận cái gì khu vực. Cửu u chúa tể tại cửu u thế giới, cũng là như thế. Tống Thư Hàng mang theo một thân vật trang sức thoáng chuyển di vị trí, chuyển rời đến cát tinh thế giới xa xa một mảnh cánh đồng bát ngát khu vực,
tìm một đỉnh núi nhỏ giáng lâm, chuẩn bị ở chỗ này nghênh đón chúng tà ma. Bạch Long tỷ tỷ đem Tô Thị A thập lục bao quanh bao khỏa, thi triển ẩn tàng khí tức pháp thuật, đem Tô Thị A thập lục khí tức che giấu. Dù sao Tô Thị A thập lục là nhân loại chi thân, một hồi vạn ma đến chầu rất có thể gây nên hỗn loạn. Ban Văn Long tiền bối vẫn như cũ là lấy cùng loại tống đầu gỗ vụn xương lớn trạng thái, đem tống thư hàng bao quanh bao khỏa. Mấy hơi về sau, hàng vạn con thất phẩm tà ma cùng gần hơn 200 bát phẩm tà ma bước đầu tiên đến. Bọn chúng đều tại phụ cận cửu u khu vực, tiếp thu được triệu hoán mệnh lệnh về sau, liền lấy nhanh nhất độn thuật giành giật từng giây chạy đến, an tĩnh vây quanh ở ngọn núi nhỏ kia dưới đầu phương, ngưỡng vọng trên ngọn núi cửu u chúa tể. Bất quá tống thư hàng lúc này bị Ban Văn Long đại lão bao vây lấy, cửu u tà ma nhóm trong lúc nhất thời còn không có phát giác được vị này cửu u chúa tể chân thân. Gần vạn thất phẩm tà ma, gần 300 bát phẩm tà ma đuổi tới về sau, trong hư không lại có 7 cái cánh cửa không gian mở ra. Đây là nhận lệnh mà đến cửu phẩm tà ma. Bọn chúng không có lập tức hiện thân, mà là giấu ở không gian thông đạo bên trong, bắt đầu chậm rãi thu liếm tự thân khí tức miễn cho một hồi từ cánh cửa không gian bên trong đi ra lúc, bởi vì tự thân khí thế nguyên nhân, dẫn phát phía dưới thất phẩm cửu u tà ma hỗn loạn, xông quấy dày cửu u chúa tể. 7 tôn cửu phẩm tà ma, tại thu liếm khí tức đồng thời, còn tại vụng trộm dò xét cửu u chúa tể. 4 tôn long thú tà ma đang nhìn đến Ban Văn Long đại lão hư hình lúc, trong lòng không tự chủ được phun lên tâm tình kích động. 3 tôn tròng mắt tà ma xuyên thấu qua cái kia Ban Văn Long nhìn về phía ở bên trong tống thư hàng, mơ hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc, nội tâm đồng dạng có chút ba động. Đến tận đây, vạn ma đến đông đủ, triệu hoán tà ma số lượng kiếm đủ. Triệu hoán tà ma mệnh lệnh kết thúc. Còn chưa chạy tới thất phẩm tà ma cùng bát phẩm tà ma chỉ có thể ngừng bước, đau mất chiều kiến cửu u chúa tể cơ hội. Cánh đồng bát ngát đỉnh núi bên trên. Nhìn qua phía dưới hơn vạn nhiều con thất phẩm tà ma cùng trong đó tạp kẹp lấy bát phẩm tà ma, tống thư hàng cảm giác trước mắt vẻn vẹn thất phẩm bản thân, giống một đầu con cừu nhỏ, bị vạn con sói đói vây quanh hắn cái này con cừu nhỏ bao lấy một trương da rồng. Cừu giả long uy. Tống thư hàng có loại bản thân nếu là bộc lộ ra chân thân, liền sẽ bị tà ma nhóm gặm ăn sạch sẽ cảm giác. Xin chào cửu u chúa tể. Phía dưới tất cả cửu u tà ma đối đỉnh núi bên trên chúa tể hành lễ không cần con mắt xác nhận, cửu u chúa tể triệu hoán quyền hạn liền sẽ dẫn dắt đến tất cả cửu u tà ma nhóm khóa chặt tống thư hàng. Da đen vũ nhu tử dơ camera, bồng bềnh sau lưng tống thư hàng. Nàng lựa chọn kỹ càng góc độ, dạo qua một vòng. Đem một màn này thu xuống tới. Nàng lúc này đảm nhiệm phóng viên thân phận, còn kém đơn cử microphone đi viếng thăm tống thư hàng tâm tình lúc này. Đồng thời, đường cửu u tà ma nhóm đối tống thư hàng cúi đầu thời khắc, Ban Văn Long tiền bối thân hình có chút tản ra, lộ ra tống pho chân thân. Hắn chỉ là cái tiền cửu u chúa tể, đã rời chức. Phía dưới cửu u tà ma nhóm triều kiến chính là tống thư hàng, mặc dù con hàng này chỉ là cái cộng tác viên. Ban Văn Long tiền bối cái này vừa lui, liền đem tống pho chân thân hiển lộ ra. Thụ cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng, phía dưới cái kia hơn vạn cửu u tà ma nhóm lành nghề xong lễ về sau, ăn ý cùng nhau ngẩng lên đầu, ngưỡng vọng đỉnh núi nhỏ đứng đấy đương kim cửu u chúa tể. Triều kiến cửu u chúa tể khâu trọng yếu nhất, chính là thấy tận mắt thấy một lần cửu u thế giới pháp tắc trung tâm cửu u chúa tể. Cũng hy vọng có thể nhờ vào đó thu hoạch được một số thể ngộ. Đến tăng tiến bản thân cảnh giới cơ hội. Sau đó, một cái đen kịt cơ bắp đầu chọc, cứ như vậy xuất hiện tại hơn vạn tà ma trong mắt. Tất cả tà ma toàn thân chấn động. Cái này đen xì cơ bắp đại quang đầu, mặc dù cùng ấn tượng bên trong cái thân ảnh kia có chỗ khác biệt, nhưng không có một đầu thất phẩm tà ma sẽ quên đạo thân ảnh này. Đừng nói là đổi một thân làn da màu đen, liền xem như hóa thành cho, tất cả mọi người không có khả năng nhận lầm. Dù sao, cái này vẻn vẹn 5 tháng trước phát sinh sự tình. Lấy cửu u tà ma dài rằng giặc thọ nguyên cùng cường đại ký ức, 5 tháng trước sự tình đơn giản cùng 5 ngày trước phát sinh sự tình không có khác nhau. Cái này kinh khủng nam nhân, đã từng mang cho cửu u thế giới thống khổ, còn không có tiêu tán. Tất cả cửu u tà ma trên người phảng phất còn giữ loại đau khổ này dư vị. Bá, bá nho, bá, bá tống, bá, bá ma, bá, bá bá. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng kêu, liên tiếp. Nhưng bất kể là cái nào thánh hào, chỉ đều là cùng một cái nam nhân.
vì cái gì nam nhân này sẽ đứng ở thuộc về cửu u chúa tể vị trí. Thậm chí trên người chả mang theo cửu u chúa tể quyền hạn khí tức. Chúng ta là tại làm ác mộng sao? Thế giới này là thế nào? Bá Nho lại là cửu u chúa tể. Trong nháy mắt, có mấy trăm cái suy nghĩ nghi hoặc phun lên cửu u tà ma nhóm trong lòng. Nhưng mặc kệ bọn chúng trong lòng có như thế nào nghi hoặc cùng không dám tin, cửu u chúa tể quyền hạn rõ ràng nói cho bọn chúng biết, trước mắt nam nhân này, chính là cửu u chúa tể, chính là đưa chúng nó triệu hoán qua tới tồn tại. Hơn vạn thất phẩm cửu u tà ma nhóm bắt đầu hít sâu động tác. Hít vào thở ra hít vào. Cả cái giữa đồng trống tràn đầy cửu u tà ma nhóm nặng nề tiếng hít thở, bầu không khí biến cổ quái. Tống Thư Hàng đánh giá thấp mình tại cửu u thế giới lực ảnh hưởng. Hắn cho là mình là một đầu cừu non, hất lên da rồng, cừu giả long uy. Nhưng trên thực tế, tại cửu u thế giới tà ma nhóm trong mắt xem ra, bá tống căn bản không phải cái gì cừu non, mà là một đầu tà ma bên trong tà ma, là tối ác ma quỷ. Cái này kỳ lạ nhất, tối ác ma quỷ hất lên giả nhân giả nghĩa ra cừu, căn bản không phải cừu giả long uy, mà là hất lên ra cừu ác long. Da đen Vũ Nhu Tử thỏa mãn thu cái video này, nàng cảm giác mình chia cắt video linh cảm đã liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Chấn kinh, vạn ma triều bái tống tiền bối lúc, tề hô ba ba. Tống tiền bối tại cửu u cứ nhiên có hơn vạn đứa bé. Sử thượng nhất kinh bạo hình ảnh, giữa đồng trống hơn vạn cái nặng nề hô hấp đến tột cùng là nguyên nhân gì? Là cái gì làm trên vạn tà ma không ngừng làm hít sâu động tác? Rất muốn đem hai cái này video cho cắt nối biên tập đi ra a. Tâm ma bản năng tại mãnh liệt kích thích da đen Vũ Nhu Tử, để cho nàng đi làm ra loại này làm tống tiền bối run rẩy video. Nhưng là da đen Vũ Nhu Tử bản tâm tại nói cho nàng, loại chuyện này là không đúng, video không thể cắt câu lấy nghĩa. Đến lúc đó, vẫn là đem cái này video giao cho bản thể đến xử lý đi. Cuối cùng, da đen Vũ Nhu Tử làm cái lấy chúng ở giữa đáng giá quyết định. Không thiên hướng về thiện cũng không thiên hướng về ác. Giữa đồng trống, hàng vạn con thất phẩm tà ma nhóm không ngừng hít sâu, trong nội tâm bắt đầu lâm vào to lớn trong mâu thuẫn. Bọn chúng một đường lao nhanh tới triều kiến cửu u chúa tể, vì chính là có thể nhìn một chút cửu u chúa tể, đồng thời cũng làm cho cửu u chúa tể xem bọn hắn một chút. Phàm là bị cửu u chúa tể nhìn chăm chú qua cửu u tà ma, chẳng khác nào là bị cửu u thế giới pháp tắc nhìn chăm chú. Trong tương lai trên việc tu luyện đem đến nhất định pháp tắc chiếu cố. Đây chính là nhập thánh nhãn chương trình. Nhưng bây giờ, để bá Nho cửu u chúa tể thấy bọn nó một chút. Hàng vạn con thất phẩm cửu u tà ma nhóm phần bụng bắt đầu kịch liệt rào đau. Bát phẩm cửu u tà ma cũng không có tốt đi nơi nào, bọn chúng ngoại trừ định lực muốn tốt một số bên ngoài, đồng dạng đã từng bị mang thai kích thích qua. Lúc này, cánh đồng bát ngát đỉnh núi nhỏ bá tống chúa tể rốt cục lên tiếng, rất tốt, triệu tập mà đến cửu u con dân, các ngươi nhất cử nhất động ta đều đem nhìn ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, tống pho mi tâm có chút sáng lên, tại thứ tam nhãn thần vị trí có một ánh mắt ở phía dưới tất cả tà ma trên người khẽ quét mà qua. Trong thời gian ngắn, ở đây tất cả cửu u tà ma đều đưa rơi vào bá tống chúa tể ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả cửu u tà ma nhóm lập tức ngồi thẳng lên. Khống chế lại bản thân run rẩy thân thể, hận không thể có thể đem hình tượng của mình lưu tại cửu u chúa tể trong lòng mang thai cùng tương lai so ra, quả nhiên vẫn là tương lai quan trọng hơn. Mang thai, thật là thơm. Lần này đem bọn ngươi bây giờ tới, có một chuyện cần các ngươi đi chấp hành. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Cửu u tà ma nhóm tể thanh đáp, mời chúa tể phân phó. Ta cần các ngươi phân tán ra đến, tiến về mỗi một đầu cửu u thế giới cùng hiện thế thông đạo. Tuyên cáo ta ý chỉ, trong vòng một tháng sau đó, không có ta cho phép, không cho phép bất luận cái gì một đầu cửu u tà ma tiến vào hiện thế thông đạo. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, hoàn thành truyền đạt ý chỉ nhiệm vụ về sau, đem từ ta cái này thu hoạch được đến ban thưởng. Đang khi nói chuyện, cửu u chúa tể quyền hạn kích hoạt, tự động vì hàng vạn con cửu u tà ma phân phối nhiệm vụ mục đích, để chúng nó phân tán đi tuyên cáo bá tống chúa tể ý chỉ. Cửu u tà ma nhóm tề thanh ứng nhận. Không có đi hoài nghi cửu u chúa tể ý chỉ ý nghĩa, chỉ cần là cửu u chúa tể ý chỉ, bọn chúng liền đi chấp hành. Thất, bát phẩm tà ma nhóm thu đến nhiệm vụ. Sau đó, trong hư không có 7 cái cánh cửa không gian hoàn toàn mở ra. Kim cương cốt long, sắt thép cự long, con rết chân quái long, cầu vồng đường vân long,
Nhãn Ma Chí Tôn, mở to mắt châu hòn đảo, sáu mắt thân sĩ tà ma, cùng nhau từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Các ngươi bảy vị, tiến về hiện thế, địa cầu cùng cửu u thông đạo, tuyên cáo ta ý chỉ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nguyện vì ta chủ cống hiến sức lực, bốn tôn long thú tà ma đối Tống Thư Hàng phía sau ban văn long đại lão nói. Nguyện vì ta chủ chịu chết, ba tôn trong mắt tà ma đối Tống Thư Hàng mi tâm nói. Bọn chúng là ban văn long tiền bối ngươi nguyên cấp dưới sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía ban văn long đại lão. Ban văn long đại lão trả lời, trong đó có bốn cái là ta nguyên bản phối hợp thiên đạo thí nghiệm sau sản phẩm, thí nghiệm sau bị ta thu làm thuộc hạ, từ thái cổ một mực tồn tại đến nay. Mặt khác ba cái, ha ha, là tam nhãn tiền bối cấp dưới. Tống Thư Hàng suy đoán ra kết quả. Nếu là hai vị tiền bối nguyên cấp dưới, cái kia còn có một cái nhiệm vụ, có lẽ có thể giao cho bọn chúng. Tỷ như, thanh lý hạ hiện thế tà vọng. Cầm cửu phẩm tà ma đi soát tà vọng, sẽ có hay không có điểm hiếp đáp người. Tống Thư Hàng trước đó liền nghĩ qua phái bộ phận cường đại cửu u tà ma đi hiện thế ngắm bắn tà vọng, phá hư vô cực ma tông kế hoạch tốc độ tiến triển, gia tăng ma tông ma quốc kế hoạch độ khó dù sao, không trải qua mưa gió lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Vô cực ma tông ma quốc kế hoạch thực hành bắt đầu độ khó càng cao, bọn hắn mới sẽ không sinh ra hoài nghi. Nhưng là, Tống Thư Hàng lại tại cố kỵ một điểm. Cửu u tà ma một khi rời đi cửu u thế giới về sau, liền rời đi hắn cái này lâm thời cửu u chúa tể quyền hạn quản lý phạm vi, liền khó dùng quyền hạn đi ước thúc tà ma. Đến lúc đó, cửu u tà ma phụng mệnh bắt lấy tà vọng về sau, bọn chúng bản thân lại thay thế tà vọng, tại hiện thế bên trong gây ra hỗn loạn, liền sẽ càng làm cho người ta đau đầu. Dù sao tà vọng là trạch nam hình tai nạn, bọn chúng đồng dạng đều có cố định, có thể bị phong ấn cùng trông giữ. Nhưng cửu u tà ma nhưng khác biệt, bọn chúng là một đám di động tai họa, đối phó càng thêm phiền phức. Mà bây giờ, nhìn thấy cái này bảy tôn kiếp thiên cấp cửu u tà ma lúc, Tống Thư Hàng trong đầu cái này ngắm bắn tà vọng kế hoạch lại lần nữa nổi lên trong lòng. Cái này bảy con cửu phẩm tà ma mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bạch tiền bối đám kia sủng vật, mặc dù vẫn là cửu u tà ma, nhưng trên bản chất đã thoát ly phổ thông cửu u tà ma giết chóc hoặc bị giết ác thú vị. Nếu như là bọn nó, có lẽ có thể làm. Ban Văn Long tiền bối. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Ban Văn Long đại lão nói, ta muốn hỏi hỏi. Không có vấn đề, không đợi Tống Thư Hàng nói xong, Ban Văn Long đại lão liền trước một bước trả lời. Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn vội vàng đưa tay sờ sờ Tống Pho tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, chẳng lẽ ngay cả Tống Pho trương này lạnh lùng khuôn mặt, cũng vô pháp bảo hộ nội tâm của hắn ý nghĩ cùng bí mật nhỏ, muốn bị các đại lão đọc mặt. Kế đoạt lời kịch về sau, hiện tại lại ngay cả lời kịch đều không cho ta niệm xong trực tiếp đánh gãy. Không có niệm lời kịch công năng về sau, ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì a? Không phải đọc mặt, là đọc tâm. Ngươi đừng quên ta vừa rồi tại phối hợp ngươi, cùng ngươi tiến vào nhân long hợp nhất đồng bộ trạng thái, triệu hoán cửu u tà ma. Hiện tại loại này đồng bộ trạng thái còn không có rời khỏi, trong lòng ngươi suy nghĩ, ta rõ như lòng bàn tay. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta không có chút nào tự ẩn. Ban Văn Long đại lão cười lạnh nói. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, ta vừa rồi trong lòng một nháy mắt nổi lên suy nghĩ, đều bị Ban Văn Long đại lão đọc đi rồi. Không sai, tỉ như ngươi khi nhìn đến nhiều chân rồng lúc, liền đem ta cùng nhiều chân rồng so sánh, thậm chí ác ý suy nghĩ ta toàn thân mọc đầy chân bộ dáng suy nghĩ, lại tỉ như ngươi thấy thải hồng long lúc, lại tưởng tượng lấy đem cầu vồng sắc bổ sung thân thể ta vằn suy nghĩ, ta một cái đều không có lọt mất. Ngắn ngủi gặp mặt một sát na, trong đầu của ngươi không chỉ có hiển hiện ngắm bắn tà vọng kế hoạch, còn hiện lên nhiều như vậy cái não bổ hình tượng cùng kịch bản, đầu óc của ngươi xoay chuyển rất trượt a. Ban Văn Long đại lão tiếp tục cười lạnh. Tống Thư Hàng. Cho nên, độc tâm thuật loại vật này ghét nhất, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn tại chư thiên vạn giới đều phế bỏ độc tâm thuật. Còn có đọc mặt thuật, hắn nhất định phải chế tạo ra một cái chú trọng tư ẩn quyền đại thời đại. Chờ ma hải sự tình kết thúc về sau, ta sẽ vì ngươi trang bị thêm bốn chân, để ngươi trở thành có được sáu đầu chân nam nhân. Lại vì ngươi độ bên trên một tầng cầu vồng đường vân, để ngươi không giống bình thường. Yên tâm đi, những thí nghiệm này ta đều thuần thục vô cùng. Ban Văn Long tiền bối dùng sợi râu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Sau đó, nó thối lui ra khỏi nhân long hợp nhất trạng thái độc tâm thuật loại vật này,
nó muốn sử dụng tùy thời đều có thể đi. Loại này tiểu pháp thuật chỉ là đỉnh tiêm đại lão cơ bản phối trí. Bất quá nó cũng không có hứng thú đọc đến Tống Thư Hàng nội tâm, trời mới biết ra hỏa này não mạch kín là thế nào kết nối, tư duy nhảy vọt đặc biệt nhanh, trong đầu tao suy nghĩ là một cái tiếp theo một cái. Cùng Tống Thư Hàng ở vào đồng bộ trạng thái lúc, chẳng khác gì là mỗi giờ mỗi khắc tại tiếp thu một chút rác rưởi tin tức, còn có một số đâm tâm hình tượng. Sáu đầu chân, cầu vồng sắc, Tống Thư Hàng trầm tư một lát sau đạo, đột nhiên vui vẻ nói, tốt, tạ ơn tiền bối. Ban Văn Long đại lão sững sờ. Sáu đầu chân diệu a, Tống Thư Hàng nói có sáu đầu chân về sau, tương lai hắn muốn đem chính mình cắt thành hai nửa lúc, liền có thể trước cắt hai cái đùi trở thành một nửa thân, cắt nữa hai đầu trở thành một cái khác nửa người. Tương đương trống rỗng thêm ra hai cái rưỡi thân đến, kiếm bổn không lỗ. Chờ ma hải kết thúc về sau, tiền bối ngươi liền cho ta lại an bốn chân. Tống Thư Hàng vui vẻ đạo, mà lại nếu như hắn đến lúc đó nắm giữ Ban Văn Long tiền bối lắp đặt bốn chân thủ pháp, nói không chừng có thể dựa theo thủ pháp này đẩy ngược ra nguyên lý đến lúc đó hắn liền có thể lắp ráp ra một cái hoàn chỉnh phân thân ra. Ban Văn Long đại lão, cùng gia hỏa này giao lưu thật mệt mỏi, mà lại dáng dấp cũng không đủ mỹ hình. Cho nên nó quyết định ngậm miệng, không còn tiếp Tống Thư Hàng gốc dạ, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình tứ đại Long Vương hộ pháp trên thân. Ban Văn Long đại lão vẫy vẫy tay. Tứ đại Long thú tà ma dâng đủ cùng lên trước một bước, chủ động bắt đầu hướng Tống Thư Hàng giới thiệu chính mình. Kim Cương Cốt Long trầm giọng nói, Đông U Long Vương, Trình Toản. Sắt Thép Cự Long ổn trọng nói, Tây U Long Vương, Trình Cương. Con Rết Quái Long nhỏ giọng nói, Nam U Long Vương, Trình Đa. Cầu Vồng Văn Rồng nói tiếp, Bắc U Long Vương, Trình Hồng. Tống Thư Hàng một bên yên lặng gật đầu, vừa hướng Ban Văn Long tiền bối nói, ta phát hiện tiền bối ngươi đặt tên Thiên Phú thật nát. Chính là bởi vì giống các ngươi dạng này tùy tính nhiều người, cho nên tu chân giới mới có thể xuất hiện kim cương cơ sở quyền pháp nhất, sát đao thuật loại công pháp này tên. So sánh tứ đại Long Vương tùy ý danh tự, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện Trình Lâm tiên tử cái này đạo hiệu vậy mà đẹp ra ý thơ. Quả nhiên trên thế giới vô luận thứ gì đều cần có so sánh cùng phụ trợ. Ta quyết định, Trình Lâm. Ban Văn Long đại lão đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, nó duỗi ra râu rồng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói, ta cho ngươi đổi cái đạo hiệu, từ hôm nay trở đi, Trình Lâm đạo hiệu của ngươi cải thành. Trình Cầu Đản. Ban Văn Long đại lão trong lời nói tựa hồ mang theo một loại định danh cải mệnh lực lượng. Tống Thư Hàng trong cõi u minh cảm giác chính mình từ chết không thể chết lại tiên tử cái kia kế thừa tới Trình Lâm đạo hiệu, tựa hồ bị đổi thành Trình Cầu Đản. Như thế mơ hồ. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, hắn tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng điên cuồng vang lên. Một nháy mắt liền soát mấy đầu. Ai tại căng lên gấp tin tức tới. Tống Thư Hàng điểm mở tin tức. Chết không thể chết lại tiên tử Trình Cầu Đản. Trình Cầu Đản. Trình Cầu Đản. Họ Tống ngươi đã làm gì? Nói cho ta ngươi đến cùng làm cái gì? Trình Cầu Đản, đi ra cho ta, đừng giả bộ chết. Ta chết đi đều bị ngươi khí sống nhảy ra ngoài, ngươi đi ra cho ta. Nói cho ta Trình Cầu Đản là có ý gì? Server, Trình Cầu Đản, quân chủ Tống Thư Hàng. Hai cái Trình Cầu Đản lẫn nhau đối ứng, hài hòa tự nhiên. Nhìn thấy Tống Thư Hàng danh tự trước cái kia server, Trình Cầu Đản, quân chủ danh hiệu. Trình Lâm tiên tử liền cảm giác Tống Cầu Đản đang điên cuồng khiêu khích nàng. Cầu phú quý, Phật tương vọng Tống Thư Hàng đây là biểu thị song cầu tại tương vọng. Trình Cầu Đản, đừng phát im lặng tuyệt đối, ngươi cho ta nói rõ, Trình Cầu Đản đến cùng là cái quỷ gì? Đạo hiệu loại vật này là rất nghiêm túc sự tình, như thế nào nói đổi liền có thể đổi. Đừng tưởng rằng dùng im lặng tuyệt đối có thể lừa dối quá quan. Vấn đề này hỏi thật hay, rất có chiều sâu, cho nên. Tiên tử ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi thần kỳ cầu đản cha? Ta muốn nó hẳn là có thể cho ngươi một cái tiêu chuẩn đáp án. Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm cái này đạo hiệu, trừ cầu đản cha bên ngoài, còn có ai có thể thay đổi? Trình Cầu Đản, ngươi đến cùng đã làm gì? Tống Thư Hàng thở dài, dùng từ âm công có thể hồi phục nói, việc này nói rất dài dòng, từ khi ta trở thành cửu u chúa tể sau. Trình Cầu Đản. Từ khi ngươi thành cửu u chúa tể là cái quỷ gì? Trình Lâm tiên tử chớ hoảng sợ, ta đây chỉ là cộng tác viên, thay thế bạch tiền bối vào cương vị một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng trả lời.
Trình Cầu Đản, từ khi có Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối về sau, ngươi thật đúng là muốn làm gì thì làm a. Đừng nói nhảm, chủ đề đừng kéo xa, dài lời nói cũng cho ta ngắn nói. Cho ngươi một phút, ngươi nếu là giải thích không rõ ràng, ngươi liền chờ chết đi. Ta vốn là tại nói ngắn gọn, nhưng ngươi đánh gãy ta. Tống Thư Hàng vô tội nói, nói tóm lại, từ khi ta trở thành cộng tác viên Cửu U Chúa Tể về sau, nhận Cửu U Chúa Tể quyền hạn ảnh hưởng, ta hiện tại nội tâm phi thường bành trướng, không cách nào tự điều khiển. Mới vừa rồi cùng Cẩu Đản cha nói chuyện phiếm thời điểm, nhịn không được nói câu lời trong lòng, nhắc nhở Cẩu Đản cha không có lấy tên Thiên Phú. Không phải sao, Cẩu Đản cha thẹn quá hóa giận, liền đem ta Trình Lâm đạo hiệu đổi thành Trình Cẩu Đản. Trình Cẩu Đản, ngươi Tống Thư Hàng làm chết, tại sao phải ta Trình Cẩu Đản đến cõng nồi? Ta vốn đang coi là chỉ có đạo hiệu của ta bị đổi thành Trình Cẩu Đản, không nghĩ tới Trình Lâm tiên tử đạo hiệu của ngươi cũng thay đổi. Dạng này cũng tốt, dù sao chúng ta là một sợi dây thừng bên trên Cẩu Đản. Tống Thư Hàng tâm lý đạt được vi diệu cân bằng. Trình Cẩu Đản, Trình Lâm tiên tử ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Ta bên này kỳ thật rất bận, Tống Thư Hàng trả lời. Trình Cẩu Đản, ngươi đang bận cái gì? Vội vàng cứu vớt thế giới. Tống Thư Hàng nói bảy tôn cửu phẩm cấp tà ma còn đang chờ hắn lên tiếng, hiện thế địa cầu tà vọng vẫn chờ hắn phái tà ma đi xử lý, cứu vớt địa cầu không có mau bệnh. Trình Cẩu Đản, có tin ta hay không Trình Lâm hiện tại liền qua, đánh nổ ngươi Tống Cẩu Đản đầu chó. Vô Cực Ma Tông bên kia có cái tại cửu U mở ma hải thế giới kế hoạch, ta đang chuẩn bị thừa cơ lợi dụng kế hoạch của bọn hắn một đợt, tiện thể lấy cứu vớt thế giới bên dưới. Tống Thư Hàng trả lời. Trình Cẩu Đản, mở ma hải thế giới. Nhà ngươi Bạch Tiền Bối không có ý kiến. Bạch Tiền Bối chính là muốn để ta lợi dụng thế giới ma pháp, đi hoàn thành ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh giảng pháp, vì ta huyền thánh giảng pháp hoạt động vẽ lên cái dấu chấm tròn. Tống Thư Hàng nói. Trình Cẩu Đản, muốn làm gì thì làm cảm giác thực tốt. Mặt khác, nhanh để Cẩu Đản cha đem đạo hiệu của ta đổi lại đến. Chính ngươi cùng Cẩu Đản cha đi nói. Tống Thư Hàng nói. Trình Cẩu Đản, ta điên rồi. Ta nếu là cùng Cẩu Đản cha trò chuyện một hồi, nó liền có thể thuận dây lưới bỏ qua đến khóa chặt vị trí của ta. Hiện tại thiên đạo đã băng, nó hiện tại độ tự do rất cao. Tốt a, ta đi cùng Cẩu Đản cha nhận cái sai. Chỉ cần ta thái độ tốt đi một chút, nói không chừng có thể thành công. Tống Thư Hàng nói khiêm tốn nhận lầm là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức, dạy mãi không sửa là cửu u thế giới truyền thống quen thuộc. Trình Cẩu Đản, đúng rồi, nói lên ma hải thế giới ta liền nhớ lại một sự kiện. Ngươi đến lúc đó lại cùng Cẩu Đản cha còn có Bạch Tiền Bối nói lại. Sau khi dùng xong ma hải thế giới không cần ném. Chùm lên trứng gà dịch, dính lên bánh mì khang. Vào nồi nổ đến vàng óng xốp giòn chảy dầu vớt ra. Tống Thư Hàng tiếp lưu loát nói tiếp. Trình Cẩu Đản. Nàng phát hiện Tống Thư Hàng tâm thái thật bị cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng rất sâu, bành trướng đến không được. Thật xin lỗi, ta lại bành trướng. Tống Thư Hàng gọn gàng nhận lầm nhưng hắn không thể cam đoan chính mình vẫn sẽ hay không tái phạm. Cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng, chính là đáng sợ như vậy. Trình Cẩu Đản hít sâu, nói. Lúc trước thứ ba thiên đạo tại chế tác kim liên thế giới, tà liên thế giới còn có người hạch tâm thế giới hạt giống lúc, liền tiến hành qua đem khối nhỏ cửu u thế giới phục hồi như cũ vì ma hải thế giới thí nghiệm. Người hạch tâm thế giới hạt giống sở dĩ có thể thôn phệ cửu u tà năng lớn mạnh tự thân, cũng là bởi vì nó cần cửu u thế giới lực lượng. Nói đúng ra, là cần ma hải thế giới năng lượng. Cho nên, ta không chỉ có muốn mượn ma hải thế giới độ kiếp, ta còn muốn đem toàn bộ ma hải thế giới cho đoạt tới. Cung cấp ta hạch tâm thế giới trưởng thành cần thiết. Tống Thư Hàng hỏi. Trình Cẩu Đản, không sai. Đây chính là ta muốn làm. Tống Thư Hàng nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn đem ma hải thế giới trả lại Vô Cực Ma Tông. Trình Cẩu Đản, không tán gẫu nữa, ngươi đi tìm Cẩu Đản cha nhận lầm đổi tên. Trình Cẩu Đản đạo hiệu này nếu là không có đổi lại đến, ngươi liền một ngày đừng nghĩ gặp lại ta. Dứt lời. Trình Lâm tiên tử kết thúc nói chuyện riêng. Tống Thư Hàng. Kết thúc nói chuyện riêng về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Ban Văn Long Đại Lão. Ngươi có lời muốn nói? Ban Văn Long Đại Lão hỏi. Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, chân thành nói, Cẩu Đản cha, ta vừa rồi lại không cẩn thận bành trướng, ta được hướng ngài nhận lầm. Ngươi có thể hay không đem Trình Cẩu Đản đạo hiệu này đổi lại đến?
Ban Văn Long đại lão. Cậu đàn cha cái danh xưng này, khiến Ban Văn Long đại lão lá gan đau nhức bạo tạc. Giết địch 1000, tự tổn 800. Quang Nhận Lầm có làm được cái gì? Có lỗi còn muốn đổi mới được. Chờ ngươi lúc nào không bành trướng, ta lại đem đạo hiệu của ngươi đổi lại tới. Ban Văn Long đại lão không bỏ xuống được mặt mũi, dáng chống đỡ lấy nói. Không thể nói đổi lại liền đổi lại, cậu đản cha muốn mặt. Cái kia cậu đản cha, còn có chuyện. Vừa rồi một cái khác trình cậu đản vừa rồi nhắc qua, ma hải thế giới có lẽ có thể xúc tiến hạch tâm thế giới tiếp theo tiến bước hóa. Cho nên chúng ta đến lúc đó muốn đem ma hải thế giới đặt vào trong tay, nghĩ biện pháp chuyển rời đến hạch tâm thế giới đi. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Hạch tâm thế giới hiện tại đã tiến hóa đến một cái cực hạn. Phổ thông cửu u tà năng cho nó mang tới tăng lên trở nên có hạn bắt đầu Tống Thư Hàng dự định một hồi đi cửu u thế giới tìm tà năng tinh thuần thâm hậu khu vực, để hạch tâm thế giới ăn chán chê một trận. Đem ma hải thế giới đặt vào hạch tâm thế giới. Ban Văn Long đại lão hơi suy nghĩ một chút, nói, cái này đến lúc đó phải hảo hảo tính toán một chút, ma hải thế giới độ nguy hiểm rất cao, đưa nó đặt vào hạch tâm thế giới cần cẩn thận lại cẩn thận. Đúng, đến lúc đó chúng ta hảo hảo tính toán một chút. Tống Thư Hàng gật đầu nói, trước đem trong tay sự tình xong xuôi. Hắn, Tống Thư Hàng, cứu vớt thế giới. Hiện thế bên trong, bản thể của hắn đã đem Vũ Nhu Tử đưa về Linh Điệp Đảo, cũng bắt đầu liên hệ Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô. Mượn nhờ 7 con cửu phẩm tà ma uy lực, hắn trong vòng 1 ngày liền có thể đem địa cầu mụ mụ cầy 1 lần, hủy diệt thế giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới sẽ tại dưới người hắn run rẩy. Một cái hợp cách cửu u chúa tể, bình quân mỗi 3 giây đồng hồ trong đầu liền sẽ hiển hiện hủy diệt thế giới dục vọng, mỗi 10 giây sẽ hiển hiện hủy diệt chúng sinh ý nghĩ. Không đúng, não mạch kín lại tiếp sai lệch, ta là muốn cứu vớt thế giới tới. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thán nói, cửu u chúa tể quyền hạn tựa như là bành trướng đinh ốc và mũ ốc phít, đinh đi vào bộ về sau, tại thể nội bắt đầu bành trướng, thực sự khó mà ngăn cản. Cậu đàn cha phản bác. Đừng đem tất cả nồi đều vứt cho cửu u chúa tể quyền hạn, cửu u chúa tể quyền hạn chỉ là đưa đến một cái máy khuếch đại tác dụng, người bành trướng có hơn phân nửa là chính ngươi nồi. Tống Thư Hàng, ta sẽ tạm thời đem tứ đại long thú chuyển giao cho ngươi, trong lúc này ngươi có thể yên tâm sai xử bọn chúng. Còn tương lai, ngươi có thể hay không để bọn chúng thực tình hàng phục ngươi, liền xem chính ngươi thủ đoạn. Ban Văn Long đại lão nói bổ sung dù sao vốn chính là muốn giao cho Trình Lâm kế thừa thuộc hạ. Hiện tại chuyển giao cho Trình Cẩu Đản cũng giống vậy. Tứ đại long thú đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười thân thiện. Bọn chúng từ thái cổ thời kỳ liền tiến vào ngủ say giai đoạn, một mực ngủ say đến nay, còn chưa kịp tới tiếp thu Tống Thư Hàng tại cửu u thế giới bá nho mang thai giảng pháp, đối vị này bá tống chúa tể thiếu khuyết nhận biết. Cửu u thế giới cùng hiện thế đồng dạng, bát phẩm huyền ma giảng pháp cũng có tiếp sóng công năng. Bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tiếp thu được huyền ma giảng pháp trực tiếp thành viên, tại sau đó có thể tìm cơ hội tiếp thu tiếp sóng. Bất quá cùng hiện thế đồng dạng, huyền ma giảng pháp tiếp sóng giữ lại cũng là có thời gian hạn chế. Bình thường mà nói, cửu u thế giới huyền ma giảng pháp tiếp sóng giữ lại thời gian cùng thiên hạ không ai không biết ngày hiệu quả thời gian duy trì bảo trì nhất trí. Lúc này, tứ đại long thú đối Tống Thư Hàng thân phận có 2 loại suy đoán. Một là Ban Văn Long chuyển thế. 2 là Ban Văn Long đặc thù hậu duệ. Vô luận là loại tình huống nào, đều đáng giá bọn chúng đi hiệu chung. Bên cạnh, tứ đại long thú tự giới thiệu hoàn tất, cũng cùng đại lý cửu u chúa tể Tống Thư Hàng lăn lộn cái nhìn quen mắt về sau, 3 con cửu phẩm trong mắt tà ma cũng chỉnh tề mà tiến lên. Lấy 6 mắt thân sĩ tà ma cầm đầu, mọc ra mắt đảo và nhãn ma chí tôn lần lượt báo lên danh hào của mình. Quản gia, thần nhãn, lung, gặp qua chúa tể. 6 mắt thân sĩ hướng về Tống Thư Hàng hành lễ. Đầu bếp, nhãn ma chí tôn, trong mắt tập hợp thể đi theo giới thiệu chính mình. Sa phu, mục quang đảo, hòn đảo tà ma ồm ồm nói. Cùng Ban Văn Long đại lão phong cách khác biệt, tam nhãn tiền bối thuộc hạ chức vị muốn càng thêm gia đình hóa. Giới thiệu xong chính mình về sau, 6 mắt thân sĩ lung tổng kết nói, chúng ta 3, tuân theo chúa tể triệu hoán mà đến, khi tuân thủ chúa tể hết thảy mệnh lệnh. Tam nhãn tiền bối ngay tại lặng lẽ meo meo dòm bình phong, không tiện lộ diện. Cho nên, liền từ vị này 6 mắt quản gia đại lý ra mặt. Cùng Ban Văn Long đại lão đồng giảng, lúc này tâm tình phi thường vui vẻ tam nhãn tiền bối,
cũng đem cái này ba tôn tròng mắt tà ma tạm thời chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Bảy con cửu phẩm tà ma, toàn tâm toàn ý, nguyện vì Tống Thư Hàng chỗ khu xử. Hướng bọn chúng hạ đạt ý chỉ đi, cậu đàn cha nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, ta cần các ngươi tiến về cửu U cùng hiện thế địa cầu bảy đầu thông đạo, đi tuyên cáo ta ý chỉ, cũng đem tất cả tiến công thông đạo cửu U tà ma cưỡng chế mang về, hoặc từ ý chí của các ngươi đối bọn chúng tiến hành xử trí. Tiến công cửu U cùng địa cầu ở giữa thông đạo tà ma, rõ ràng là bị âm thầm khiêu khích, dẫn dắt, vì phòng ngừa bộ phận này tà ma đầu não hỗn loạn, Tống Thư Hàng cần cửu phẩm tà ma cưỡng chế đưa chúng nó mang về cửu U thế giới, hoặc là ngay tại chỗ xử trí. Bảy vị cửu phẩm tà ma có chút khấu đầu, tuân theo chúa tể ý chỉ. Tuyên cáo xong ta ý chỉ về sau, các ngươi tiếp tục dừng lại tại thông đạo phụ cận, cũng làm tốt tiến vào hiện thế chuẩn bị. Về sau, ta cần các ngươi tiến vào hiện thế, xử lý một nhóm tà vọng, vì lưu cấp ma tông ma hải kế hoạch lớn chế tạo một chút trở ngại. Tống Thư Hàng nói. Lúc này, sáu mắt thân sĩ tà ma lung hơi suy nghĩ một chút, nhắc nhở, chúa tể, chúng ta cửu phẩm tà ma cùng nhau tiến vào hiện thế lúc, rất có thể sẽ dẫn tới hiện thế thiên phạt, phải chăng cần chúng ta lần lượt thay phiên tiến vào hiện thế. Điểm ấy không cần lo lắng quá mức, thiên đạo đã sụp đổ, trong thời gian ngắn hiện thế đối cửu U thế giới hạn chế sẽ cực kỳ suy yếu. Ban Văn Long Đại Lão chậm rãi nói. Thiên đạo sụp đổ, bảy vị mới từ thái cổ một mực ngủ đến hiện tại cửu phẩm tà ma, sửng sốt nửa ngày, đầu óc trong lúc nhất thời không có đáp lại tới. Thiên đạo hỏng mất, cái kia trước mắt vị này bá tống chúa tể là chuyện gì xảy ra? Bất quá, để cho an toàn, tại các ngươi tiến về hiện thế trước đó, ta vẫn là cho các ngươi thêm một đạo phòng hộ đi. Cậu đàn cha lên tiếng nói. Dứt lời, nó râu rồng nhẹ nhàng đong đưa, bảy đạo phong ấn trận pháp rơi vào bảy tôn cửu phẩm tà ma trên thân, đưa chúng nó khí tức kiềm chế đến bát phẩm tả hữu. Cậu đàn cha phong ấn cùng Bắc Phương Đại Đế dùng tại quy tiền bối trên người phong ấn có chút cùng loại, bất quá cậu đàn cha phong ấn chỉ khóa chặt khí tức, cũng không hạn chế cửu phẩm tà ma cảnh giới thực lực thiên đạo hỏng mất, có một số việc chỉ cần lừa gạt một chút là được, không cần quá mức nghiêm túc. Chỉ cần trên mặt mũi qua đi, liền sẽ không xúc động thiên đạo máy móc phán định cơ chế. Đi thôi, tiến về tất cả không gian thông đạo, hướng hiện thế sinh linh cùng cửu U tà ma tuyên cáo ý chí của ta. Tống Thư Hàng dùng sức giơ tay, xoáy khí giơ lên trên người trường bào. Bảy tôn cửu phẩm tà ma tiếp thu mệnh lệnh, bọn chúng mở ra không gian chi môn, lui vào trong đó, tại cửu U chúa tể quyền hạn nhiệm vụ công năng dẫn đạo bên dưới, tiến về hiện thế cùng địa cầu thông đạo tọa độ. Phía dưới vạn ma đồng dạng bắt đầu tản ra, người mang cửu U chúa tể ý chỉ, lao tới cửu U thế giới các nơi. Một lát sau, toàn bộ vùng bỏ hoang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cậu đàn cha, vừa rồi ta sau cùng tư thế soái khí không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ban Văn Long Đại Lão. Bởi vì chết sĩ diện nguyên nhân, nó không thể ngay lập tức đem trình cậu đàn cái này đạo hiệu đổi lại đi. Hiện tại, mỗi lần nghe được Tống Thư Hàng dùng cậu đàn cha đến xưng hô nó lúc, lá gan bộ liền sẽ từng trận đau nhức. Có biện pháp gì hay không, có thể tại không rơi mặt mũi điều kiện tiên quyết, tự nhiên đem trình cậu đàn cho đổi lại đi. Tỷ như, nghĩ biện pháp để bá tống lập cái tiểu công lao, nó liền có thể mượn cơ hội xuống thang. Tán tài vương tọa, sau cửa gỗ tiểu thế giới. Ha ha, cậu đản cha, nhiều chuẩn xác xưng hô, nhiều bổng tống tiểu hữu, thật tú. Tam nhãn thiếu niên nhấp một ngụm trà, nhìn qua trong vũng máu trong mắt quản gia, lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ là cậu đản cha cái tên này, nó liền có thể vui một năm. Nhưng là, ta chủ, trình cậu đản. Là Ban Văn Long chúa tể nữ nhi, mà ngươi, không có nữ nhi, ngươi độc thân, trong vũng máu trong mắt quản gia, run rẩy phát ra tiếng nói. Dù là thân thể bị cây kéo thọc cái thông thấu, dù là máu chảy đầy đất, dù là thân hãm địa ngục, nó cũng phải dùng cái này mục nát thanh âm, đi đâm một đâm lão ra bành trướng khí cầu tâm tính. Cửu U cùng hiện thế bảy đầu thông đạo, hoa hạ thông đạo bên trong. Thông đạo thủ hộ giả nhóm còn tại cùng cửu U tà ma đẫm máu giết chóc. Liên tục mấy ngày cường độ cao chiến đấu, để thông đạo thủ hộ giả nhóm mỏi mệt không chịu nổi, tà ma cùng tu sĩ song phương số thương vong lượng không ngừng tăng lên. Liên tục không ngừng cửu U tà ma cùng thông đạo thủ hộ giả nhóm, bị từ phía sau triệu tập tới, vùi đầu vào thông đạo tranh đoạt chiến bảy đầu thông hướng địa cầu không gian thông đạo, đã thành bảy đài cối xay thịt,
đem càng nhiều tu sĩ cùng cửu u tà ma cuốn vào trong đó, vô tình rảo sát. Không gian thông đạo chiến cuộc thứ hai tuyến. Đã từng dùng bí pháp đem chính mình cắt thành hai nửa, nửa người trên chui vào hiện thế điều tra Vương Lâm đạo nhân, lúc này chính mệt mỏi nằm tại hàng hai khu vực vị trí. Hắn đã liều chiến hai ngày hai đêm, hắn hiện tại tận gốc ngón tay cũng động đậy không được. Vài ngày trước từ bá tống tiền bối nơi đó đạt được, liên quan tới vô cực ma tông cùng cửu u tà ma bạo loạn, hiện thế tà vọng tăng trưởng tình báo, đã bị hắn truyền ra ngoài. Nhưng là, cơ hồ không có quá lớn hiệu quả. Vô cực ma tông sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn đã sớm làm xong tự thân hành động sẽ bị người khác phát giác chuẩn bị. Mà lại, ma tông bồi dưỡng tà vọng cùng âm thầm điều động cửu u tà ma hành động, cũng không có làm quá nhiều che giấu. Trên thực tế, vô cực ma tông căn bản cũng không phải là khinh thường tại che giấu, mà là lưu cho bọn hắn kế hoạch lớn thời gian quá vội vàng. Thiên đạo đột nhiên sụp đổ, để rất nhiều người không thể nào thích ứng. Không chỉ có là vô cực ma tông, chư thiên vạn giới bên trong còn có vô số tu sĩ có vô số kế hoạch có lẽ mục tiêu, đều bởi vì thiên đạo đột nhiên sụp đổ sự kiện, không thể không sớm hành động. Sớm hành động, liền đại biểu cho kế hoạch lớn có rất nhiều làm nền còn không hoàn mỹ. Vô cực ma tông chính là như thế, thiên đạo đột nhiên sụp đổ về sau, bọn hắn nhất định phải lập tức chấp hành chính mình ma quốc kế hoạch, bọn hắn không kịp làm càng nhiều che giấu cùng làm nền, có chút kế hoạch khâu nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hết thảy vì tranh đoạt đến kế hoạch lớn kết quả. Cũng không biết bá tống tiền bối có hay không nhằm vào vô cực ma tông kế hoạch, làm một chút ứng đối biện pháp. Vương Lâm đạo trưởng móc ra điện thoại di động của mình, vô ý thức mở ra phần mềm chat. Lôi ra hảo hữu liệt biểu bên trong yên lặng nằm bá tống tiền bối. Lúc này, muốn hay không hướng bá tống tiền bối cầu cứu một chút. Thông đạo một chỗ khác cửu u tà ma nhóm đã nổi điên đồng dạng, đã không cần người đi kích thích, liền có càng nhiều cửu u tà ma chủ động tụ tập tới, liền như là người thấy mùi máu tươi cá mập, dấn thân vào đến cối xay thịt thông đạo bên trong, cùng thông đạo thủ hộ giả nhóm tiến hành một trận ngươi chết ta sống chém giết. Giết chóc cùng bị giết. Vốn chính là khắc họa tại cửu u tà ma trong gen đồ vật. Thông đạo bên trong giết chóc cục càng oanh liệt, cửu u tà ma nhóm liền sẽ càng hưng phấn. Thụ hấp dẫn mà đến cửu u tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhiều thực lực yếu ớt cửu u tà ma đều đỏ lên mắt xông vào thông đạo chịu chết. Bọn chúng thật vất vả xông vào đến thông đạo bên trong, ngay cả một cái tiểu pháp thuật cũng không kịp thi triển, liền ngã tại thông đạo thủ hộ giả dưới chân, nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn là làm ra dùng sinh mệnh tiêu hao thông đạo thủ hộ giả thể lực tác dụng. So sánh số lượng cơ hồ vô hạn cửu u tà ma, hiện thế địa cầu thông đạo thủ hộ giả số lượng lại là có hạn. Bọn hắn đã đem ngay tại nghỉ ngơi tất cả thông đạo thủ hộ giả toàn bộ triệu tập trở về, cũng ngay lập tức thông chi hiện thế địa cầu các đại môn phái, thỉnh cầu chi viện. Các đại môn phái đợt thứ nhất viện quân đã vùi đầu vào thông đạo phòng thủ bên trong, chính vì vậy, Vương Lâm đạo nhân mới có thể sống lấy từ chiến đấu tuyến đầu lui ra, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Còn tiếp tục như vậy không được a, tiêu hao chiến bất lợi cho chúng ta. Vương Lâm đạo nhân yếu ớt nói. Đúng vậy a, bên cạnh có đồng dạng trọng thương mỏi mệt thủ hộ giả trả lời, cửu u thế giới tà ma đã điên rồi, thiên đạo sụp đổ, không có cửu u chúa tể ước chế, tà ma nhóm sẽ một mực hướng phía không gian thông đạo khởi xướng xung kích, thẳng đến đem chúng ta toàn bộ non chết. Sau đó tà ma đại quân bước vào hiện thế mới thôi. Hiện tại, chúng ta cần đại lão cấp tiền bối xuất thủ hiệp trợ. Đang khi nói chuyện, vị này mỏi mệt thủ hộ giả đột nhiên liếc tới Vương Lâm đạo nhân trên điện thoại di động hảo hữu liệt biểu, ở nơi đó có cái gọi bá bá tống tài khoản cao cao tại thượng, dễ thấy vô cùng. Bá tống tiền bối, vị này thủ hộ giả lập tức kinh ngạc nhìn qua Vương Lâm đạo nhân. Ngọa thảo! Không nghĩ tới mày rậm mắt to Vương Lâm đạo nhân vậy mà nhận biết bá tống tiền bối. Loại cảm giác này tựa như là chính mình túc xá phổ thông cùng phòng, vậy mà nhận biết cái nào đó trọng lượng cấp đại lão đồng dạng. Ngươi biết bá tống tiền bối, mỏi mệt thủ hộ giả tinh thần đều tỉnh lại. Vương Lâm đạo nhân gật đầu nói, lần trước ta không phải đem chính mình cắt thành hai nửa, trốn vào đến hiện thế đi điều tra vô cực ma tông sao. Ta tại tà vọng xào huyệt công chính tốt gặp gỡ đồng dạng đang điều tra vô cực ma tông bá tống tiền bối. Bá tống tiền bối chân nhân tốt ở chung sao? Giống hay không trong truyền thuyết như thế, cùng hắn hô hấp cùng một mảnh không khí đều sẽ mang thai. Thủ hộ giả đồng bạn nhịn không được hỏi. Vương Lâm đạo nhân trả lời, không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy,
bất quá bá tống tiền bối chân nhân rất hiền hòa, phi thường dễ dàng ở chung. Cái kia, muốn hay không trước hướng bá tống tiền bối xin giúp đỡ một chút. Tại chúng ta thủ hộ giả tiền bối không có chạy đến trước đó, nói không chừng bá tống tiền bối có thể cho chúng ta một chút viễn trình hiệp trợ, hoặc là vài câu chỉ điểm. Thủ hộ giả đồng bạn đề nghị. Bá tống huyền thánh là có được đại trí tuệ, đại công đức tiền bối. Lấy trí tuệ của hắn nói không chừng có biện pháp giải quyết hiện tại cửu u tà ma điên cuồng xung kích không gian nói khốn cảnh. Loại này cấp bậc đại tiền bối, vài câu chỉ điểm liền có thể giải quyết phổ thông tu sĩ tuyệt cảnh. Ta hỏi một chút nhìn, Vương Lâm đạo nhân gật đầu nói. Hắn cắn răng, điểm mở bá tống ảnh chân dung, gửi đi tin tức, bá tống tiền bối, ngài hiện tại có rảnh không? Liên quan tới cửu u tà ma ngay tại xung kích hiện thế thông đạo sự tình. Ngài có cái gì phương án có thể chỉ điểm chúng ta một hai? Nói thật, còn như vậy tiêu hao xuống dưới, bất lợi cho chúng ta đã có chút nhịn không được cảm giác. Gửi đi tin tức về sau, Vương Lâm đạo nhân còn có chút bàng hoàng. Đột nhiên đi quấy rầy một vị đại tiền bối, cần dũng khí đặc biệt là vị này đại tiền bối uy danh bên ngoài. Đinh! Vương Lâm đạo nhân tin tức vừa gửi đi ra ngoài, liền nhận được bá tống tiền bối hồi phục. Không cần lại lo lắng. Cửu u tà ma vấn đề giao cho ta xử lý. Bá tống tiền bối trả lời, ta đã tới. Vương Lâm đạo nhân thu được cái tin tức này lúc, lập tức từ dưới đất nhảy, đến rồi. Bên cạnh ngay tại nghỉ ngơi dưỡng thương thủ hộ giả đồng bạn, lập tức nhao nhao bật lên đến, cửu u tà ma công kích tới đây. Không phải, không phải cửu u tà ma tới. Vương Lâm đạo trưởng vội vàng phất tay, mà là bá. Hoa! Đang khi nói chuyện. Từ không gian thông đạo một chỗ khác, tại cửu u thế giới vị trí, truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Kia là vượt qua bát phẩm, đến tu sĩ đỉnh cửu phẩm. Này khí tức trực tiếp ép vào không gian thông đạo, cưỡng ép áp bách tại tất cả tu sĩ, tà ma trên thân. Trong giao chiến tà ma cùng tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, to lớn hoảng sợ, hiện lên tại tất cả thủ hộ giả cùng tu sĩ trong lòng. Cửu u thế giới vậy mà xuất động cửu phẩm cấp tà ma. Mà hiện thế một phương, ngay cả bát phẩm huyền thánh cũng còn không đến cùng đuổi tới. Phải chết sao? Chẳng ai ngờ rằng cửu u thế giới cửu phẩm tà ma, có thể như vậy không có chút nào phòng bị đột nhiên đăng tràng. Lấy cửu phẩm tà ma thực lực, tại mấy hơi ở giữa liền có thể đem đầu này không gian thông đạo đánh xuyên qua. Mà hiện thế phương diện, coi như bây giờ lập tức có thể liên hệ đến ngang cấp kiếp tiên. Kiếp tiên thu được tín hiệu lại vượt không ở giữa chạy tới, cũng cần một điểm phản ứng thời gian. Điểm ấy thời gian, đầy đủ cửu u cửu phẩm tà ma đem trong thông đạo thủ hộ giả nghiền sát mấy lần. Nếu như là tại vài ngàn năm trước, hiện thế cùng cửu u thế giới thông đạo, là có cửu phẩm kiếp tiên một mực viễn trình chú ý. Một khi cửu u phương xuất động cửu phẩm tà ma, hiện thế cửu phẩm kiếp tiên sẽ ngay lập tức vượt không ở giữa mà đến, ngắm bắn tà ma. Nhưng gần ngàn năm đến, thiên đạo sắp sụp đổ, cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả nhau nhau thị thế không ra. Thẳng đến năm nay bá tống huyền thánh chứng đạo lúc đem thiên đạo cho làm sụp đổ, hiện thế kiếp tiên cùng trường sinh giả nhóm mới thoáng sinh động một chút. Nói cách khác, bây giờ hiện thế bên trong, kiếp tiên cấp nhân vật chỉ sợ còn chưa kịp tới chú ý cửu u hiện thế thông đạo. Phải chết, phải chết. Xong, hết thảy đều xong. Không gian thông đạo thủ hộ giả cùng các đệ tử. Bị cường đại uy áp áp chế, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn phảng phất đã ngửi được khí tức tử vong. Mà chuyện giống vậy, đồng thời phát sinh ở địa cầu cùng cửu u tất cả thông đạo, bảy đầu thông đạo toàn bộ có cửu phẩm chí tôn tà ma giáng lâm, dùng uy áp cưỡng ép áp chế cửu u tà ma cùng hiện thế người tu luyện. Tuyệt vọng bao phủ toàn cầu mỗi một cái lối đi bên trong. Bảy đầu thông đạo bên trong bị áp chế cửu u tà ma, từng cái trên mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù bị áp chế lấy không cách nào động đậy, nhưng tới là cửu phẩm tà ma, trận doanh phương diện tất nhiên là đứng tại bọn chúng bên này. Trước mắt những thứ này hiện thế sinh vật, chết chắc. Không cần tuyệt vọng, hoa hạ chỗ lối đi Vương Lâm đạo nhân đem hết toàn lực lớn tiếng nói, không cần từ bỏ, chúng ta còn có hy vọng. Bá tống tiền bối nói qua, hắn muốn tới. Cửu phẩm cấp cửu u tà ma, sẽ không là bá tống tiền bối đối thủ. Cho nên. Bây giờ còn chưa đến muốn từ bỏ thời điểm. Vương Lâm đạo nhân nắm thật chặt điện thoại. Bá tống tiền bối, có thể nhất định phải nhanh lên chạy đến. Lại trễ mấy giây,
ngài cũng chỉ có thể thay ta nhặt xác. Không đúng, tại cửu u cửu phẩm tà ma xuất thủ về sau, đoán chừng hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ta còn không muốn chết a. Mặc dù từ trở thành thông đạo thủ hộ giả, gánh vác lên cái này sứ mệnh ngày đó, Vương Lâm đạo nhân liền có trực diện tử vong quyết tâm. Nhưng quyết tâm cùng không muốn chết cũng không mâu thuẫn. Lúc này, hắn có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện bá tống tiền bối giáng lâm. Gõ, gõ, gõ. Lúc này, một trận bình ổn thủ trưởng gõ mặt đất thanh âm vang lên, truyền vào ở đây mỗi một cái cửu u tà ma cùng người tu luyện trong tai. Theo thủ trưởng đánh mặt đất thanh âm tới gần, tà ma cùng người tu luyện trên người lực áp bách biến càng thêm khoa trương, bọn hắn toàn bộ bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy, thậm chí đều không thể phát ra âm thanh. Toàn bộ cửu u thế giới thông đạo yên tĩnh im ắng, chỉ sót lại cái kia một trận không nhanh không chậm thủ trưởng tiếng đánh, còn có bình ổn bước chân thanh âm. Một lát sau, thủ trưởng chủ nhân, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này cao gầy thân ảnh mặc thái cổ phong cách phục sức, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ, trong tay cầm một cây tinh xảo thủ trưởng. Kinh khủng cửu phẩm tà ma khí tức chính là từ trên người nó truyền ra. Hoa hạ không gian thông đạo bên trong tất cả thành viên, không tự chủ được nhìn về phía cái này cao gầy thân ảnh. Đây chính là cửu phẩm tà ma. Nói thật, nó họa phong cùng bình thường cửu u tà ma khác nhau quá lớn, khiến người lập tức không cách nào đem cái này cao gầy thân ảnh cùng cửu phẩm tà ma cái danh từ này liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này cao gầy thân ảnh cho người cảm giác ngược lại càng giống là một vị ưu nhã thân sĩ. Chào buổi tối, chư vị. Vị này cao gầy thân ảnh tháo cái nón xuống, lộ ra nó cái kia xinh đẹp như con mắt như đá quý, đối tất cả tà ma cùng nhân loại người tu luyện lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, quấy dày. Một tôn tà ác cửu u tà ma vậy mà lộ ra ấm áp mỉm cười, loại này kịch liệt tương phản cùng không hài hòa cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với ta đánh gãy chư vị chiến đấu, các ngươi nếu có không phục, có thể tới đánh ta. Cao gầy thân sĩ tà ma thiện ý nhắc nhở. Nằm sát xuống đất tất cả cửu u tà ma nhóm điên cuồng lắc đầu bọn chúng mặc dù thụ hảo giết chóc, nhưng cũng không muốn ngốc ngốc va chạm cửu phẩm tà ma, bị một chỉ bóp chết. Thông đạo bên trong nhân loại người tu luyện, càng thêm không có loại này xúc động tâm tư. Mà lại, tất cả người tu luyện trong lòng có chút nghi hoặc, luôn cảm giác tôn này cửu phẩm cửu u tà ma có chút cổ quái nếu như nói nó là đến xung kích không gian thông đạo, vậy tại sao còn muốn cùng mọi người lãng phí nhiều thời gian như vậy, giảng nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ, nó là nghĩ dẫn tới nhân loại cửu phẩm cường giả? Cũng ở đây thiết hạ cạm bẫy, cùng loại suy nghĩ, không khỏi hiện lên ở tất cả người tu luyện não hải. Nếu như mọi người đối ta xuất hiện không có bất mãn, vậy kế tiếp ta muốn hướng mọi người tuyên cáo một đường tới từ Chúa Tể ý chỉ. Đây cũng là ta lần này xuất hiện chức trách, vị này sáu mắt thân sĩ tà ma nhẹ nhàng gõ gõ thủ trưởng, tất cả mọi người, đều nghe cho kỹ. Gõ gõ, tất cả cửu u tà ma cùng nhân loại người tu luyện lực chú ý, không tự chủ được tập trung đến trên người của nó. Đây là một loại ép buộc hình pháp thuật, cửu phẩm cấp tà ma tùy ý động thủ, tự thành nhất pháp. Chúa Tể mệnh lệnh. Thiên đạo không phải đã hỏng mất sao? Vì cái gì còn sẽ có Chúa Tể mệnh lệnh? Chẳng lẽ mới thiên đạo đã xuất hiện? Không đúng, thiên đạo nếu là xuất hiện lời nói, không có khả năng không phản ứng chút nào. Vậy cái này tôn cửu phẩm tà ma trong miệng Chúa Tể là ai? Sáu mắt thân sĩ tà ma ánh mắt đảo qua toàn trường, dùng thanh âm bình tĩnh không vội không chậm tuyên cáo, đến từ cửu u bá nho Chúa Tể ý chỉ, từ hôm nay trở đi. Tất cả hiện thế cùng cửu u thế giới không gian thông đạo bên trong cửu u tà ma, toàn bộ rút khỏi thông đạo, trở lại cửu u thế giới. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, không có bá nho Chúa Tể cho phép, không cho phép bất luận cái gì một con cửu u tà ma tiến vào hiện thế thông đạo. Người vi phạm, chết. Sau khi nói xong, sáu mắt thân sĩ tà ma thủ trưởng lần nữa nhẹ nhàng đánh mặt đất, giải trừ cửu u tà ma trên người chúng uy áp, hiện tại. Cho các ngươi một phút thời gian, chấp hành bá nho Chúa Tể ý chỉ. Tất cả cửu u sinh linh bắt đầu có trình tự rút lui, các ngươi có thể canh giữ ở cửu u thế giới thông đạo nhập khẩu, chờ đợi thời cơ. Nhưng là không có bá nho Chúa Tể cho phép, cấm chỉ bước vào thông đạo nửa bước. Thông đạo bên trong tất cả cửu u tà ma một mặt mộng bức. Chờ chút, Chúa Tể mệnh lệnh, là để chúng ta từ không gian thông đạo bên trong rút đi. Chúng ta có nghe lầm hay không? Còn có. Bá nho Chúa Tể là chuyện gì xảy ra?
có xúc động cửu u tà ma theo bản năng muốn lên tiếng hỏi thăm. Tại một phút sau, còn không có từ không gian thông đạo bên trong rút lui cửu u tà ma, liền vĩnh viễn không cần rời đi. Đây cũng là bá nho chúa tể ý chỉ. Sáu mắt thân sĩ tà ma bình tĩnh nói bổ sung. Siêu siêu siêu. Tất cả cửu u tà ma hai lời không nói gì, thật nhanh hướng cửu u thế giới rút lui. Tà ma cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng rất thực tế. Trong nháy mắt, nguyên bản cối xay thịt chiến trường không gian thông đạo bên trong, tất cả cửu u tà ma rút lui sạch sẽ. Thậm chí bọn chúng đang rút lui trước, còn thuận tay quản lý chiến trường, đem tất cả thi thể kéo đi. Đối diện, vẫn như cũ bị uy áp trấn tại nguyên chỗ nhân loại người tu luyện, một mặt mộng bức. Bá nho chúa tể. Bá nho, không phải liền là bá tống tiền bối. Phụng bá nho chúa tể ý chỉ, chính là bá tống tiền bối ý chỉ. Bá tống tiền bối, cửu u chúa tể. To lớn tin tức, tràn ngập tất cả thủ hộ giả cùng các môn phái tu luyện giả não hải, để bọn hắn đại não tiếp cận đứng máy. Từ trên lý luận tới nói, bá tống tiền bối không thể lại là cửu u chúa tể. Thân là trấn thủ cửu u thông đạo thủ hộ giả, bọn hắn đối cửu u thế giới một số cơ bản tình báo vẫn là hiểu rõ. Cửu u chúa tể là thiên đạo đối ứng bán thân, không có chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo lời nói, là không thể nào sinh ra đối ứng cửu u chúa tể. Bá tống tiền bối trước mắt trả tại hỏa tinh bên trên nghênh chiến chư thiên vạn giới trường sinh giả, muốn tranh đoạt lần này thiên đạo chi vị. Hắn chưa chứng đạo, trên lý luận không có khả năng tồn tại bá tống chúa tể chi thân. Như vậy cái này bá nho chúa tể xưng hào là có ý gì? Một nhóm thông đạo những người bảo vệ âm thầm đối mặt, lặng lẽ thông qua quần thể truyền âm pháp thuật giao lưu lẫn nhau suy đoán. Có lẽ, trước mắt vị này cửu phẩm tà ma trong miệng bá nho chúa tể, cũng không phải là chỉ cửu u chúa tể, mà là một loại cùng loại ma đế loại hình tôn xưng. Nếu theo cái này mạch suy nghĩ đến suy đoán lời nói, có phải hay không là bá tống huyền thánh thừa dịp thiên đạo sụp đổ, cửu u vô chủ thời điểm, giết vào đến cửu u thế giới, chinh phục tà ma, tại cửu u đặt xuống một cái to lớn ma quốc, bị cửu u tà ma nhóm tôn xưng là bá nho chúa tể. Nghĩ như vậy lời mà nói tựa hồ liền giảng thông, mà lại, cái này đoán phỏng đoán cũng phù hợp nhất hiện trạng. Đây chính là bá tống tiền bối nói giải quyết cửu u tà ma vấn đề phương án. Hắn trực tiếp chúa tể cửu u thế giới. Vương Lâm đạo nhân lẩm bẩm nói. Bá tống chúa tể như bức. Giờ này khắc này, này một đám thông đạo thủ hộ giả thậm chí có thay bá tống chúa tể viết một bộ truyện ký xúc động. Lấy nhân loại thân thể, bước vào cửu u, chinh phục tà ma, đánh xuống ma quốc, loại này truyền kỳ sự tích liền năm đó nho gia thánh nhân đều không có làm được. Sáu mắt thân sĩ tà ma ánh mắt đảo qua này một đám nhân loại tu sĩ. Nó sáu con mắt có được rất nhiều năng lực thiên phú, trong đó có cùng loại đọc tâm thuật công năng. Trước mắt này một đám nhân loại tu sĩ âm thầm giao lưu cùng suy đoán, nó đều nhìn ở trong mắt. Xem ra, bá nho chúa tể chân thực thân phận, so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Sáu mắt thân sĩ tà ma một lần nữa đem mũ đeo lên. Cái kia đặc thù loại lâm thời chất cửu u chúa tể quyền hạn, còn có chủ nhân của mình thứ hai cửu u chúa tể cùng thứ ba cửu u chúa tể Ban Văn Long chúa tể đều đang vì hắn đứng đài. Thậm chí cửu u thế giới hẳn là còn có một vị ẩn tàng chúa tể, đang ủng hộ bá nho chúa tể, cái này vị này âm thầm cửu u chúa tể mới là bá nho chúa tể lớn nhất hậu trường. Đây là cửu u các chúa tể đoàn sủng sao? Rõ ràng dài không mỹ hình, vẫn còn có thể thu được đông đảo cửu u chúa tể tán thành, đây chính là ngạnh thực lực quá cường. Như vậy chư vị, cáo từ. Sáu mắt thân sĩ tà ma nhẹ nhàng lôi kéo mũ xuôi theo. Trước khi đi, hắn đặc biệt vì bá nho chúa tể soát một đợt bức cách. Hiện thế các sinh linh, các ngươi nên cảm thấy may mắn. Tại cái này thiên đạo sụp đổ, cửu u hỗn loạn thời điểm, bá nho chúa tể lấy sức một mình thống trị quân lâm cả cái cửu u thế giới. Tại hắn ước thúc phía dưới, bạo loạn cửu u thế giới tà ma nhóm mới không có quy mô xâm nhập hiện thế. Các ngươi cũng phải lấy giữ được tính mạng. Dứt lời, sáu mắt thân sĩ tà ma tiêu sái quay người, trở về cửu u. Cửu phẩm tà ma uy áp tiêu tán. Không gian thông đạo bên trong tất cả tu luyện giả, toàn bộ sủi lơ tại địa. Chúng ta vừa rồi suy đoán quả nhiên không sai. Bá tống tiền bối tại thiên đạo sụp đổ, cửu u vô chủ tình huống bên dưới, bước vào đến cửu u thế giới, chấn áp cửu u. Nhưng là bá tống tiền bối so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, vừa rồi cửu phẩm tà ma nói, bá tống tiền bối thế nhưng là lấy một cái chi lực,
quân lâm cả cái cửu u thế giới. Mà không chỉ là đánh xuống một cái ma quốc, dù cho còn chưa trở thành thiên đạo, nhưng trước mắt bá tống tiền bối đã là cửu u thế giới chủ nhân. Khó trách, cửu u tà ma sẽ gọi hắn là bá nho chúa tể, tại cửu u thế giới, chúa tể cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện kêu. Còn có đừng quên, bá tống tiền bối tại ước thúc cửu u tà ma, nghiêm cấm cửu u tà ma nhóm tiến vào hiện thế. Nói cách khác, bá tống tiền bối sở dĩ đi chinh phục cửu u, vì bảo hộ chư thiên vạn giới chúng sinh. Vì chúng sinh mà chiến. Bá tống chúa tể nghiêu bức. Thổi bạo bá tống chúa tể. Đáng tiếc, bá tống tiền bối đã bước ra chính mình đạo, không còn tiến hành nhân tiền giảng pháp hiển thánh thí nghiệp, nếu không, bằng vào lấy hắn vì bảo vệ chúng sinh, chinh phục cửu u sự tích, đến hội tụ bao nhiêu công đức. Dù sao ta nhất định phải thổi bạo. Thật hoài niệm bá tống tiền bối mỗi tháng giảng pháp. Mặc kệ là người vẫn là yêu, đều là giỏi thay đổi. Rõ ràng mấy tháng trước nghe được bá tống giảng pháp liền run lẩy bẩy, lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu hoài niệm lên bá tống giảng pháp tới. Những chuyện tương tự, đồng thời phát sinh ở cửu u cùng hiện thế địa cầu còn lại 6 đầu thông đạo bên trong. Bất kể là tứ đại long thú vẫn là ba tôn trong mắt tà ma. Đang làm xong bá nho chúa tể bàn giao chuyện của bọn hắn về sau, trước khi đi đều sẽ thay bá nho chúa tể soát một đợt bức cách. Ở cái này tin tức phát đạt thế giới bên trong, liên quan tới bá tống tiền bối nghiêu bức, sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đến hiện thế địa cầu mỗi một hẻo lánh. Toàn thế giới đều muốn thổi bạo bá tống. Tống, lúc này thực nghiêu bức lớn, thư hàng. Bảy tôn cửu phẩm tà ma trở về cửu u về sau, lặng lặng chờ đợi tống thư hàng kế tục chỉ lệnh. Đang chờ đợi mệnh lệnh thời điểm, đối bá nho chúa tể đầy hiếu kỳ bảy tôn cửu phẩm tà ma nhóm, không hẹn mà cùng mở ra bá nho huyền ma tại cửu u cộng hiện thế đồng bộ lần kia giảng pháp, bọn chúng hy vọng có thể thông qua quan sát giảng pháp, đến gia tăng đối bá nho chúa tể nhận biết. Mà bá tống huyền thánh 5 lần giảng pháp bên trong, duy chỉ có bá nho huyền ma giảng pháp, có thể cung cấp cửu u tà ma xem. Giảng pháp bắt đầu thường thường không có gì lạ, chung quy chung củ. Nhưng giảng đến một nửa thời điểm, bá nho huyền ma giảng pháp trạng thái biến quỷ dị. Bảy tôn cửu phẩm tà ma nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Rất nhanh, bọn chúng trực giác đến xác minh. Đương giảng pháp bên trong bá nho chúa tể phát ra như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Tam liên vấn lúc, liền có quỷ dị quang mang từ tiếp sóng giảng pháp bên trong phóng xuất ra. Cái này nói đáng sợ quang mang trải qua hiện thế cùng cửu u giảng pháp song trọng cường hóa. Chỉ có trường sinh giả cùng lĩnh ngộ được bản thân đạo bộ phận kiếp tiên, mới có thể miễn dịch. Không chỉ có như thế, hiện tại Tống Thư Hàng thân phận có biến hóa, hắn bây giờ là cửu u chúa tể đại diện, là cửu u thế giới pháp tắc trung tâm. Sở dĩ, bá nho huyền ma giảng pháp hiệu quả, lại lấy được cửu u chúa tể quyền hạn 2 lần cường hóa, cường giả dám định thuật hiệu quả đạt đến cực hạn. Uy lực đã đến gần vô hạn tại nho gia thánh nhân nguyên bản. Lần này, đừng nói là đỉnh tiêm cửu phẩm kiếp tiên, liền trường sinh giả chúng chiêu, cũng phải uống vào mang thai quả đắng. Bảy tôn cường đại cửu phẩm tà ma, tuyệt vọng nhìn lấy chính mình bành trướng phần bụng, kịch liệt mang thai thống khổ, khiến cho bọn chúng hoài nghi ma sinh. Như thế phát rồ pháp thuật, bá nho chúa tể là thế nào khai phát đi ra? Một bên khác. Tống Thư Hàng từ Thương Hải thư sinh nơi đó đến kỹ càng hiện thế địa cầu tà vọng phân bố tin tức. Là thời điểm thanh lý một đợt hiện thế tà vọng, vì biệt tuyết tiên tử gia tăng thí nghiệm vật liệu, vì bạch tiền bối thu thập tà vọng hạch tâm. Tống Thư Hàng mở ra cửu u chúa tể quyền hạn, bắt đầu viễn trình liên hệ 7 vị cửu phẩm tà ma, chư vị, chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó, ta muốn phái các ngươi tiến về hiện thế. Bá nho chúa tể xin chờ chốc lát, 6 mắt thân sĩ tà ma trả lời. Tống Thư Hàng, thế nào? Cửu u cùng hiện thế thông đạo xảy ra vấn đề rồi. Không, chúng ta mang thai, 6 mắt thân sĩ tà ma ngẩng đầu vọng thiên, dùng buồn khang trả lời. Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời, trùng hợp như vậy. Ta vừa mang thai không lâu, các ngươi liền mang thai. 7 tôn cửu phẩm tà ma. Không hổ là có thể trở thành cửu u chúa tể đại diện nam nhân, liền trả lời vấn đề phương thức đều như thế tà đạo xảo trá. Khiến cho ma cũng không biết muốn thế nào nói tiếp gốc dạ. Càng quan trọng hơn là, rõ ràng bản thân 7 ma hoài thai cộng sinh nở nỗi khổ chính là bá nho chúa tể nồi, nhưng hắn bản nhân trong lòng mình nhưng không có một điểm bê số, cỡ nào tà ma. Đúng rồi,
Các ngươi bảy cái là thế nào mang thai? Tống Thư Hàng lại hỏi. Êm đẹp bảy tôn cửu phẩm đỉnh phong tà ma, nói thế nào mang thai liền mang thai. Kỳ thật Tống Thư Hàng trong lòng vẫn là có một chút điểm bê đếm được, hắn đã mơ hồ đoán được bảy ma mang thai khả năng. Nhưng bởi vì hắn giảng pháp cường giả giám định thuật đối đỉnh tiêm cửu phẩm cùng trường sinh giả vô hiệu, mà bảy tôn tà ma cảnh giới trên lý luận đang đứng ở có thể miễn dịch này thuật phạm vi, cho nên hắn có câu hỏi này. Sáu mắt thân sĩ tà ma cùng còn lại sáu ma. Nhìn một cái, đây là người nói lời nói sao? Lại còn hỏi chúng ta là thế nào mang thai? Chúng ta bảy cái là thế nào mang thai? Ngài thân là người trong cuộc, ngài biết không biết? Nhất định phải chúng ta chính miệng trả lời vấn đề này, đến thỏa mãn ngài ác thú vị. Không hổ là có thể bị nhiều đảm nhiệm cửu u chúa tể nhìn chúng, cũng chọn làm đại diện chúa tể tồn tại, cái này tà ác trình độ đã siêu tốc. Sáu mắt thân sĩ tà ma sờ lên bản thân tròn vo phần bụng, lúc này sinh nở thống khổ đã trận trận đánh tới đây là hắn đời này đều không có đi tưởng tượng qua thống khổ. Vào hôm nay trước đó, sáu mắt thân sĩ tà ma tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bản thân sẽ có thể nghiệm đến nữ ma nhóm mang thai sinh con một ngày. Ma sinh vô thường a. Thở dài về sau, hắn bắt đầu hồi phục bá nho chúa tể vấn đề chúa tể chính miệng đặt câu hỏi, dù cho lại ác thú vị, bọn chúng vẫn phải là trả lời một chút vấn đề này. Hồi bá nho chúa tể, chúng ta bảy người mang thai nguyên nhân, chính là bởi vì ngài. Sáu mắt thân sĩ tà ma thay thế còn lại sáu vị tà ma trả lời chắc chắn, chúng ta bảy người vừa mới ngưỡng mộ chúa tể uy danh, xem chúa tể ngài bá nho huyền ma giảng pháp. Sau đó như ngài thấy, chúng ta bảy người hiện tại đang đứng ở 10 tháng hoài thai thêm sinh nở nỗi khổ bên trong. Đau nhức không thể nói. Tống Thư Hàng, cứ nhiên thật là ta nồi, cái này lúng túng. Bảy tôn cửu phẩm tà ma, chúa tể đến chúng ta xác thực hồi phục về sau, ác thú vị nên được đến thỏa mãn a. Nhưng chúa tể trầm mặc không nói là vì cái gì, sẽ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Vẫn là chúng ta trả lời không làm hắn hài lòng, tốt xấu hổ. Song phương xa vào đến ngắn ngủi xấu hổ bên trong. Một lát sau, Tống Thư Hàng nói, theo lý thuyết, ta huyền ma giảng pháp lúc cái kia cường giả giám định thuật hiệu quả, không cách nào làm cho các ngươi loại này ở vào kiếp tiên đỉnh phong tà ma mang thai mới đúng a. Sáu mắt thân sĩ tà ma hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp, có lẽ, là bởi vì ngài trở thành chúa tể nguyên nhân. Sở dĩ, ngài huyền ma giảng pháp hiệu quả đến chúa tể chi lực cường hóa. Tại hồi phục hoàn tất thời điểm, sáu mắt thân sĩ tà ma thân thể đột nhiên có chút dừng lại. Cũng không phải là muốn sinh con, mà là hắn rốt cục phát hiện một cái rất trọng yếu chi tiết. Bọn chúng bảy ma từ ngủ say bên trong tỉnh lại lúc, lại còn có thể tiếp thu được bá nho chúa tể giảng pháp. Nói cách khác, bá nho chúa tể tại tấn thăng huyền ma thời điểm, là tại trong vòng một năm. Bởi vì huyền ma giảng pháp tiếp sóng bảo trì kỳ cùng cửu u không ma không biết quân hiệu quả là cơ bản nhất trí. Một cái trong vòng một năm vừa chứng đạo huyền ma tồn tại, lại bị đông đảo cửu u chúa tể lựa chọn chúng, trở thành đại biểu cửu u chúa tể. Bá nho chúa tể đến tột cùng là thế nào làm được? Không chỉ có là hắn, còn lại sáu ma cũng kém không nhiều trong cùng một lúc bên trong kịp phản ứng, nghĩ đến điểm này. Thế là, kim cương cốt long trình chui nhịn không được hỏi, bá nho chúa tể, ngài là tại năm nay bên trong chứng đạo huyền ma. Béo cầu đại lão công nghệ cao sắt thép xào huyệt bên trong. Tống Thư Hàng chính khống chế tống pho, đang cố gắng vì nho điển phong ấn trụ soát lấy dưỡng đao thuật. Tại thu đến cốt long trình chui cái vấn đề về sau, tống pho đang tại soát dưỡng đao thuật hai tay một trận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ban văn long đại lão. Đừng đánh ta chủ ý, ta là không thể nào trở thành ngươi bá thần trụ nguyên vật liệu. Ban văn long đại lão cảnh giác nói hắn biết bá tống cái này tiểu tử tại cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng dưới, lá gan phi thường bành trướng, cái gì cũng dám nghĩ, hơn nữa còn có cái gì cũng dám làm vốn liếng. Không phải vấn đề này, mà là trình chui vừa rồi đột nhiên hỏi ta, có phải hay không năm nay bên trong vừa chứng đạo huyền ma? Ta cảm giác khó trả lời. Tống Thư Hàng trả lời. Cái này có cái gì khó trả lời? Ban văn long hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng thở dài. Nếu như ta chính diện trả lời lời mà nói bọn chúng trong lòng liền sẽ xác định ta vẻn vẹn chỉ có bát phẩm huyền ma cảnh giới. Mà trên thực tế ta hiện tại mới thất phẩm đỉnh phong. Cảnh giới quá thấp, liền không tốt dẫn đội ngũ. Bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, đề nghị, vậy ngươi liền từ khía cạnh đến trả lời bọn chúng vấn đề này,
tỷ như ngươi đi năm tháng 9 tại hiện thế tiến hành lần thứ nhất hiển thánh giảng pháp, năm ngoái tháng 10 tại Cửu U lần thứ hai giảng pháp, năm ngoái tháng 11 tại Hắc Long thế giới tiến hành giảng pháp, năm ngoái tháng 12 trong tương lai tiến hành giảng pháp, đầu năm nay lần thứ 5 giảng pháp lúc đem thiên đạo cho chơi hỏng mất. Dạng này hồi phục lời mà nói liền sẽ lộ vẻ rất nho ra thánh nhân. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, dạng này hồi phục hoàn toàn chính xác có nho ra thánh nhân loại kia sâu sâu cảm giác. Đừng đem ta chân quý thuộc hạ chơi hỏng a. Ban Văn Long đại lão râu rồng vuốt vuốt huyệt thái dương, kỳ thật ngươi trực tiếp hồi phục là được. Hắn đã quyết định đem bản thân thuộc hạ chuyển giao cho Tống Thư Hàng kế thừa, Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng cấp dưới trung thành phương diện. Ây, Tống Thư Hàng ngón tay lúng túng trong hư không đánh không khí bàn phím, ta vừa rồi đã theo Bạch Long tỷ tỷ thuyết pháp, hồi phục bọn chúng. Ban Văn Long đại lão, không cẩn thận lại cho ngươi tại ta thuộc hạ trước mặt trang cái bức, cái này không biết hắn cái kia bốn cái chân quý thuộc hạ muốn não bổ ra dạng gì nội dung cốt truyện tới. Một bên khác, bảy vị cửu phẩm tà ma thu đến Tống Thư Hàng truyền thụ tự Bạch Long tỷ tỷ hồi phục về sau, chấn kinh đến liền sinh nở nỗi khổ đều đè nén không được. Năm lần hiển thánh giảng pháp, đây là làm sao làm được? Đơn giản xem thiên đạo quy tắc tại không có gì a. Mà lại cái này năm lần giảng pháp, đều có khác biệt. Hiện thế, cửu U, Hắc Long thế giới, đi qua, thiên đạo sụp đổ thời điểm. Bất kể là thời gian, không gian, nhân vật, đơn giản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bá nho chúa tể đùa bỡn giảng pháp. Hiện thế quy tắc đơn giản bị bá nho chúa tể đè xuống đất ma sát. Không hổ là bị đông đảo cửu U chúa tể chọn chúng nam nhân, quả nhiên là ngạnh thực lực quá cường. Chúa tể, ngài còn có cái gì phân phó, xin ra lệnh đi. Con rết quái Long Trình nhiều lời khí biến càng thêm tôn trọng, mặc dù phần bụng vẫn như cũ ẩn ẩn đau từng cơn, nhưng đã không còn ảnh hưởng chúng ta làm việc. Rất tốt, ta cần các ngươi lặng lẽ trốn vào hiện thế địa cầu, đem ta cho các ngươi trên tư liệu tất cả tà vọng thanh lý một lần. Chú ý ra tay phân tức, giết chết tà vọng sau giữ lại bọn chúng hạch tâm cùng nhục thân. Nhục thể của bọn nó còn có đại dụng, ta đang nghiên cứu như thế nào đưa chúng nó biến thành nguyên liệu nấu ăn. Tại ta lần thứ 6 giảng pháp bên trong, ta muốn hướng chư thiên vạn giới công bố tà vọng dùng ăn chi pháp. Tống Thư Hàng trả lời. Lần thứ 6 giảng pháp, nghiên cứu dùng ăn tà vọng. Nhìn, đây chính là bá nho chúa tể, như thế thuần túy tà ma. Đi hiện thế lúc thi hành nhiệm vụ chú ý điệu thấp, lấy thu thập nguyên liệu nấu ăn làm chủ, thuận tiện lấy phá hư một chút vô cực ma tông kế hoạch lớn tiến triển. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Sắt thép cự Long Trình cương hồi phục. Ta ổn thỏa tuân theo bá nho chúa tể ý chỉ, điệu thấp làm việc. Lấy bọn hắn bảy tôn cửu phẩm tà ma cộng đồng xuất thủ, thanh lý một cái tinh cầu bên trên tà vọng, cũng không khó khăn. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói đều rất đau đầu tà vọng, tại cửu phẩm tà ma trong tay nhưng căn bản lật không nổi sóng gió. Trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, để cửu phẩm tà ma chỉ cần nghiền ép lên đi là đủ. Lại thêm cửu phẩm không gian lực lượng. Để chúng nó có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, hiệu suất cực cao. Chờ các ngươi trở về, mang đến đầy đủ tà vọng nguyên liệu nấu ăn về sau, các ngươi sẽ có cơ hội nhóm đầu tiên nhấm nháp tà vọng tiệc. Mặt khác, thiên kiếp phần món ăn bên trong tâm ma kiếp tiệc, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có hứng thú nhấm nháp. Ta đến lúc đó sẽ cho người cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng thịnh yến. Tống Thư Hàng nói. Ngoại trừ bạch tiền bối cho hắn cửu u quyền hạn nội bộ ban thưởng bên ngoài, trên người hắn có thể lấy ra được ban thưởng cho những thứ này cửu phẩm tà ma, tựa hồ cũng chỉ có thiên kiếp tiệc cùng tà vọng xử lý. Bảy tôn cửu phẩm tà ma. Không chỉ có là tà vọng, ngay cả thiên kiếp cứ nhiên cũng đã lên bá nho chúa tể menu. Làm hiện thế cùng cửu u chúng sinh khổ não thiên kiếp, tại bá nho chúa tể trong mắt cứ nhiên cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn. Ma trung chi ma. Có thể gánh vác lên cửu u chúa tể cái danh xưng này nam nhân, dù là chỉ là đại diện, cũng tuyệt không đơn giản. Bảy tôn cửu phẩm tà ma, tại Ban Văn Long đại lão mặt mũi che đậy trận pháp bao trùm bên dưới, lặng yên trốn vào hiện thế. Bọn chúng phân tán tại địa cầu các nơi, bắt đầu thật nhanh thanh lý lên hiện thế tà vọng tới. Cả cái thanh lý tà vọng quá trình rất đơn giản. Bảy tôn cửu phẩm tà ma án lấy bá nho chúa tể cung cấp tình báo xác định tọa độ. Kích hoạt không gian lực lượng, lóe lên đến tọa độ, trực tiếp tiến vào tà vọng hang ổ bên trong. Sau đó, tại không kinh động tà vọng bên ngoài phòng giữ nhân viên điều kiện tiên quyết,
xuất thủ nhẹ nhàng nghiền một cái, đem tà vọng nghiền sát. Từ đầu tới đuôi, tà vọng nhóm thậm chí không cách nào phát ra cái gì âm thanh. Xử lý tà vọng về sau, cửu phẩm tà ma nhóm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem tà vọng hạch tâm cùng thân thể tách rời, tồn trữ bắt đầu. Tiếp đó, bọn chúng lại xác định ra một cái tà vọng hang ổ tọa độ, không gian lóe lên, nghiền sát, thu hoạch. Lòng vòng như vậy, nghiền sát một cái tà vọng thậm chí không cần đến một giây thời gian. Thương Hải thư sinh giao cho Tống Thư Hàng tà vọng hang ổ tư liệu bên trong tiêu suất tà vọng, đang điên cuồng giảm nhỏ. Nguyên bản trên bản đồ lít nha lít nhít đánh dấu đi ra tà vọng điểm đỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng xóa đi. Biến hóa cực lớn, rất nhanh đưa tới trên địa cầu giám sát tà vọng chuyên môn nhân viên chú ý. Bọn hắn đối mỗi một chỗ tà vọng địa điểm đều an trí có trận pháp, giám sát tà vọng năng lượng ba động, tránh cho tà vọng bạo tẩu. Mà lúc này, tà vọng năng lượng ba động phản ứng đột nhiên số lớn biến mất. Những thứ này tà vọng sẽ không tìm được tránh đi phong ấn biện pháp, lặng yên độn chạy. Vẫn là bọn chúng tiến hành một loại nào đó dung hợp. Giám sát nhân viên vội vàng trước tiên phát ra cảnh báo, liên hệ nhân viên tương quan. Đồng thời, bọn hắn thật nhanh liên hệ những cái kia tà vọng năng lượng phản ứng biến mất vị trí canh gác nhân viên, uy là Tông Sơn thành phố khu mỏ quảng tà vọng xào huyệt canh gác nhân viên sao. Các ngươi nơi này tà vọng có hay không phát sinh dị động? Không có. Tà vọng không phản ứng. Cũng không có tu sĩ tới tiêu diệt tà vọng sao? Vậy các người phái người lặng lẽ tiến vào hang ổ, nhìn một chút tà vọng trong hang ổ chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, ta bên này giám sát biểu hiện tà vọng khí tức tiêu tán. Xấu nhất khả năng chính là tà vọng tránh đi chúng ta giám sát trận pháp, thậm chí khả năng đã từ trong phong ấn bỏ chạy. Các người tiến vào tà vọng hang ổ lúc, nghìn vạn lần phải chú ý tự thân an toàn. Ta chờ các người hồi phục. Ta sẽ liên lạc lại kế tiếp địa điểm. Hơn 10 vị giám sát nhân viên, thật nhanh liên hệ từng cái tà vọng hang ổ canh gác nhân viên. Nhưng lấy được hồi phục đều như thế, tất cả canh gác nhân viên đều không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, tà vọng cũng không có bất luận cái gì dị hưởng. Bá Tống Huyền Thánh phù hộ, tà vọng phương diện tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề lớn A. Có giám sát nhân viên trong lòng bất an bắt đầu cầu nguyện bắt đầu. Thiên đạo sụp đổ. Tà vọng lượt ra, thế đạo đã phi thường khó khăn. Tuyệt đối không nên ra lại nhiễu loạn. Chúng ta đợi canh gác nhân viên hồi phục đi, bá Tống tiền bối phù hộ chúng ta bình an. Có người lên cái đầu về sau, liền có người sẽ cùng bên trên. Trong bất chi bất giác, bá Tống Huyền Thánh phảng phất thành trong lòng mọi người một cái phù bình an. Ước chừng 5-6 phút sau, canh gác nhân viên phát tới hồi phục tin tức. Ta bên này liên hệ canh gác nhân viên đến tin tức. Bọn hắn nói tà vọng biến mất, trong hang ổ mặc dù chả sót lại tà vọng tà xương mù cùng còn sót lại năng lượng, nhưng tà vọng nhưng không thấy. Ta bên này cũng đã nhận được tin tức, tà vọng đồng dạng biến mất. Bất quá ta bên này nhân viên cảnh vụ hồi phục, tà vọng là bị người giết chết. Nhân viên cảnh vụ phát giác trong hang ổ chả sót lại tà vọng bị đánh bạo lúc dấu vết, đồng thời tà vọng thân thể cũng bị mang đi. Ta bên này cũng là, tà vọng cũng không phải là biến mất. Mà là bị người đánh nổ. Canh gác nhân viên tìm được tà vọng một tiểu sợi tàn khu. Nói cách khác, có đại lão tại chém giết tà vọng. Tại không kinh động canh gác nhân viên cùng phòng ngự trận pháp tình huống bên dưới, trực tiếp đánh nổ tà vọng. Cái này cần cường đại cỡ nào? Không phải là nắm giữ không gian lực lượng cửu phẩm kiếp tiên A. Đừng nói giỡn, cửu phẩm kiếp tiên cấp đại lão làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở xử lý những thứ này tiểu tà vọng trên thân. Không có bát phẩm phía trên tà vọng, căn bản không đáng cửu phẩm kiếp tiên đại tiền bối xuất thủ. Mà lại hiện tại thiên đạo sụp đổ, rất nhiều cửu phẩm kiếp tiên tiền bối đều ý đồ thừa cơ thực tiễn chính mình đạo, giống như bá Tống Đạp nói chứng trường sinh. Mà lại các ngươi nhìn, tà vọng biến mất là hiện lên 7 cái khu vực, đồng thời không ngừng tiêu tán, mở rộng phạm vi. Nói cách khác, chỉ ít có 7 vị cường giả, ước định cẩn thận đồng thời xuất thủ, tại chém giết tà vọng. Sở dĩ. Chắc chắn sẽ không là cửu phẩm kiếp tiên. 7 tôn cửu phẩm kiếp tiên xuất thủ chém giết tà vọng, loại chuyện này quá hoang đường. Có lẽ là 7 vị tiền bối đang chơi đổ ước, xem ai chém giết tà vọng càng nhiều. Tóm lại, vấn đề này ta đã báo nói cho xử lý tà vọng nhân viên. Xem bọn hắn vậy có hay không mới tình báo tin tức. Lại qua mấy phút sau, ta bên này có đến từ Thương Hải thư sinh tin tức. Hắn nói trước đây không lâu,
bá Tống Huyền Thánh đòi hắn một phần thế giới tà vọng hang ổ bản đồ phân bố, mà lại bá Tống Huyền Thánh để một câu, hắn sẽ phái người xử lý tà vọng. Cái này bảy vị đại lão, không phải là bá Tống Huyền Thánh phái ra thanh lý tà vọng cường giả a? Có thể liên hệ với Thương Hải thư sinh không? Hỏi hắn có thể hay không hướng bá Tống tiền bối xác minh một chút. Ta lập tức liên hệ Thương Hải thư sinh, Thương Hải gia hỏa này muốn phát đạt, hảo hữu liệt biểu bên trong cứ nhiên có thể tăng thêm bá Tống tiền bối, tam sinh hữu hạnh a. Đồng thời, Vô Cực Ma Tông cũng thu đến có cường giả cố ý xuất thủ thanh lý tà vọng tin tức. Bất quá bọn hắn chỉ lấy đến tà vọng bị cường giả thanh lý, tạm thời còn không biết tà vọng bị thanh lý tốc độ có bao nhanh, bí mật tình báo thứ này cuối cùng sẽ có chỉ hoãn. Vô Cực Ma Tông, bí cảnh, Ma Đế Cung, Già Lê Ma Điện bên trong. Hôm nay, tất cả Vô Cực Ma Tông cao tầng lần nữa hội tụ một đường. Dựa theo tư lịch cùng thành viên thực lực cao thấp, từng vòng hình chiếu đến Ma Đế Cung bên trong. Tông chủ bình tĩnh ung dung ngồi ở cao cao vương tọa phía trên, theo Vô Cực Ma Tông Ma Quốc kế hoạch lớn triển khai về sau, Ma Đế Cung bên trong tất cả thành viên đều có thể cảm ứng được tông chủ thực lực tại liên tục tăng lên, cho bọn hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, không chỉ có là tông chủ, tất cả có tư cách tiến vào Ma Đế Cung Già Lê Ma Điện đệ tử, đều thu hoạch được đến thu hoạch khổng lồ theo từng cây ma thần trụ bị cắm vào cửu u thế giới, theo từng cái tà vọng được an trí ở thế giới các nơi. Cửu U cùng hiện thế ở giữa sinh ra cộng minh về sau, làm trong kế hoạch chuyển trạm Ma Đế Cung liền liếm tụ đại lượng thích hợp nhất Vô Cực Ma Tông thành viên tu luyện ma nguyên. Đang ngồi tất cả tiến vào Ma Đế Cung thành viên, mỗi lần hình chiếu sau khi kết thúc đều có thể mang đi một bộ phận tinh thuần ma nguyên, để cho mình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, là một cái đáng giá ghi lại ở Ma Tông lịch sử thời gian. Trên vương tọa, Vô Cực Ma Tông tông chủ trầm giọng nói. Chúng ta Vô Cực Ma Tông từ xưa đến nay một mực đang chuẩn bị ma hải kế hoạch, vào hôm nay rốt cục thấy được thành thục thời cơ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng, ra hiệu chủ trì kế hoạch đại cục Vô Cực Ma Tông trưởng lão bắt đầu giới thiệu kế hoạch kết quả. Phụ trách tại cửu u thế giới xếp vào ma thần trụ, đã định ma hải kế hoạch tọa độ trưởng lão đứng dậy, nói, hết hạn hôm nay, chúng ta đã tại cửu u thế giới 33 cái thích hợp mở ma hải thế giới vị trí, đâm vào ma thần trụ tọa độ. 33 là cái cực kỳ tuyệt vời số tự. Tại cái này 33 cái tọa độ bên trong, có 3 cái tọa độ ra đặc biệt xuất sắc, ta đưa chúng nó liệt vào 3 vị trí đầu. Đang khi nói chuyện, vị trưởng lão này vung tay lên một cái, dùng ma nguyên trong hư không cấu vẽ ra bộ phận cửu u thế giới địa đồ. 33 căn ma thần trụ tọa độ, phù hiện ở địa đồ từng cái vị trí. Trong đó, có 3 cây ma thần trụ tọa độ đặc biệt dễ thấy. Ta coi trọng nhất là tọa độ này. Đây là một mảnh từ cát tinh tạo thành độc lập khu vực, phụ cận cửu u tà ma số lượng không nhiều, sâu trong lòng đất lại ẩn chứa vô cùng to lớn cửu u tà năng. Mà lại, mảnh này cát tinh thế giới thể tích cũng đủ lớn, chỉ là mặt đất cát tinh, chuyển hóa tới đều là nồng đậm ma nguyên. Tiếp theo là mảnh này đầm lầy khu vực, đây là không thể so với cát tinh thế giới kém bao nhiêu hoàn mỹ tọa độ. Đáng tiếc phiến khu vực này, ẩn giấu đi một đầu ngủ say bên trong cường đại cửu u tà ma. Chúng ta không dám kinh động hắn, phỏng đoán cẩn thận thực lực của nó tại cửu phẩm trở lên. Sau đó là mảnh này cửu u hải bên trong một chỗ tọa độ, nơi này hải đảo mặc dù nhỏ, nhưng chúng ta chân chính nhìn chúng nhưng thật ra là vùng biển này. Nó phạm vi rộng lớn nhất, tiềm lực lớn nhất. Bất quá, cuối cùng muốn từ nơi này 33 căn tọa độ bên trong tuyển chọn cái nào, liền nhìn ma thần chú ý chí. Vị trưởng lão này trầm giọng nói, nguyện hà chỉ ma đế chỉ dẫn ta các loại. Ma thần chủ ý chí, đem có thể lựa chọn ra thích hợp nhất chúng ta tọa độ. Trên vương tọa Vô Cực Ma Tông tông chủ gật đầu tổng kết nói. Mặt khác tông chủ, có một việc ta cần bẩm báo. Liên quan tới cửu u thế giới cùng hiện thế thông đạo bên trong, chúng ta thật vất vả hướng dẫn quá khứ tà ma, đã bị đuổi tản ra. Tựa hồ có cao đoan chiến lực nhúng tay, nhưng không biết là hiện thế cao đoan chiến lực vẫn là cửu u cao đoan chiến lực. Vị này phụ trách cửu u trưởng lão lại bổ sung. Không sao, ta ma hải kế hoạch đã trở thành đại thế, tại cái này đại thế chi lực, không người nào có thể chống cự. Cửu u thế giới cùng hiện thế thông đạo biến hóa, đã không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta ma hải kế hoạch lớn. Vô Cực Ma Tông tông chủ trầm ổn nói. Tại tông chủ tự tin hữu lực cam đoan bên dưới, ở đây các đệ tử trong lòng đại định. Liền ngay cả phía dưới công tử hải cùng chính năng hai người, cũng khẽ gật đầu.
hai người bọn họ có cao tầng quan hệ, lại thêm công tử Hải âm thầm đến Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, sở dĩ đối Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn có rất thâm nhập hiểu rõ. Ở cái này kế hoạch lớn bên trong, cửu u thế giới cùng hiện thế thông đạo, đích thật là không quan trọng gì sự. Mặt khác tông chủ, khi tiến vào Ma Đế cung trước đó, ta thu đến tin tức, hiện thế có cường giả xuất thủ, đang nhanh chóng thanh lý hiện thế tà vọng. Xem bộ dáng là bọn chúng phát giác chúng ta Vô Cực Ma Tông kế hoạch. Lúc này, một vị khác phụ trách bố cục hiện thế tà vọng trưởng lão đứng dậy, bẩm báo nói. Đây cũng là chúng ta trong dự liệu sự tình, không cần kinh hoàng. Vô Cực Ma Tông tông chủ nhẹ nhàng khoát tay nói. Bởi vì bá tống Huyền Thánh Hoành không xuất thế, khiến cho thiên đạo đột nhiên nhìn không được sụp đổ, chư thiên vạn giới có rất nhiều thế lực đều không thể không sớm kế hoạch của mình. Cùng loại Vô Cực Ma Tông Ma Hải kế hoạch lớn càng là thứ nhất người bị hại. Vội vàng ở giữa trực tiếp kéo ra kế hoạch, tự nhiên sẽ có một ít lỗ thủng, sẽ bị hiện thế hữu tâm người bắt được. Coi như bọn chúng đem tất cả tà vọng bắt giết không còn, cũng đã không cách nào ngăn cản chúng ta. Bất quá, để cho an toàn, Vô Cực Ma Tông tông chủ Từ Vương tọa bên trong đứng lên, giơ cao hai tay, tuyên bố, Ma Hải kế hoạch lớn, hiện tại mở ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau ba hơi thở, Ma Đế Cung sẽ đem các người bản thể dẫn dắt tới, kéo vào đến Ma Đế Cung bên trong. Bước kế tiếp, tất cả mọi người đứng vững trận vị. Kích hoạt hiện thế tà vọng đại trận. Tôn Từ Tông Chủ mệnh lệnh, Vô Cực Ma Tông bên trong tất cả mọi người nghiêm túc lên, chuẩn bị sẵn sàng. Sau ba hơi thở, phân tán ở các nơi trên thế giới Vô Cực Ma Tông phân bộ, các nơi ma phong Vô Cực Ma Tông mũi nhọn thành viên, thân hình nhao nhao bị Ma Đế Cung trận pháp dẫn dắt. Vượt qua không gian, tan biến tại nguyên địa, chân thân dung nhập vào Ma Đế Cung bên trong. Khi bọn hắn chân thân tiến vào Ma Đế Cung lúc, nhục thân đến đế trong cung ma nguyên thoải mái loại này hưởng thụ cảm giác, đơn giản làm cho người nghiện. Ba ba, tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Già Lê Ma Điện bên trong xuất hiện một cái đã sớm bố trí tốt to lớn trận pháp này cùng hiện thế bên trong tà vọng xào huyệt phân bố hô ứng lẫn nhau. Vô Cực Ma Tông đệ tử ai vào chỗ nấy, dựa theo đã sớm lập phương vị, chạm nhập đại trận vị trí, càng đến gần trung tâm, liền đại biểu cho Ma Hải kế hoạch lớn sau khi thành công, có thể thu được càng lớn thu hoạch. Khởi trận, tà vọng tọa độ đồng bộ, cửu u thế giới tọa độ khóa chặt, tông chủ đứng dậy, trầm giọng nói. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh ung dung tông chủ, tại Ma Hải kế hoạch lớn bắt đầu sát na, đều không thể che hết kích động. Bao nhiêu cái sớm chiều, hắn một mực chờ đợi một ngày này tiến đến. Hiện thế, địa cầu, đang tại điên cuồng thu hoạch tà vọng bảy tôn cửu phẩm tà ma động tác đột nhiên có chút dừng lại. Tại bọn chúng trước mặt, sắp bị nghiền sát tà vọng, phảng phất bị một cỗ lực lượng viễn trình khóa chặt. Sáu mắt thân sĩ tà ma nheo mắt lại, nó thần niệm khuếch trương ra, đem trước bản thân thanh lý qua tà vọng xào huyệt bao trùm quả nhiên, liền bị hắn thanh lý qua tà vọng xào huyệt. Cũng bị một cỗ lực lượng khóa chặt. Bá Nho Chúa Tể, hiện thế bên trong tà vọng xào huyệt phát sinh dị biến. Có phải hay không là ngài trước đó nhắc tới Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn, muốn triển khai? Sáu mắt thân sĩ tà ma hướng Tống Thư Hàng gửi đi tiểu báo cáo. Ha ha ha, Vô Cực Ma Tông Ma Hải kế hoạch lớn rốt cục liền muốn tới. Tống Thư Hàng nghe được tin tức này lúc, phát ra cởi mở tiếng cười. Ba ngày. Hắn tại cửu u thế giới đau khổ chờ đợi ba ngày thời gian, rốt cục chờ đến Vô Cực Ma Tông Ma Hải kế hoạch lớn triển khai một ngày. Dòng dã ba cái ngày đêm, thực sự dài dằng dặc. Dưới tình huống bình thường, ba ngày này đều đủ Tống Thư Hàng làm rất nhiều chuyện. Vận khí tốt, đều đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải Bạch Tiền Bối trước đó đề nghị hắn chờ đợi Vô Cực Ma Tông thành viên mở Ma Hải, sau đó tại Ma Hải thế giới bên trong đi độ hắn một lần cuối cùng bát phẩm huyền thánh kiếp, vì nhân tiền hiển thánh hoạt động vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, hắn đã sớm để Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn chết từ trong trứng nước. Không đúng không đúng, tâm tính lại bành trướng. Dạng này không tốt, không tốt, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Không thể bởi vì chính mình thành cửu u chúa tể đại diện, liền bành trướng thành bánh bao. Nếu như không có Bạch Tiền Bối cho hắn cửu u chúa tể quyền hạn, nếu như không có cẩu đản cha tiền bối cùng tam nhãn tiền bối âm thầm tương trợ, bằng chính hắn thủ đoạn, đừng nói là ngăn cản Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn, hắn cái này cấn tay con chuột nhỏ sợ rằng sẽ trực tiếp sẽ bị Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn đại thế nghiền thành cặn bã.
bình tĩnh, muốn tâm bình tĩnh. Coi như tại các vị tiền bối dưới sự giúp đỡ, ta đã bố trí xong hết thảy, chờ lấy Vô Cực Ma Tông đệ tử mắc câu. Nhưng ta vẫn như cũ không thể xem thường Vô Cực Ma Tông, loại này lịch sử lâu đời lớn ma tông phía sau, nói không chừng liền ẩn giấu đi một tôn đại lão cấp nhân vật. Tống Thư Hàng bản thân nhắc nhở, để cho mình bảo trì cảnh giác, không muốn bành trướng. Ban Văn Long đại lão. Tống Thư Hàng tiểu tử này thật sự rất mâu thuẫn, có đôi khi ý chí lực của hắn mạnh đến có thể áp chế một cách cưỡng ép Cửu U Chúa Tể quyền hạn mang tới ảnh hưởng. Có đôi khi, hắn tại Cửu U Chúa Tể quyền hạn ảnh hưởng dưới quân lính tan rã. Luôn cảm giác tiểu tử này quân lính tan rã thời điểm. Là cố ý. Đúng rồi, cậu đản cha, đối phương kế hoạch lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Ngài nói chúng ta còn có hay không cái gì không chú ý tới chi tiết. Tỷ như ta vừa rồi chế tạo bá thần trụ, hà chỉ trụ tại thay thế nguyên ma thần trụ lúc, sẽ xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Có thể hay không thuận lợi đem Vô Cực Ma Tông hấp dẫn tới. Tống Thư Hàng đề nghị, sở dĩ cậu đản cha, chúng ta muốn hay không trước bói một quẻ. Cậu đản cha, ta cảm giác lúc này, đã không có rảnh để ngươi xem bói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Hắn đã ẩn ẩn cảm ứng được chung quanh trong hư không cửu u tà năng biến hóa. Ban Văn Long đại lão thở dài, nhắc nhở, đừng quên quyền hạn của ngươi, ngươi bây giờ là cửu u chúa tể. Coi như Vô Cực Ma Tông tại hình chiếu đến cửu u thế giới, không có chọn chúng cát tinh thế giới hà chỉ trụ tọa độ. Nhưng ngươi thân là cửu u chúa tể, liền không thể dùng tay thay bọn hắn sửa lại một chút không? Đúng a, tạ ơn cậu đản cha. Chuyện này sau khi hoàn thành, ta liền mang cậu đản cha tại cửu u thế giới các nơi đi dạo, để ngươi thể nghiệm một chút cảm giác về nhà. Đến lúc đó, xem ở ta như vậy hiếu kính phần bên trên, ngươi liền đem trình cậu đản đổi lại đến như thế nào. Tống Thư Hàng nói. Đến lúc đó xem ngươi biểu hiện, Ban Văn Long đại lão trả lời đã Tống Thư Hàng cho hắn một bậc thang, vậy nó liền tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội xuống tới. Miễn cho Tống Thư Hàng tao thao tác quá nhiều, nhiều lần đắc tội hắn. Để nó tìm không thấy cơ hội đổi lại Trình Lâm đạo hiệu, cuối cùng dẫn đến cậu đản cha cái danh xưng này liền nương theo hắn cả một đời. Mà lại, theo Tống Thư Hàng một câu một cái cậu đản cha về sau, Ban Văn Long đại lão phát hiện mình cứ nhiên dần dần bắt đầu thích ứng xưng hô thế này. Không phải là Tống Thư Hàng bất chi bất giác, vận dụng cửu u chúa tể cấp bậc ngôn xuất pháp tùy lực lượng, đang yên lặng ảnh hưởng hắn. Mảnh cực nghĩ sợ, nhất định phải sớm điểm mượn cớ. Đem Trình Lâm xưng hào cho đổi lại đến, không thể để cho Tống Thư Hàng tiếp tục gọi. Nói thật, Ban Văn Long tiền bối, ta cảm giác cậu đản cha xưng hô này đặc biệt thân thiết. Đến lúc đó đem Trình cậu đản danh tự đổi lại về sau, chúng ta còn gọi ngươi cậu đản cha đi, lão mang cảm giác. Tống Thư Hàng đề nghị. Cút, Ban Văn Long đại lão cả giận nói. Tống Thư Hàng có chút chá dị, a, tiền bối ngươi cứ nhiên không thích cái này xưng hào. Ai nha? Đây là Long thí đập tới Long thối lên sao từ hắn quản Ban Văn Long tiền bối gọi cậu đản cha bắt đầu từ thời khắc đó, Ban Văn Long đại lão từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra chút điểm ý phản đối, vui vẻ tiếp nhận cái danh xưng này. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng Ban Văn Long đại lão ưa loại này thổ vị xưng hô. Không nghĩ tới đại lão đối cái này thổ vị xưng hô phản ứng lớn như vậy, thực sự ra ngoài ý định. Cái này có chút lúng túng. Đến rồi, lúc này. Bia đá đạo hữu lên tiếng kêu lên, tua nhanh nhập nhân đao hợp nhất trạng thái. Bia đá đạo hữu đã giác ngộ cái gì bia đao hợp nhất đều là gạt người, còn không bằng vứt bỏ mặt ngoài ngụy trang, trực tiếp gọi nhân đao hợp nhất tới lưu loát. Bia đá đạo hữu tiếng kêu, vừa vặn cắt ngang Tống Thư Hàng xấu hổ. Tới lão bia, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, duỗi tay cho bia đá đạo hữu tới ba phát dưỡng đao thuật. Song phương xe nhẹ đường quen tiến vào hợp nhất trạng thái, kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn. Trong hư không, mượn hiện thế tà vọng đại trận uy lực, một hơi hiến tế tất cả tà vọng cùng tà vọng xào huyệt về sau, Vô Cực Ma Tông rốt cục đem lực lượng đánh từ xa vào đến cửu u thế giới bên trong. Đã sớm xếp vào tại cửu u thế giới 33 căn ma thần trụ hóa thành tọa độ, tự động bắt đầu lóe sáng bắt đầu chỉ là Vô Cực Ma Tông thành viên căn bản sẽ không nghĩ đến. Trong đó có một cây ma thần trụ sớm đã bị Tống Thư Hàng biến thành bá thần trụ. Trường sinh trụ chi hà chỉ trụ. Hà chỉ trụ hoàn mỹ dung nhập vào 33 căn ma thần trụ tọa độ bên trong, giống như ma thần trụ bắt đầu đáp lại Vô Cực Ma Tông triệu hoán. Ước chừng thời gian 3 cái hô hấp sau. 33 căn ma thần trụ ở giữa rốt cục xác định một tọa độ đầm lầy khu vực.
Dưới đáy đang ngủ say một đầu cường đại cửu u tà ma đầm lầy, trở thành ma thần trụ nhóm tự động lựa chọn tốt nhất phục hồi ma hải khu vực. Bởi vì phiến khu vực này, đã từng là mỗ đảm nhiệm thiên đạo khu thí nghiệm, thiên đạo đã từng âm thầm ở mảnh này khu vực tiến hành phạm vi nhỏ ma quốc thí nghiệm. Điểm ấy cậu đàn cha cùng Tống Thư Hàng bọn người không biết. Cứ nhiên không chọn chúng cát tinh thế giới. Tống Thư Hàng vận dụng cửu u chúa tể quyền hạn lúc, sớm liền cảm ứng được điểm này. Như vậy sao được? Chúng ta tại cát tinh thế giới bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, ngươi không được lời nói, ta đường đường cửu u chúa tể đại diện mặt mũi để nơi nào. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phối hợp với bia đá đạo hữu thi triển cửu u chúa tể quyền hạn, chi phối cửu u ý chí, đổi nghề nghịch chuyển nhân quả. Tại cửu u ý chí ngầm thao tác bên dưới, nguyên bản khóa chặt đầm lầy khu vực ma thần trụ nhóm, rốt cục đem lựa chọn cải biến đến cát tinh thế giới. Cũng đem cái này tín hiệu phản hồi đến vô cực ma tông. Ma đế cung bên trong. Xác định tọa độ, cửu u thế giới ma thần trụ phản hồi tin tức. Cát tinh thế giới, vị kia phụ trách cửu u thế giới cục bộ kế hoạch trưởng lão, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Cùng hắn đoán một dạng, bị hắn coi trọng nhất cát tinh thế giới cuối cùng thành ma thần trụ nhóm lựa chọn. Đáng tiếc, nếu như không phải là vì cậu ổn lời mà nói vị trưởng lão này hận không thể đem 33 căn ma thần trụ toàn bộ cắm vào hắn nhìn kỹ cát tinh thế giới bên trong đi, dạng này liền có thể để ma hải thế giới trước tiên khuếch trương đến lớn nhất. Tông chủ, chúng ta lấy cát tinh thế giới mở ma quốc đi. Vị này phụ trách cửu u thế giới cục bộ kế hoạch trưởng lão vui vẻ nói. Trên vương tọa tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, tất cả vô cực ma tông đệ tử nghe lệnh, bắt đầu chuẩn bị phục hồi ma hải thế giới. Chúng ta muốn tại cửu u thành lập thuộc về mình ma quốc, thành bại ở đây nhất cử. Đang khi nói chuyện, tông chủ đứng dậy, duỗi giơ tay lên, vung ra mấy viên không biết từ tài liệu gì đúc thành đồng tệ. Đây là một loại đơn giản xem bói thủ pháp, đồng thời cũng là loại nghi thức liền cùng hiện tại điện ảnh muốn làm cái khởi động máy nghi thức là một cái đạo lý, chủ yếu là lấy cái may mắn. Mặc dù chỉ là một loại nghi thức tính xem bói, nhưng tông chủ chân thực cảnh giới còn tại đó. Thân là một đời ma đế, hắn cho dù là tiện tay bói một quẻ, đều có được lớn lao thần hiệu. Mấy viên đồng tiền trong hư không cuồn cuộn lấy, tại một chuỗi thanh âm dễ nghe xa xút địa. Là cát, dưới đáy vô cực ma tông các đệ tử nhìn qua quẻ quả, vui vẻ kêu lên. Điều này đại biểu lấy bọn hắn vô cực ma tông ma hải kế hoạch lớn, sẽ có một cái mỹ hảo bắt đầu. Vô cực ma tông tông chủ khóe miệng hiển hiện mỉm cười, nói, cái này cát tinh thế giới. Đích thật là ma thần trụ lựa chọn đi ra đất lành nhất điểm. Cắm ở cát tinh thế giới ma thần trụ chính mãnh liệt phản hồi lấy tọa độ tin tức, dẫn dắt đến vô cực ma tông đệ tử. Đã không có gì tốt do dự, trên thực tế, mặc kệ cái này quẻ quả là hung là cát, bọn hắn vô cực ma tông đã không có lựa chọn nào khác, tiễn tại mũi tên lên không được không phát. Tông chủ nhẹ nhàng sờ lên lồng ngực của mình, trầm giọng nói, tất cả vô cực ma tông đệ tử nghe lệnh. Toàn lực kích hoạt tà vọng đại trận lực lượng, thừa dịp cửu u vô chủ, đã thông hiện thế cùng cửu u thế giới bình chướng, đem hiện thế bên trong tà vọng lực lượng đưa vào đến cát tinh thế giới. Vâng, tông chủ, tất cả vô cực ma tông đệ tử toàn lực thôi động bản thân lực lượng. Dưới chân bọn hắn đại trận bên trong, hiển hiện một cây lại một cây ma thần trụ vô cực ma tông qua nhiều năm như vậy chế tạo, tồn trữ ma thần trụ, đã toàn bộ ở đây. Hiện thế bên trong. Sớm đã bị vô cực ma tông động tay động chân tà vọng nhóm, bị một hơi hiến tế, hóa thành tà vọng đại trận lực lượng. Cỗ lực lượng này lại tại vô cực ma tông các đệ tử dẫn dắt bên dưới, bị đưa vào đến ma đế cung bên trong. Tà vọng lực lượng, bị rót vào từng cây ma thần trụ bên trên, để nguyên bản ma khí đảo thiên ma thần trụ bên trên phụ lên tại ý khí tức. Ma thần trụ bên trên bắt đầu truyền ra các loại quỷ dị thanh âm. Thậm chí bắt đầu quấy nhiễu một số tâm trí năng lực không quá quan vô cực ma tông ngũ phẩm kim đan thành viên. Thời cơ chín muồi, ngay tại lúc này, vô cực ma tông tông chủ lên tiếng nói. Hắn một mực đang yên lặng nắm trong tay toàn cục. Dưới khống chế của hắn, cả cái vô cực ma tông thành viên lực lượng cùng tà vọng đại trận lực lượng bị tập hợp thành một luồng, không có một tia dư thừa tiêu hao. Lấy vô cực ma đạo tại cửu u mở ma quốc, ma thần trụ, lên. Tất cả vô cực ma tông thành viên thôi động ma nguyên, bắt đầu dẫn dắt lên ma thần trụ. Tất cả ma thần trụ hiện lên, bắt đầu cộng minh. Ma thần trụ tại đột phá cửu u cùng hiện thế bình chứng lúc, sẽ có một trận trùng kích.
toàn viên làm tốt nghênh đón trùng kích chuẩn bị, tông chủ trầm giọng nói. Dứt lời, hắn dùng sức vỗ vương tọa tay vịn, kích hoạt đã sớm thiết trí tốt cơ quan. Chịu đến rất sâu thánh nhân phong ấn ảnh hưởng, hắn toàn lực kích hoạt bản thân ma đế trạng thái, chỉ có thể duy trì 3 phút. Tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn bóp tốt thời gian kích hoạt ma đế hình thức, cấu vẽ ma đế cung bên trong trận pháp cùng trận pháp cơ quan, khổ cực như thế, vì chính là giờ khắc này. Rầm rầm rầm, từng cây ma cây thần phá không mà đi, lấy ma đế cung vì trạm trung chuyển, tại ma đế trận pháp chống đỡ dưới đánh vào đến cửu u thế giới, lấy cát tinh thế giới ma thần trụ vì tọa độ, đâm vào cát tinh thế giới. Cả cái quá trình thuận lợi vô cùng. Cửu u thế giới cũng không có ngăn cản những thứ này ma thần trụ tiến vào, thậm chí ngay cả tông chủ dự đoán bên trong cửu u cùng hiện thế bình chướng chi lực đều không có xuất hiện. Xem ra, cửu u thế giới đã mất đi chúa tể về sau, lực ảnh hưởng so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu hơn. Tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Đây là chuyện tốt. Cửu u thế giới sức chống cự càng yếu, bọn hắn tại cửu u thế giới mở ma hải thế giới, liền càng nhẹ nhõm. Mà lại, cái này cát tinh thế giới đích thật là chỗ tốt, thực sự thích hợp ma thần thế giới mở. Tại vô cực ma tông tông chủ khống chế bên dưới, từng cây ma thần trụ vây quanh cát tinh trong thế giới tọa độ ma thần trụ, dựa theo đã sớm thiết lập tốt trận đồ, từng cây đóng xuống. Trong nháy mắt, một cái vô cùng phức tạp ma thần trụ chi trận bố cục hoàn thành. Cả cái cát tinh thế giới đều bị ma thần trụ chi trận bao phủ. Phàm là ma thần trụ sở cắm chỗ, đều là ma quốc. Cát tinh thế giới chính giữa, cây kia cao lớn tọa độ ma thần trụ tản ra khí thế cường đại. Trong mơ hồ cứ nhiên cho người ta một loại ma đế trùng sinh trùng kích cảm giác. Tất cả ma thần trụ lực lượng, tại tọa độ ma thần trụ dẫn dắt bên dưới, thuận lợi tập hợp thành một luồng trận thành. Đại trận bố trí thuận lợi trình độ, cũng đại đại vượt ra khỏi vô cực ma tông đệ tử đoán trước. Xì xì xì, ma thần trụ cùng tà vọng lực lượng, cùng cát tinh thế giới bên trong cửu u tà năng bắt đầu tiếp xúc. Ba loại khác biệt lực lượng hỗn hợp về sau, toát ra trận trận đen kịt sương mù. Mặt đất cát tinh đều bị ăn mòn. Đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Thành công không? Tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Cửu u thế giới vô chủ, chúng ta không có cảm ứng được cửu u thế giới chống cự. Bất kể là tiến vào cửu u thế giới, vẫn là bố trí tốt ma thần trụ đại trận, cửu u thế giới đều mặc chúng ta bài bố. Vô cực ma tông đệ tử bắt đầu kích động bắt đầu giao lưu. Loại này hoàn mỹ bắt đầu. Thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn vô số ngày đêm huyễn tưởng đây chính là hiện thực dù sao cũng so huyễn tưởng càng vượt quá tưởng tượng. Có đôi khi, người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, tại trong hiện thực lại đến thực hiện. Tông chủ một tay xoa ngực, một cái tay khác âm thầm bấm tay bắt đầu tính. Ma hải mở sẽ thành công sao? Hắn lần lượt tính hạng mục này. Từ kế hoạch bắt đầu đến bây giờ, tông chủ hết thảy dùng 33 loại khác biệt tính chi pháp. Mà mỗi một cái tính chi pháp kết cục, đều hoàn toàn nhất trí. Ma hải kế hoạch lớn, nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Ma hải thế giới đem thành công mở. Trong cõi u minh thiên ý, đứng ở bên phía hắn. Không có khả năng thất bại, ma hải kế hoạch lớn không có thất bại khả năng. Tông chủ ngẩng đầu lên, thần sắc khôi phục bình tĩnh, ổn trọng nói, bước kế tiếp, đem chúng ta bồi dưỡng tất cả tà vọng, vùi đầu vào cát tinh khu vực. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không ma tông ma thành viên, đem nhân công nuôi dưỡng tà vọng toàn bộ thông qua đại trận, đưa vào đến ma thần trụ quốc độ. Cát tinh thế giới bắt đầu sôi trào. Tà vọng, ma thần trụ chi lực, cửu u tà năng bắt đầu không ngừng dung hợp, hóa thành tối ác kỳ lạ nhất bùn đen. Những thứ này bùn đen, chính là ban sơ ma hải thế giới cơ sở. Tại liên tục không ngừng đầu nhập nhân tạo tà vọng cùng vô cực ma tông trận pháp thôi hóa bên dưới. Cát tinh thế giới bên trong đại lượng cát tinh bị ăn mòn thành bùn đen. Mà bùn đen số lượng tại đạt tới số lượng nhất định về sau, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đồng hóa chung quanh cửu u tà năng cùng hết thảy vật chất, hướng lên, hướng phía dưới khuếch trương. Bên trên nuốt không khí, bên dưới nuốt bùn đất, cái gì đều không buông tha. Một cái ma hải thế giới hình thức ban đầu đã thành hình. Nhưng ngay tại bùn đen sôi trào, ma hải thế giới hệ thống dựng hoàn thành thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện cửu u thế giới pháp tắc bản năng vận chuyển, đối sắp đản sinh ma hải thế giới tiến hành áp chế. Đến rồi, ma đế cung bên trong tông chủ ma đế, ác mộng nói khẽ. Cho dù là không có cửu u chúa tể,
cửu u thế giới cơ bản nhất pháp tắc vẫn là duy trì lấy vận chuyển. Tại cửu u thế giới phục hồi ma hải thế giới vốn chính là trái với cửu u thế giới cơ bản pháp sự tình. Sở dĩ, ma hải thế giới sắp thành hình thời điểm, cửu u thế giới nhất định sẽ sinh ra phản ứng, tựa như nhân thể hệ thống miễn dịch sẽ chủ động đối kháng từ bên ngoài đến xâm lấn bệnh đệm một dạng. Tông chủ ngón tay nhẹ nhàng sao động tay vịt, chăm chú ý ma thần trụ đại trận vận chuyển. Hoa! Tại cửu u thế giới lực lượng đối ma hải thế giới hình thức ban đầu tiến hành áp chế thời điểm, ma thần trụ đại trận thủ hộ hiệu quả kích hoạt, liều mạng bảo hộ vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái ma hải thế giới. Ma thần trụ loại này dầu cù là pháp thuật, vô luận tại trong hoàn cảnh ra sao đều có thể phát huy ra nó công hiệu tới. Mặc kệ là kích hoạt ma hải thế giới, vẫn là hiện tại thủ hộ ma hải thế giới, đều không thể thiếu ma thần trụ lực lượng. Chịu đựng, chỉ cần lại kiên trì mấy khắc thời gian. Vô cực ma tông tông chủ tay phải nắm chắc phương tỏa tay vịn. Chỉ cần sau một chốc, là hắn có thể mượn nhờ tà vọng đại trận lực lượng, trực tiếp đem bản thân ma đế cung di chuyển đến cửu u thế giới, ép vào đến ma thần trụ trận pháp bên trong, cùng ma thần trụ trận pháp hòa làm một thể, khống chế cả cái ma hải thế giới. Khi tất yếu, hắn có thể triệt để kích hoạt bản thân lực lượng, lợi dụng được cái kia 3 phút trạng thái, thúc ma hải thế giới. Tạch 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 ma thần trụ đại trận tại cửu u thế giới pháp tác trùng kích vào, lung lay sắp đổ, phát ra rợn người vỡ tan tiếng. Tông chủ ngón tay, đều tại vương tọa trên lan can bóp ra thật sâu 5 đạo dấu tay. Cho dù hắn đã âm thầm bói toán 33 lần, nhưng bởi vì việc quan hệ hắn ngàn vạn năm đại kế, không phải do hắn không khẩn trương. Sốt cục, ma thần trụ chống được. May mắn mà có chính giữa cây kia tọa độ ma thần trụ đột nhiên bộc phát, tản mát ra kinh khủng ma uy, khắc họa lấy ma văn đồ án thân trụ bên trên đột nhiên kích hoạt ra một đạo khải ý tới. Cái kia khải ý cùng toàn bộ ma thần trụ đại trận dung hợp, rốt cục chặn cửu u thế giới áp chế. Chống đỡ nổi, tông chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hà chỉ ma đế ma thần trụ quả nhiên thần kỳ, mỗi một cây ma thần trụ đều có khác biệt đặc thù giống căn này cứ nhiên có thể kích hoạt ra khải ý ma thần trụ, quả thật là dị loại bên trong dị loại. Một cái hoàn mỹ bắt đầu. Đến tận đây, ma hải thế giới thành hình đã không thể nghịch chuyển. Sau đó hắn chỉ cần bóp tốt thời gian, để ma đế cung giáng lâm cửu u, dung nhập ma hải thế giới, liền đại công cáo thành. Cự ly cát tinh thế giới cách đó không xa tà liên thế giới bên trong. Bạch tiền bối ngủ ngon ngọt, da đen vũ nhu tử âm thầm cho bạch tiền bối đập một bộ chân dung, phong phú bản thể tài liệu kho. Tống thư hàng khống chế tống pho, hai tay không ngừng tại một căn khác phong ấn nho điển phong ấn trụ bên trên xoát động. Hắn hiện tại cũng không có việc gì liền bàn một bàn căn này phong ấn trụ, tranh thủ sớm ngày đem nho điển cho chỉnh ra tới. Sau lưng hắn, cậu đàn cha chậm rãi nói, tới, cái này ma hải thế giới. Tống thư hàng buông ra phong ấn trụ, nhẹ nhàng vào động huyệt thái dương. Tại ma hải thế giới hệ thống thành hình trong nháy mắt, cửu u thế giới liền hướng hắn phát ra cảnh báo. Một cổ đối người bình thường tới nói phi thường kịch liệt nhói nhói, tại tống thư hàng mi tâm lan tràn ra, khuếch tán đến hai bên huyệt thái dương. Bất quá đối với tống thư hàng tới nói, loại này đẳng cấp nhói nhói cấp quá thấp, vẩy vẩy nước, không đáng giá nhắc tới. Vô cực ma tông ra hỏa quá không cho lực, nếu không phải ta cuối cùng nhường, đồng thời kích hoạt trường sinh trụ. Hà chỉ trụ, bọn hắn ma thần trụ đại trận liền sập. Tống thư hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm nói, kỳ thật ta cảm giác coi như ngươi không nhường, vô cực ma tông cũng là có thủ đoạn chịu đựng được. Ngươi cẩn thận cảm ứng liền có thể phát giác, vô cực ma tông ma hải kế hoạch lớn tiến trình bên trong, có trường sinh giả nhúng tay dấu vết. Nói cách khác, âm thầm có ma môn trường sinh giả, đang yên lặng dẫn dắt đến cái này ma hải kế hoạch lớn. Tống thư hàng ngẩng đầu nhìn về phía cẩu đàn cha. Không sai, là có ma môn trường sinh giả dấu vết. Mà lại, không phải hà chỉ, ban văn long đại lão trả lời. Tống thư hàng cảm thán nói. Không nghĩ tới ta trước đó thuận miệng nói, cứ nhiên một câu trở thành sự thật, vô cực ma tông phía sau thật là có đại lão. Ban văn long đại lão, chuẩn bị kỹ càng kích hoạt cát tinh thế giới dưới đáy trận văn, đừng đùa qua lửa. Ma hải thế giới vô cùng nguy hiểm, là ngay cả ta đều cảm giác đến phiền phức đồ vật, nếu như ngươi không khống chế tốt. Sẽ chết, ngươi dù sao chỉ là cửu u chúa tể đại diện, không phải cửu u chúa tể bản thân. Tạ ơn cẩu đàn cha quan tâm. Tống thư hàng cảm động nói. Bia đá đạo hữu vội vàng lên tiếng nói, nhân đao hợp nhất,
cửu u chúa tể quyền hạn mở ra, cấm chế kích hoạt. Bia huynh, tiếp đó, để cho chúng ta hai người liên thủ, đi đối lượt chư thiên vạn giới đại lão. Ta đối với người ưng thuận qua hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không nhường. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Bia đá đạo hữu. Ta lúc đầu nói qua hối hận nhất lời mà nói chính là câu này. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu liên thủ, kích hoạt lên các tinh thế giới dưới đáy bạch tiền bối bố trí chuẩn bị ở sau. Ma hải thế giới hình thức ban đầu dưới đáy, cửu u chúa tể cấp trận pháp bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, một đạo lực lượng lặng yên thẩm thấu đến ma hải thế giới căn cơ bên trong. Ma hải trên thế giới, càng có hà chỉ trụ trong bóng tối phối hợp bạch tiền bối trận văn lực lượng hắn là đánh vào địch nhân nội bộ nằm vùng, hơn nữa còn là lăn lộn thành lão đại nằm vùng. Cùng thời khắc đó, vô cực ma tông tông chủ, trẻ tuổi nhất chứng đạo ma đế. Ác mộng đứng dậy, từ trên người hắn có vô cùng kinh khủng ma uy lan ra, ma đế cung, vô cực nói. Cả cái ma đế cung vận chuyển lại, tại tà vọng lực lượng chống đỡ dưới, hắn mang theo tông chủ và tất cả vô cực ma tông tinh anh, xuyên qua hiện thế cùng cửu u cách trở chi vách tường, giáng lâm đến cửu u thế giới. To lớn vô cùng ma đế cung, như là UFO phù hiện ở các tinh trên thế giới. Chứng kiến lịch sử thời khắc tới, tông chủ bá khí nghiêm nghị, hắn nhìn về phía vô cực ma tông đệ tử, nói, chuẩn bị kỹ càng tiến vào ma quốc. Ầm ầm, ma đế cung hướng phía ma hải rớt xuống. Phía dưới ma thần trụ nhóm chủ động nghênh tiếp, cùng ma đế cung hoàn thành kết nối. Từng cây ma thần trụ đinh vào đến ma đế cung nền tảng bên trên. Trường sinh trụ, hà chỉ trụ cũng không ngoại lệ. Đã đánh vào địch nhân nội bộ trở thành lão đại hà chỉ trụ. Cũng đem bản thân trụ đầu kéo dài đi lên, thuận lợi tiếp nhập ma đế cung, trở thành chủ yếu nhất trụ cột. Liên tục không ngừng ma hải lực lượng, dọc theo ma thần trụ, quán vào đến ma đế cung bên trong. Đây là chúng ta thắng lợi. Tông chủ nhẹ nhàng án lấy lồng ngực của mình rất sâu thánh nhân phong ấn, là thời điểm vĩnh biệt. Đây là chúng ta thắng lợi. Tất cả vô cực ma tông đệ tử, cuồng nhiệt nói. Công tử hải cùng chính năng liếc nhau một cái. Giữa lẫn nhau lặng yên hoàn thành tâm hồn giao lưu. Kế thừa hà chỉ ma đế truyền thừa công tử hải, có thể mượn nhờ phía dưới ma thần trụ đại trận, vì chính mình cùng hà chỉ tranh đoạt càng lớn số định mức chỗ tốt. Không sai, đây là chúng ta thắng lợi. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên, welcome gạch dưới to cửu u hoan nghênh ngươi. Đây là một cái ma tính thanh âm, đột phá không gian cùng thời gian hạn chế, đột phá thứ nguyên vách tường. Trực tiếp xuất hiện tại ma đế cung bên trong. Đặc biệt là cửu u hoan nghênh ngươi, cái này nửa câu nói sau, không ngừng tại tất cả vô cực ma tông đệ tử trong đầu quanh quẩn. Ai, vô cực ma tông tông chủ bỗng nhiên đứng lên. Cái thanh âm này, không phải ở đây vô cực ma tông đệ tử thanh âm. Nói cách khác có người xen lẫn vào ma đế cung nội bộ. Làm sao có thể, ma đế cung là bảo vật của hắn, là một kiện tư nhân pháp khí. Nếu như có người muốn cưỡng ép xâm nhập ma đế cung bên trong, tuyệt đối sẽ gây nên hắn cảm ứng, liền xem như năm đó nho ra thánh nhân, cũng đừng hòng lặng lẽ meo meo chui vào đến hắn ma đế cung bên trong đến nhưng cho tới bây giờ, hắn căn bản không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối phương thật chui vào đến ma đế cung bên trong, đây tuyệt đối là tôn đại địch. Ma tông tông chủ toàn thân bắt đầu kéo căng, tùy thời chuẩn bị kích hoạt bản thân 3 phút thật ma đế hình thức. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, lúc này ma hải đã mở, ma đế cung càng là cùng ma hải hoàn thành kết nối. Hiện tại mỗi kéo một giây, đối với hắn liền càng có lợi. Đợi ma hải triệt để thành hình, hắn liền có thể trực tiếp xông mở rất sâu thánh nhân ở trên người hắn phong ấn, nhất cử khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sau đó hắn còn có thể mượn nhờ ma hải thế giới lực lượng, nhất cử đem thực lực của mình đẩy lên cao thâm mà chắc cảnh giới. Âm thầm. Tông chủ lại một lần lặng lẽ xem bói một quẻ bói chính là ma hải thế giới có thể thành công hay không khai ích. Kết quả vẫn là một dạng, ma hải thế giới khai ích đã là đại thế, không ai có thể ngăn cản, nhất định thành công. Cái này thần bí xuất hiện thanh âm, mặc kệ là thật chui vào đến ma đế cung, vẫn là mượn nhờ bí pháp đem thanh âm truyền tới, đều nhất định không cách nào ngăn cản hắn ma hải kế hoạch. Dưới đáy, tất cả vô cực ma tông thành viên bắt đầu tương hỗ dò xét. Bọn hắn đồng dạng nghe ra cái cuối cùng thanh âm, không thuộc về bọn hắn. Thần thánh phương nào? Là ai? Giấu đầu lộ đuôi. Cho chúng ta đi ra. Vô cực ma tông mấy vị trưởng lão quát khẽ nói,
Ma Hải kế hoạch lớn là mấy đời Vô Cực Ma Tông thành viên vì đó phấn đấu cả đời môn phái đại kế, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đồng thời, tại thứ ba trong vòng luẩn quẩn, tại Công Tử Hải bên cạnh, có một vị Vô Cực Ma Tông phong chủ lặng lẽ hỏi, Công Tử Hải, việc này ngươi thấy thế nào? Công Tử Hải là Vô Cực Ma Tông đương đại thành viên công nhận trí giả, có lẽ hắn có thể nhìn ra chút gì đến. Ta, Công Tử Hải mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo không tự chủ rung động âm. Vị kia Vô Cực Ma Tông phong chủ nghe được rung động âm, nghi hoặc quay đầu nhìn về Công Tử Hải, đã thấy Công Tử Hải sắc mặt trắng bệch, đong đưa cây quạt tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Vị phong chủ này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, Công Tử Hải tựa hồ nhận lấy to lớn kinh hãi. Xem ra, liên tâm ma đều muốn đi ra rồi. Ngươi không sao chứ, Công Tử Hải. Vô Cực Ma Tông phong chủ nghi ngờ nói. Bên cạnh, chính năng móc ra một cái đặc chế đan dược, nhét vào Công Tử Hải trong miệng. Ăn vào đan dược về sau, Công Tử Hải sắc mặt trắng bệch thoáng khôi phục một chút huyết sắc. Công Tử Hải, ngươi hẳn là đoán được cái thanh âm này thân phận. Bên cạnh lại có một vị khác phong chủ suy đoán hỏi. Chính năng cùng Công Tử Hải liếc mắt nhìn nhau về sau, khẽ gật đầu vừa rồi cái kia sau cùng thanh âm, mặc dù dùng tới hí khang kiểu hát phát ra tiếng, nhưng Công Tử Hải cùng chính năng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, đây là bá tống thanh âm. Nhưng là, vì cái gì bá tống thanh âm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt đồng bạn nghi hoặc, chính năng sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, nếu như chúng ta không đoán sai, cái thanh âm này chủ nhân là. Chính năng lời nói còn chưa nói xong, tại đông đảo Vô Cực Ma Tông đệ tử, tông chủ cùng Công Tử Hải cảnh giác bên trong, một đạo hình chiếu, trực tiếp rơi vào Ma Đế Cung giả Lê Ma Điện Trung ương. Đó là một cái màu đen đầu chọc tên cơ bắp tử, đỉnh đầu còn có một cọng lông mao tại linh hoạt chuyển động. Cái này nói hình chiếu không nhìn Ma Đế Cung các loại cấm chế, Ma Đế Cung tựa như là nhà hắn một dạng, tới lui tự nhiên. Mọi người tốt. Thật có lỗi hiện tại mới chính thức hiện hình cùng đại gia gặp mặt chủ yếu là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc tòa này Ma Đế Cung, thao tác phương diện không quá quen thuộc, sở dĩ vừa rồi thao tác sai lầm, chỉ đem thanh âm hình chiếu tiến đến, thân hình nhưng không có ném đưa vào. Đầu chọc tên cơ bắp tử xoái khí một vuốt bản thân đại quang đầu, vuốt đến một nửa lúc, động tác có chút cứng đờ. Bất quá hắn một mặt lạnh lùng thần sắc, che giấu hắn xấu hổ. Đầu chọc tên cơ bắp tử mặt lạnh lấy. Đem vuốt đến một nửa bàn tay buông xuống, hắn đối mặt tất cả Vô Cực Ma Tông đệ tử, mở miệng lần nữa hoan nghênh đại gia đi vào cửu u thế giới, ta là giới này cửu u chúa tể. Đại diện, Trình Cầu Đản. Trình Cầu Đản, Trình Cầu Đản. Khi này vị màu đen nam tử đầu chọc mở miệng giới thiệu bản thân, báo ra danh hào của mình lúc, cả cái cửu u thế giới đều tại phối hợp đáp lại cái tên này. Thế giới pháp tắc bắt đầu tô đậm bầu không khí. Cả cái cửu u tà năng đều tại thay ngâm lấy cái tên này Trình Cầu Đản. Cửu u chúa tể đại diện, Trình Cầu Đản. Cái này ra sân, đơn giản xoái bạo. Cửu u chúa tể, đại diện, đây là cái gì quỷ đồ vật? Trên vương tọa Vô Cực Ma Tông tông chủ nhíu mày, đây là chưa bao giờ nghe xưng hào. Cửu u chúa tể lúc nào từng có đại diện loại vật này? Mà lại, thiên đạo đã sụp đổ, tương ứng cửu u thân thể chúa tể cũng tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cửu u chúa tể cũng bị mất, lại ở đâu ra đại diện loại vật này? Bá tống, dưới đáy, chính năng cứng ngắc niệm xong bản thân nửa câu nói sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn cùng Công Tử Hải bên cạnh tất cả phong chủ, nghe được cái tên này về sau, vô ý thức che bụng mình. Bọn hắn lặng lẽ đánh giá Trình Cầu Đản cái này tự xưng là đại diện cửu u chúa tể thân ảnh, không phải là bá tống hắc hóa cơ bắp đầu chọc bản sao. Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma, Bá Long Cổ Thánh, Bá Ma Thánh Quân, Bá Diệt Đạo Quân. Cùng một thời gian, cái này đến cái khác thánh hào, từ Vô Cực Ma Tông thành viên trong miệng vang lên. Mỗi một cái thánh hào đều đại biểu cho một cái khác biệt giảng pháp cố sự, nhưng tất cả đạo hiệu lại chỉ hướng cùng là một người Trình Cầu Đản. Bá Tống Huyền Thánh, Vô Cực Ma Tông tông chủ ngón tay gắt gao bắt lấy tay vịn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đang tại chứng đạo bất hủ. Chinh chiến thiên đạo chi đồ bá tống, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vốn cho là hắn cùng bá tống huyền thánh giao chiến, nên tại hắn khai ích xong ma hải, phá vỡ thánh nhân phong ấn, dung nhập ma hải chi lực thực lực cao hơn một tầng lầu về sau, lại cùng bá tống huyền thánh tiến hành một ván quyết định thiên đạo chi vị trung cực đại chiến.
ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bá tống? Vô cực ma tông tông chủ trầm giọng nói. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời, công tử Hải hỏi đồng dạng lời kịch. Tống Phò ánh mắt đảo qua công tử Hải cùng vô cực ma tông tông chủ, trả lời, bởi vì ta là cửu u thế giới đại diện chúa tể. Các ngươi tại cửu u thế giới khai ích ma hải, chính là tại mạnh mẽ xông tới nhà ta, còn muốn tại trong nhà của ta mở động đào quáng. Ta có thể nào mặc kệ? Vô cực ma tông tông chủ cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi từ trên vương tọa dậm chân xuống tới, tiếp cận Tống Phò, đến chiến. Bá Tống nói rõ là muốn ngăn cản bọn hắn ma hải đại kế, đã không cần lại nhiều lời. Không cần lại chơi hư, Bá Tống, đem bản thể của ngươi kéo qua. Vô cực ma tông tông chủ trầm giọng nói, đã ngươi hiện thân, chính là muốn ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Hắn có thể cảm ứng được ma đế cung phía dưới ma hải thế giới càng khuếch trương càng lớn, liên tục không ngừng ma hải năng lượng bị quán vào đến ma đế cung bên trong. Nhiều nhất tiếp qua 3 phút, ma hải thế giới liền có thể thành công khai ích. Sở dĩ, lúc này tông chủ đã không sợ hãi. Hắn hoàn toàn có thể kích hoạt 3 phút thật ma đế hình thức, đợi 3 phút thoáng qua một cái về sau, ma đế cung đem hội tụ đầy đủ khổng lồ ma hải lực lượng. Đợi hắn đem cỗ lực lượng này thôn phệ sát na, chỗ ngực muộn thống rất sâu thánh nhân phong ấn liền sẽ trực tiếp bị xông phá. Đã không cần lại ngụy trang cùng ẩn tàng. Mà bây giờ, mỗi nhiều qua một giây, hắn giải trừ phong ấn cần thời gian liền thiếu đi một giây. Tông chủ khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, bên cạnh hắn có ma vụ bắt đầu hiển hiện, hư ảo ma hỏa từ trên người hắn không nứt rơi vào ma đế cung trên mặt đất, bốc lên một trận ma khói. Đồng thời, tông chủ duỗi tay nhấn một cái, già lê ma điện không gian bị một phân thành hai. Một chỗ dùng để an trí hắn cùng Tống Phò, thuộc về hai người một chỗ không gian chờ chiến đấu lúc bắt đầu, hắn có thể tùy thời đem cái này chiến đấu không gian kéo đến ngoại giới. Một chỗ khác, thì là vô cực ma tông đệ tử sở tại, dùng để bảo hộ tất cả ma tông đệ tử, để bọn hắn có thể tiếp tục duy trì lấy vô cực đại trận, không bị quấy rầy, an tâm tiếp tục phục hồi ma hải thế giới. 3 phút, chỉ ít ngăn lại bá tống huyền thánh 3 phút. Ma đế, Ngạc dần dần kích hoạt chân thân, nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, đối diện Tống Phò cũng hạ quyết định. Cự ly ma hải thế giới hoàn toàn phục hồi còn có 3 phút đồng hồ. Cậu đàn cha lên tiếng nói, vì để phòng vạn nhất, người tốt nhất tại trong vòng 3 phút, đem vô cực ma tông bên trong cái kia ẩn tàng ma đế chế trụ. Sau đó, tại ma hải thế giới thành công khai ích sát na, lợi dụng cửu u chúa tể quyền hạn phối hợp lòng đất đã sớm bố trí tốt trận văn, nhất cử đem ma hải thế giới quyền khống chế lấy tới. Trường sinh giả cấp bậc tồn tại, vô luận ở nơi nào, đều là cường lực kẻ quấy rối. Mặc kệ đối mặt như thế nào tình cảnh, trường sinh giả tổng bảo lưu lấy hất bàn lực lượng. Vì phòng ngừa vô cực ma tông vị này ma đế nghĩ quẩn, tại ma hải thế giới phục hồi trước sát na hất bàn, sở dĩ cậu đàn cha đề cử Tống Thư Hàng đem đối phương áp chế, đừng để đối phương gây sự. 3 phút, thời gian này chính tốt, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Hắn cảm giác bạch tiền bối vì hắn lưu lại 3 phút chân nam nhân hình thức, chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Nói không chừng, hết thảy đều tại bạch tiền bối trong dự liệu. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Tới lão Tống bia đá đạo hữu tâu tuét trả lời. Hắn bắt đầu kích hoạt bạch u lưu trên người nó trận văn, phối hợp với Tống Thư Hàng phía sau mã QA xăm người chi lực, cả hai đồng bộ, kích hoạt chân nam nhân hình thức. Cậu đàn cha, bạch long tỷ tỷ, ta đi một chút liền đến. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua cửu u chúa tể quyền hạn, trực tiếp chuyển rời đến ma đế cung bên trong. Ma đế cung bên trong. Vô cực ma đế các thành viên hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt tông chủ. Bọn hắn biết tông chủ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới tông chủ lại là ma đế cấp tồn tại. Kể từ đó, bá tống huyền thánh mang cho bọn hắn trong lòng áp lực, cũng đại đại làm dịu. Ông! Trong hư không, tôn này màu đen đầu chọc tên cơ bắp tử hình chiếu vỡ vụn ra. Sau một khắc, Tống Phò thân ảnh thay vào đó, đường đường chính chính đăng tràng. Ma đế Ngạc con người có chút nheo lại cho dù hắn đã làm tốt 10 phần phòng bị. Nhưng là bá tống đến cùng là dùng như thế nào thủ đoạn đột phá đến ma đế cung, hắn vẫn như cũ không thể thấy rõ. Đối phương hiển nhiên không phải cường lực phá vách tường tiến đến, nói cách khác, bá tống nắm giữ lấy phi thường cao minh không gian thủ đoạn. Điểm ấy,
tại về sau trong chiến đấu, không thể không phòng. Ma đế, Ngạc, tông chủ đối mặt trong truyền thuyết bá Tống Huyền Thánh, trầm giọng nói. Đồng thời, hắn triệt để kích hoạt 3 phút thật ma đế hình thức. Ngập trời ma diễm cháy hừng hực, đem hắn cùng bá Tống đứng không gian, hóa thành ma hỏa chi quốc. Đại diện cửu u chúa tể, trình cầu đàn, Tống Pho một mặt lãnh khốc nói, hắn cơ hồ cùng đối diện ma đế tại cùng thời khắc đó, tiến vào 3 phút chân nam nhân hình thức. Thuộc về cửu u chúa tể loại kia khí thế cường đại từ Tống Pho trên người nổ tung, cả cái cửu u thế giới lấy hắn làm trung tâm, hết thảy pháp tắc đều lấy hắn vi tôn, lấy ý chí của hắn làm chủ. Cửu u thế giới, ta vi tôn, ở chỗ này không có người nào là đối thủ của ta. Tống Pho mở miệng nói hắn đây là đang thổi như bức, bạch tiền bối cho hắn 3 phút chân nam nhân hình thức, chỉ là nhượng hắn nắm giữ bạch một bộ phận sức chiến đấu, cũng không phải là trở thành bạch. Nhưng không quan hệ. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, cả cái cửu u thế giới pháp tắc đều vây quanh hắn, nhìn rất sâu. Ngươi hù được người khác, lại hù không được ta. Chân chính cửu u chúa tể khủng bố đến mức nào, ta so ngươi hiểu rõ hơn. Đối diện ma đế Ngạc không có chút nào e ngại, người bất quá là cái ngụy vật, ma thần trang. Từ khẩu khí của hắn đến xem, hắn đã từng tựa hồ tiếp xúc qua chân chính cửu u chúa tể, chả đã từng cận thân hiểu qua cửu u chúa tể khủng bố. Sở dĩ đối mặt Tống Thư Hàng lúc, hắn lập tức có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng cùng chân chính cửu u chúa tể sự chênh lệch. Ầm ầm tại ma đế cung chỗ sâu, có một tôn pho tượng to lớn nổ tung lên. Tại pho tượng kia bên trong, có một bộ đen kịt ma đế áo giáp hiển hiện, bay ra. Đây chính là ma đế Ngạc pháp khí, từng tại cùng Nho Gia Thánh Nhân trong chiến đấu sụp đổ, kinh lịch mấy ngàn năm, mới có thể chữa trị. Dĩ vãng một mực bị phong tại trong pho tượng. Tiếp nhận vô cực ma tông đệ tử tế bái, nhờ vào đó rèn luyện cường hóa. Đen kịt ma đế áo giáp vũ trang tại Ngạc trên thân, giờ khắc này, khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong. So với ta hiểu rõ hơn cửu u chúa tể, ngươi thật đúng là tự tin. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, hắn nắm chặt hai nắm đấm, bỗng nhiên phát ra một tiếng quát khẽ. Vô cùng kinh khủng cửu u chúa tể khí tức từ trên người hắn nổ tung. Hắn thân trên quần áo. Không chịu nổi cỗ khí thế này, trực tiếp nổ tung lên dù sao đây chỉ là phổ thông phàm vật quần áo. Quần áo nổ tung về sau, lộ ra Tống Pho cái kia một thân khoa trương cơ bắp, cùng phía sau một chương thần bí đồ án. Ở đây ánh mắt mọi người, không tự chủ được hội tụ hướng tấm kia thần bí đồ án. Liền ngay cả ma đế, Ngạc cũng không ngoại lệ hắn có thể cảm ứng ra, bá Tống Bạo Y sau nổ ra bộ này thần bí đồ án, chính là hắn lực lượng nguồn suối. Bá Tống cửu u chúa tể chi lực tựa hồ chính là từ nơi này đồ án bên trong tuôn ra. Ẩn giấu đi cửu u chúa tể chi lực đồ án, liền xem như ma đế. Ngạc nhân vật cấp bậc này, cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn vô ý thức kích hoạt thần trí của mình, hướng bá Tống phía sau đồ án bên trên nhẹ nhàng quét qua. Đốt ngài đã tăng thêm server, trình cẩu đàn, quân chủ làm hảo hữu. Đốt ngài đã bị server, trình cẩu đàn. Quân chủ rời vào đến sổ đen bên trong trước mắt có thành tựu viên rơi xuống đất thành hộp hà chỉ ma đế, lông dê số 2 bất diệt chi chủ, chết không thể chết lại tiên tử trình cẩu đàn cha tiểu ban ban, cẩu đàn huynh đệ rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp, bạn tốt của ta cái gì đều có thể bán, quân chủ. Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả, nốt ngài lại bị rời vào đến sổ đen 2 bên trong trước mắt có thành tựu viên, bồ đào tím côn vương. Giọt nước thiên tri tử đã qua đời. Đốt server, trình cẩu đàn, quân chủ lợi dụng quân chủ quyền hạn, cưỡng chế hướng ngài truyền tống một cái số liệu bao. Ma đế Ngạc một mặt mộng bức. Ta đặc mã cũng chỉ là dùng tinh thần lực hướng người phần lưng xăm người bên trên nhẹ nhàng như vậy quét qua, ngươi liền cho ta tới như thế một bộ đầy đủ liên hoàn tao thao tác. Mà lại, càng làm hắn để ý là vừa rồi sổ đen một liệt biểu bên trong. Có phải hay không có cái gọi hà chỉ ma đế tài khoản chợt lóe lên? Vị này ma tông bên trong truyền thuyết cấp ma đế. Đừng nói cho ta bá Tống Huyền Thánh chả tiếp xúc qua hà chỉ ma đế. Ma đế Ngạc trong lòng phun lên một loại dự cảm không tốt. Đồng thời, hắn lại có loại muốn tìm cơ hội cùng ma tông truyền kỳ ma đế hà chỉ tiền bối tâm sự dục vọng. Cùng ở tại sổ đen liệt biểu bên trong, hắn có lẽ có thể cùng hà chỉ ma đế liên tuyến. Nhưng là ma đế Ngạc không có thời gian đem ý nghĩ của mình hóa thành hành động. Tống Thư Hàng lợi dụng quần chủ cộng server đặc quyền cho hắn gửi đi cái kia số liệu bao, đã đến sổ sách.
Một đợt cực lớn đến không cách nào đơn thuần dùng tính toán đơn vị đi đo lường tính toán số liệu, cưỡng ép quán vào đến trong đầu của hắn. Bởi vì có 3 phút chân nam nhân trạng thái thêm thành, Tống Thư Hàng lúc này ước tương đương gần phân nửa bạch, có thể mượn cửu u chúa tể quyền hạn, một hơi đem trong đầu của mình tất cả rác rưởi tin tức cường quán hướng ma đế ngạc. Những thứ này rác rưởi tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong tam nhãn tiền bối đã từng kém chút nhường hắn sụp đổ chư thiên vạn giới giảng pháp vấn đề phản hồi tin tức, cùng về sau nhân tạo cự nhân thế giới tin tức bao, còn có hắn chấp trưởng cửu u thế giới về sau, thông qua giám sát cửu u quyền hành, lấy được rất nhiều cửu u tà ma nhóm sinh hoạt mảnh vỡ tin tức. Mà lại, vì để tránh cho ma đế ngạc từ nơi này chút rác rưởi trong tin tức tìm thấy được tình báo hữu dụng, Tống Thư Hàng chả cố ý đem tất cả tin tức đánh tan, lặp đi lặp lại cắt chém, để chúng nó trở thành triệt để vô dụng rác rưởi mảnh vỡ. Trước lạ sau quen, Tống Thư Hàng đã không phải là lần thứ nhất đối với địch nhân sử dụng loại này rác rưởi tin tức cường quán đả kích, rất thuần thục, hiện tại hắn mỗi lần đều có thể tại cường quán thủ pháp bên trên gia tăng một ít sáng tạo cái mới không có cửu u chúa tể quyền hạn gia trì, lập tức tiếp thu cả cái cửu u thế giới rác rưởi tin tức, ai cũng đừng nghĩ chống đỡ, liền xem như ma đế cũng giống vậy. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Ma đế ngạc chỉ cảm thấy sọ não đau đớn một hồi. Huyễn thuật. Không đúng, đây không phải huyễn thuật, mà là chân thực số liệu tin tức, cưỡng ép quán nhập trong đầu của hắn. Cái này đợt tin tức khổng lồ trình độ, liền trường sinh giả cũng rất khó ăn tiêu. Ma đế, ngạc đại não cùng thần thức điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy tin tức mảnh vỡ. Mà lại những thứ này rác rưởi tin tức mảnh vỡ bên trong, có rất nhiều làm ma đế ngạc im lặng đồ vật, tỉ như cả một cái tiểu thế giới sinh vật ăn uống ngủ nghỉ sinh sôi tư thế, còn có đề giai cửu u tà ma nhóm ngu xuẩn dục vọng. Những thứ này số liệu tin tức với hắn mà nói không dùng được, chỉ có thể như bệnh độc một dạng chiếm lấy trong đầu của hắn. Ma đế ngạc trên đầu bốc lên một mảnh khói trắng, sọ não gần như đứng máy. Trường sinh giả cấp bậc chiến đấu, chính là hiểm ác như vậy, mỗi một cái tiếp xúc, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái đồ án bên trong, đều có thể ẩn giấu đi sát cơ. Tại vô cực ma tông thành viên trong mắt xem ra, bá Tống Huyền Thánh hiện thân cùng nhà mình tông chủ rằng co, bá Tống bạo y, sau đó nhà mình tông chủ đột nhiên liền ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm. Về phần ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả vô cực ma tông đệ tử vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái, ai cũng nhìn không hiểu. Trường sinh giả ở giữa chiến đấu, cứ nhiên như thế quỷ dị cùng đáng sợ sao? Rất thống khổ đi, nhưng là người bây giờ thừa nhận thống khổ, chỉ là ta tiếp nhận một phần nhỏ mà thôi. Tống Thư Hàng bắt trước tam nhãn tiền bối ngữ khí, đọc lấy lúc trước tam nhãn tiền bối lời kịch. Mà lại, ở một bên niệm lời kịch lúc, hắn đã tại thừa cơ thi triển cái thứ hai pháp thuật cường giả giám định thuật. Sinh tử vật lộn cũng không phải hiệp chế hình thức, thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Thừa dịp ma đế, ngạc ở vào đứng máy thống khổ thời điểm, Tống Thư Hàng nắm lấy thời cơ chính là một đợt liên chiêu. Lần này, hắn không có mượn dùng nho gia thánh nhân chi nhãn đến thi triển cường giả giám định thuật, nho gia thánh nhân chi nhãn thuộc tính cùng cỗ này Tống Phò phân thân không quá xứng đôi. Sở dĩ Tống Thư Hàng chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự đến thi triển mang thai ngưng thị, dù sao có cửu u chúa tể quyền hạn cùng pháp tắc gia trì, hiệu quả sẽ không kém đi nơi nào. Một đạo làm chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới đều run rẩy quang mang, bắn về phía ma đế. Ngạc. Trong hư không, cửu u thế giới pháp tắc vận chuyển, phát ra một chủng loại giống như đại đạo thanh âm than nhẹ. Như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Tại cửu u thế giới phối âm bên trong, không ai có thể đánh bại cửu u chúa tể. Mà lại, tại mang thai ngưng thị thả ra trong nháy mắt, Tống Thư Hàng hay dùng cửu u chúa tể quyền hạn khóa cứng không gian, không cho đối phương dùng không gian lực lượng cơ hội tránh né. Chiến đấu trước khóa kín không gian, loại này chân chính đại lão nhân vật cơ bản thao tác, hắn Tống mỗ nhân rốt cục cũng thể nghiệm một thanh. Thánh nhân mang thai ngưng thị, ma đế, ngạc thống khổ ôm đầu. Hắn đem hết toàn lực na di thân thể, rốt cục hiểm hiểm tránh khỏi cái này nói mang thai ngưng thị quang mang. Thành công. Thấy mình thành công né qua tia sáng về sau, ma đế. Ngạc trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại hắn đối bá Tống mang thai ngưng thị sớm đã có đề phòng, sở dĩ tại bá Tống lên tay thi triển chiêu này bí pháp thời điểm, liền làm tốt chiến thuật né tránh tư thế. Ma đế,
Ngạc dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, rác rưởi tin tức cường quán mang tới tổn thương, hắn đã từng bước tiếp nhận, mang thai ngưng thị quang mang hắn đã né qua. Hiện tại cuối cùng đã tới hắn phản kích thời điểm, bá tống. Cắn chặt răng, ăn ta vô cực đại đạo uy lực. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên hắn giác quan thứ 6 truyền đến kịch liệt nguy hiểm tín hiệu. Tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, hắn nhìn đến cái kia nói bị bản thân tránh thoát khỏi đi mang thai ngưng thị quang mang, cứ nhiên quỷ dị lượn quanh cái vòng, một lần nữa trở về. Ma đế, ngạc, ngọa thảo, cái quỷ gì? Nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị còn mang rẽ ngoặt công năng. Cửu U chúa tể quyền hạn cường hóa bên dưới mang thai ngưng thị tia sáng tốc độ nhanh bực nào, tại ma đế. Ngạc vừa cảm ứng được nguy hiểm lúc, cái này nói vòng quanh ngưng thị tia sáng, đã đánh trúng phía sau lưng của hắn. Làm ngươi tại nhìn đến quang mang này thời điểm, ngươi liền đã trúng chiêu. Đề các đường hình lá giám định thần công. Lúc này, bá tống huyền thánh thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi là cái thứ hai làm cho ta xử suất một chiêu này tồn tại. Nếu như vừa rồi đề các đường hình lá giám định thần công không trúng lời mà nói Tống Thư Hằng còn có đến tiếp sau thủ đoạn tam giác đều tuyến giám định thần công cùng Archimedes xoắn ốc tuyến giám định thần công vận sức chờ phát động. Luôn có một cái sẽ thích hợp ma đế. Ngạc. Tê ở đây tất cả vô cực ma tông đệ tử, hít vào ngụm khí lạnh. Sẽ rẽ ngoặt cường giả giám định thuật, bá Tống Huyền Thánh đây là đi đến con đường của người khác, để cho người khác căn bản không đường có thể đi. Tê, ma đế. Ngạc đồng dạng hít một hơi lãnh khí, bụng của hắn bắt đầu bành trướng. Mùi vị quen thuộc phối phương, quen thuộc chán ghét cảm giác. Bất kể là rác rưởi số liệu quán não công kích vẫn là sẽ dễ ngoặt cường giả giám định thuật, bá tống huyền thánh phương thức chiến đấu căn bản không đi đường thường, các loại tao thao tác tú đến địch nhân tê cả ra đầu. Mà đối diện, Tống Thư Hàng liên kích còn chưa kết thúc. Tam bản phủ công kích, đương nhiên chỉ ít có tam liên hoàn. Tống Thư Hàng lựa chọn lấy phần thiên hỏa diễm đao vì cái này một đợt liên kích vẽ lên dấu chấm tròn. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối phủ hiện ở trong tay hắn, Tống Thư Hàng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, phần thiên hỏa diễm cháy hừng hực. Đồng thời, trong lòng của hắn đối phần thiên hỏa diễm đao lý giải cùng lĩnh ngộ cũng kịch liệt tăng lên. Cái này cùng hắn lúc trước mượn diệt phượng công tử CPU tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu, hiện tại hắn mượn nhờ cửu U chúa tể quyền hạn, lợi dụng cửu U pháp tắc. Vượt cảnh giới tăng lên bản thân đối phần thiên hỏa diễm đao hiểu rõ. Cháy hừng hực hỏa diễm, lấy kiếm thân là khởi nguyên, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Không trung lượng nước không ngừng bốc hơi. Lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, ma đế cung sàn nhà, cây cột bên trên trang trí, trong hư không ma vụ, toàn bộ tự đốt. Hết thảy, đều bị vô tình thiêu đốt. Coi như ở vào hai cái khác biệt không gian bên trong. Vô cực ma tông các đệ tử vẫn như cũ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làn da khô nứt. Mà đối diện, ma đế, ngạc vẫn còn cường giả giám định thuật hiệu quả phía dưới, kịch liệt bành trướng phần bụng, khiến cho hắn không thể động đậy, toàn thân cứng ngắc. Cửu U không gian chảm, tại ta không gian chảm bên dưới, người đem không thể nào ẩn trốn. Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, vang lên tiếng sấm nổ quát khẽ. Thân là cửu U chúa tể, mỗi câu đều muốn thật thật giả giả. Giả giả thật thật, để cho địch nhân không thể nào phán đoán. Liền ngay cả chiêu thức tên cũng giống vậy, muốn cũng thật cũng giả. Mà lại, tức thời còn muốn tâm tính bành trướng một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm vô tình chém xuống, phần thiên hỏa diễm đao đao diễm rơi vào ma đế. Ngạc trên thân. Đây là cái gì quỷ không gian chảm? Tất cả vô cực ma tông trong hàng đệ tử tâm điên cuồng gào thét. Cái này mẹ nó không phải liền là ngươi chiêu bài đao pháp phần thiên hỏa diễm đao sao? Đừng cho là chúng ta cũng không nhìn tin tức, lần trước tu sĩ nhật báo bên trên liền ghi chép qua, bá tống huyền thánh một đao bại lui cật qua thánh quân, nói chính là cái này phần thiên hỏa diễm đao. Oanh! Ma đế, ngạc chịu đến mang thai ngưng thì ảnh hưởng, tựa hồ khơi dậy trong nội tâm lâu phong bị thương, cứ nhiên không có tránh né, trực tiếp bị một đao kia phần thiên hỏa diễm đao chính diện chém trúng. Vô tình phần thiên hỏa diễm đem hắn thôn phệ, ngay sau đó, cả cái không gian đều bị ngọn lửa bao khỏa. Nhưng đối với diện chậm rãi thu kiếm Tống Thư Hàng lại hơi nhíu lên lông mày, một đao này xúc cảm có chút không đúng, cảm giác chặt đến không đổ vật, cũng không có chặt đến hắn muốn ma đế. Lén lút, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm qua ai? Đột nhiên, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, sở các chủ ngốc mao đột nhiên kéo dài ra.
bỗng nhiên hướng Tống Thư Hàng sau lưng một mảnh bóng dâm bên trong rút đi. 3. Ngốc Mao cùng trong bóng tối một mảnh va chạm, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Trong bóng tối, Ma Đế, Ngạc mặt âm trầm chậm rãi hiển hiện, hắn tay trái bao cổ tay bên trên có một đầu nhàn nhạt Ngốc Mao ấn, tay phải thì nắm lấy một thanh hình rắn chủy thủ. Hắn chuẩn bị nửa ngày đâm lưng thận kích, lại bị tùy tiện cắt ngang. Trường sinh giả cấp Ngốc Mao tinh, Ma Đế, Ngạc gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng đỉnh đầu đầu kia Ngốc Mao, chẳng ai ngờ rằng, đầu này đầu chọc bên trên Mao Mao, cứ nhiên có được trường sinh giả cấp thực lực. Sở các chủ Ngốc Mao cười lạnh một tiếng, Thư Hàng, làm hắn. Ngươi cho rằng ngươi là màu trắng dài khăn quàng cổ tiên tử. Ngoại trừ màu trắng dài khăn quàng cổ bên ngoài, trên thế giới này, phàm là xưng hô ta là Ngốc Mao tinh người, đều phải chết. Liền Tống Thư Hàng cũng không ngoại lệ, Trình Cẩu Đản hiện tại liền ở vào đọc đầu đợi chết trạng thái. Tống Thư Hàng ánh mắt thì chuyển qua Ma Đế, Ngạc phần bụng. Hắn có thể khẳng định cường giả giám định thuật phát huy công hiệu, nhưng Ma Đế, Ngạc cứ nhiên không bị ảnh hưởng. Ma Đế, Ngạc cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, bình thản nói, ta sẽ không ở đồng dạng pháp thuật bên dưới ngã xuống hai lần. Đã hiểu qua mang thai ngưng thị đáng sợ, hắn tự nhiên sẽ đối với nó tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu, tỉ như gia tăng bản thân đối mang thai trạng thái kháng thể, lại tỉ như mô phỏng tại 10 tháng hoài thai sinh nở trạng thái dưới tiến hành chiến đấu vân vân. Nói cách khác, mang thai ngưng thị mặc dù đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không thể giảm bớt chiến lực của hắn. Nguyên lai lại là một cái đã từng bị Nho Gia thánh nhân treo lên đánh, đè xuống đất ma sát đại lão. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Nhàm chán làm nóng người trò xiếc kết thúc. Ma Đế, Ngạc nói, hắn một mực âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian, không còn lãng phí đáng tiếc vừa rồi đánh lén không trúng, nếu không chỉ muốn hắn hình rắn chủy thủ đâm vào bá tống thật, tiếp xuống 2 phút đồng hồ chính là hắn đem bá tống đè xuống đất ma sát cục diện. Đã đánh lén loại hình thủ đoạn vô hiệu, vậy kế tiếp liền lấy trường sinh giả phương thức chiến đấu, đường đường chính chính đối một đợt. Thần ma nghịch giới kiếm, Ma Đế, Ngạc huy động dao găm trong tay, tựa hồ tại thi triển mỗ một loại cao minh kiếm pháp. Nhưng trên thực tế, hắn tại thi triển chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, vô cực ma đạo. Tuyệt vọng thế giới. Bất kể là Ma Đế vẫn là cửu u chúa tể, phàm là từ bọn hắn trong miệng thốt ra chiêu thức tên, dù sao một cái dấu chấm câu cũng đừng đi tin tưởng là được rồi. Chủy thủ huy động thời khắc, cả cái Ma Đế cung bắt đầu cộng minh. Sau đó, phía dưới khai ích ma hải thế giới lực lượng, cứ nhiên cũng bị dẫn dắt tới, kèm ở Ma Đế. Ngạc một kích này bên trong. Ở trong mắt Tống Thư Hàng, phía trước Ma Đế, Ngạc hóa thân thành cả một cái thế giới, một cái sụp đổ, hủy diệt, tử vong cùng tuyệt vọng thế giới. Theo Ma Đế chủy thủ điểm ra, cái này tuyệt vọng cùng tử vong thế giới, ép hướng Tống Thư Hàng. Đây mới thật sự là Ma Đế thủ đoạn, trường sinh giả thủ đoạn, một kích chính là một cái thế giới chi lực. Mà thủ đoạn tấn công như thế này, là Tống Thư Hàng cái này chân thực cảnh giới mới thất phẩm đại diện cửu u chúa tể, còn không nắm giữ đồ vật. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, đối mặt Ma Đế tuyệt sát thủ đoạn, Tống Thư Hàng căn bản ý lùi bước. Hắn kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, thi triển tương ứng trường sinh giả chiến đấu thủ đoạn, chính diện đối đi lên. Học được từ Bạch Cốt Tiên Cơ, Tống đầu gỗ vụn xương lớn, đồng dạng là trường sinh giả pháp thuật bên trong cũng coi như cường hãn thủ đoạn. Một cái to lớn bạch cốt cự nhân đem Tống Thư Hàng thân thể bao trùm. Tiếc nuối là, liền xem như cửu u chúa tể quyền hạn tăng cường, cái này bạch cốt cự nhân vẫn như cũ chỉ có nửa người trên. Tống đầu gỗ vụn xương lớn hiện hình về sau, duỗi ra hai tay, trực tiếp kháng hướng Ma Đế tuyệt sát. Bạch cốt cự nhân tuy lớn, nhưng đối mặt Ma Đế cả một cái tuyệt vọng thế giới đến, vẫn là lộ vẻ nhỏ bé. Từ thế cục nhìn lại, bạch cốt cự nhân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tuyệt vọng thế giới đè sập. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, từ bản thể cái kia từ hạch tâm thế giới chuyển di tới. Sau đó, hai bộ pháp khí vũ trang đến bạch cốt cự nhân trên người. Ông, cửu u chúa tể quyền hạn cộng bạch cốt cự nhân bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ba hợp một về sau, liền sinh ra thú vị biến hóa. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Bạch cốt cự nhân chỉ vũ trang một bộ pháp khí, một bộ khác chủ động kích hoạt vì thánh thành. Nhưng lần này, vĩnh bất hãm lạc thánh thành không còn là đơn thuần phòng ngự đơn giản như vậy. Hắn đồng dạng hóa thành một cái thế giới,
đón lấy tuyệt vọng thế giới. Một cái là tuyệt vọng thế giới, toàn bộ thế giới như là tận thế hóa thân, muốn thôn phệ hết thảy. Một cái khác là từ phòng ngự tuyệt đối năng lực tạo thành thánh thành thế giới, tại cái kia chói mắt thánh thành về sau, ẩn giấu đi cả một cái thế giới, từ toàn bộ thế giới tạo thành phòng ngự, cơ hồ có thể chống cự hết thảy công kích. Hai thế giới ầm vang chạm vào nhau. Từ mặt ngoài đến xem, đây là tuyệt vọng cùng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Hy vọng ở giữa đối kháng. Nhưng kỳ thực không phải, thân là cửu u chúa tể đại diện, Tống Thư Hàng sẽ để cho bản thân ở vào bị động phòng ngự hình thức. Đánh nổ địch nhân chó đầu so bất luận cái gì phòng ngự đều muốn tới mạnh, sở dĩ vĩnh bất hãm lạc thánh thành, chỉ là cái kíp nổ. Chân chính chuẩn bị ở sau, tại thánh thành về sau. Người cảm nhận được sao? Cái này cực hạn tuyệt vọng, cái này không có hy vọng thế giới. Bị ta tuyệt vọng thôn phệ đi, từ ma đế, ngạc tuyệt vọng thế giới bên trong, không ngừng khuếch tán ra dạng này một cái tiếng rên nhẹ. Cái này tuyệt vọng thế giới, muốn từ nhục thân đến trên tinh thần, đồng bộ truyền lại ý tuyệt vọng, đem địch nhân từ ý chí bên trên triệt để đánh tan. Tuyệt vọng, loại trình độ này tuyệt vọng tính là gì? Tống Thư Hàng chính diện trả lời. Hắn thánh thành thế giới triệt để thành hình, bị bạch cốt cự nhân bao quanh hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, đặt chân tại thánh thành phía trước nhất ta tuyệt vọng, mới là ngươi chân chính không có thể nghiệm qua thuyền tân bản bản. Mà lại, cùng cửu u chúa tể đàm tuyệt vọng, mặc dù hắn chỉ là cái đại diện, nhưng đối với tuyệt vọng cái từ này, hắn lý giải không thể so với ma đế. Ngạc yếu đi nơi nào? Sụp đổ đi, thánh thành, Tống Thư Hàng tay phải nắm tay. Bạch cốt cự nhân đồng dạng làm ra nắm tay động tác. Ầm ầm, vĩnh bất hãm lạc thánh thành biến thành thế giới, bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, cùng tuyệt vọng thế giới đối kháng thánh thành thế giới, liền bị đối phương thôn phệ hơn phân nửa. Tuyệt vọng thế giới bổ sung các loại tai kiếp, bắt đầu ngầm chiếm thánh thành thế giới. Diệt thế hỏa diễm, hủy diệt lôi quang, cuồng bạo gió lốc, vô tận tai kiếp, giáng lâm thánh thành trên thế giới, thừa thắng truy kích. Phá hủy cái kia thánh thành phế tích. Nhưng ma chủ, ngạc lại hơi sững sờ hắn tự nhiên đó có thể thấy được, bá tống thánh thành thế giới cũng không phải là bị hắn tuyệt vọng thế giới đánh tan, mà là chủ động sụp đổ, nhường ra địa bàn. Đây là ý gì? Tự chém một đao. Hắn cùng không ít trường sinh giả đối kháng qua thế giới công kích, chưa từng có gặp gỡ giống bá tống tình hình như vậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc, trả xuất thủ trước đem bản thân chặt thành trọng thương. Tuyệt vọng đi, thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu, có chút chiêu thức tên bao hàm kịch thấu pháp thuật thuộc tính công năng, không thể để cho địch nhân nghe được tên gọi của nó. Còn có chút danh tự lại có điểm rơi bức cách, tỉ như trước đó bạch cốt cự nhân chiêu thức tên, hắn đồng dạng chỉ là tại nội tâm gọi gọi. Một trận tràn ngập vô tận tuyệt vọng tiếng gầm từ thánh thành phế tích bên trong vang lên, loại kia cực hạn không cam lòng thanh âm. Trực tiếp truyền lại đến linh hồn của con người chỗ sâu. Liền ngay cả ma chủ, ngạc tuyệt vọng thế giới đều muốn bị làm hạ thấp đi. Nương theo lấy cái này tuyệt vọng gầm thét, thánh thành trên thế giới chống không tai kiếp toàn bộ bị thời đình, tất cả tai kiếp toàn bộ ngạnh sinh sinh bị cố định, không cách nào lại hạ xuống. Từ Tống Thư Hàng dưới chân, có một thân ảnh hiển hiện. Đó là một cái kim sắc khôi giáp nam tử, như là trong kính cái bóng một dạng xuất hiện tại Tống Thư Hàng dưới chân. Tống Thư Hàng đứng vững, mà cái kia kim giáp nam tử dựng ngược mà đứng. Trước đó cái kia một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, chính là từ kim giáp nam tử trong miệng phát ra. Hắn ôm lấy đầu của mình, quỳ rạp xuống đất, dùng đầu va chạm mặt đất, giống như điên cuồng. Điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng, thống khổ. Không có ai biết cái này kim giáp nam tử kinh lịch cái gì. Sau một khắc. Cái này tuyệt vọng kim giáp nam tử từ Tống Thư Hàng dưới chân nhảy ra ngoài. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bao trùm ở trên người hắn, hóa thành hủy diệt vạn vật cự nhân, một cái chỉ biết là giết chóc, tàn bạo không có tình cảm hủy diệt giả. Hủy diệt cự nhân đứng ở thánh thành thế giới phế tích, hướng phía tuyệt vọng thế giới gầm thét. Nỗi thống khổ của ta tại ngươi phía trên, ta tuyệt vọng tại ngươi phía trên, ta hỏa phong tại ngươi phía trên. Thánh thành thế giới bắt đầu biến hóa. Từ phòng ngự hình thế giới hóa thành hủy diệt loại hình công kích thế giới. Hủy diệt vạn vật cự nhân nhảy lên thật cao, lấy lực lượng một người, đối kháng cả cái hủy diệt thế giới. Phàm là hắn sở trải qua chi vật, vạn vật sụp đổ, liền ngay cả cái kia diệt thế chi hỏa, hủy diệt chi lôi, cuồng bạo gió lốc đều bị cự nhân duỗi tay xé nát.
Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, đứng ở cái kia thánh thành thế giới phế tích phía trên. Có đôi khi nhất thời nhượng bộ cũng không phải là mềm yếu, mà là tại tập kết lực lượng, khởi xướng càng cuồng bạo hơn tổng tiến công. Lấy hủy diệt cự nhân vi phong, phế tích thế giới phản công hướng tuyệt vọng thế giới, bắt đầu phản thôn vệ đối phương. Hoa Tiếu, người đây là vô dụng Hoa Tiếu thủ đoạn. Đối diện, Ma Đế, Ngạc âm thanh lạnh lùng nói, người hủy diệt cự nhân có lẽ có thể cho ta một cái xuất kỳ bất ý công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ muốn ta thoáng chú ý một chút, cự nhân mang theo phế tích thế giới, lại thế nào cùng ta tuyệt vọng thế giới chống lại. Quả nhiên, theo Ma Đế, Ngạc hơi làm điều chỉnh về sau, hủy diệt cự nhân thẳng tiến không lùi công kích dần dần chịu đến áp chế. Ma Đế, Ngạc nhếch miệng lên quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, đối diện bá tống là lần đầu tiên sử dụng loại này thế giới đối kháng thủ pháp. Trên thực tế, hủy diệt cự nhân cùng phế tích thế giới, xa so với Ma Đế. Ngạc nói muốn càng cường đại, Ngạc chỉ là lợi dụng bản thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới áp chế Tống Thư Hàng. Xem ra, hủy diệt cự nhân thế giới hoàn toàn chính xác rất khó đánh nổ ngươi tuyệt vọng thế giới. Đối diện, Tống Thư Hàng tựa hồ bị Ma Đế, Ngạc lừa dối. Sở dĩ, kết cục đã nhất định, Ma Đế, Ngạc trầm giọng nói, ngươi nhất định thất bại, mà ta Ma Hải thế giới nhất định thành công khai ích. Điểm ấy ta đồng ý, Tống Thư Hàng nói. Ma Đế, Ngạc sững sờ, bá tống lời này gốc dạ là thế nào nhận, như thế nhanh liền nhận túng rồi. Ma Hải thế giới có lẽ sẽ thành công khai ích, ngươi cũng nhất định thất bại. Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi tay đánh cái búng tay. Sau lưng hắn, cứ nhiên có cái thứ hai thế giới bắt đầu thành hình. Cái thứ hai thế giới, kỳ danh là vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm. Đây là một cái đứng ở cửu U Chúa Tể góc độ, đối vạn vật tiến hành tàn sát thế giới cùng Tống Thư Hàng hiện cửu U Chúa Tể đại diện thân phận vô cùng chuẩn xác. Độ phù hợp 100%. Cái thế giới này tiềm lực có thể toàn bộ kích hoạt. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, Trung Yên Thánh Kiếm thế giới lượn quanh cái vòng, chuyển đến tuyệt vọng thế giới khía cạnh, cùng hủy diệt cự nhân thế giới cùng một chỗ giáp công tuyệt vọng thế giới. Cái thứ hai thế giới, làm sao có thể, Ma Đế, Ngạc thốt ra. Không có gì không thể nào, dạng này thế giới. Ta tổng cộng có 8 cái cộc, Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, phát ra tiểu nhân đắc chí cản rỡ tiếng cười. Sau lưng hắn, cái này đến cái khác thế giới mới, bắt đầu thành hình. Tượng trưng cho nguyền rủa vô hạn bích thủy các thế giới. Khoa học kỹ thuật phong cách hủy diệt chi tinh thế giới. Nguyên thủy khí tức mã QA cổ vu tế đàn. Vô số điểm và đường tạo thành nhân quả thế giới. Sau đó, là để Ma Đế, Ngạc vô cùng hoảng sợ, tượng trưng cho thụ học viễn cổ thanh âm, thánh nhân thụ đạo thế giới. Thánh nhân thụ đạo thế giới là Tống Thư Hàng cho thấy 7 cái tiểu thế giới bên trong, bầu không khí hài hòa nhất một cái. Núi cao, rừng trúc, ao sen, hoàn cảnh ưu nhã, khắp nơi ẩn giấu đi thơ tình cùng vẽ ý. Tại thế giới này ở trung tâm, một vị diện mục mơ hồ thánh nhân ngồi ở dưới cây, tay hắn cầm thư quyển, con người hơi trầm xuống, làm giảng pháp hình dáng đây là Tống Thư Hàng sâu trong tâm linh khát vọng nhất họa phong. Mà lấy thụ đạo thánh nhân làm trung tâm. Có đầy khắp núi đồi vô số thính pháp giả tụ tập. Có nhân loại, có yêu tộc, có hải tộc, có tinh quái, thậm chí có cùng loại linh quỷ hư ảo tồn tại. Không chỉ có là trên mặt đất, trên bầu trời tầng mây bên trong, cũng ẩn giấu đi từng đạo thân ảnh, ở bên tai lắng nghe thánh nhân giảng pháp. Thậm chí trong hư không, có một ít nhuộm khí tức tà ác sinh linh, cũng lặng lẽ ẩn giấu đi, nghe thuật thánh nhân ngôn ngữ. Thánh nhân giảng pháp, chư thiên vạn giới mặc kệ chủng tộc. Mặc kệ sinh tử, mặc kệ thân phận, phàm là nguyện ý, đều có thể tới nghe. Giảng pháp đại đạo thanh âm, tại toàn bộ thế giới quanh quẩn, vô luận cách có bao xa, chỉ cần là nguyện ý nghe, đều có thể nghe được thánh nhân giảng pháp nội dung. Toàn bộ thế giới bên trong đều tràn đầy hài hòa khí tức. Nhưng chính là như thế một cái hài hòa tự nhiên ấm áp thế giới, lại làm Ma Đế. Ngạc dùng mình, mặc dù trong thế giới này thánh nhân diện mục mơ hồ, nhưng khí chất này, cái này hình thái, hóa thành cho Ma Đế. Ngạc cũng sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là nho gia cái kia rất sâu thánh nhân. Bá Tống là nho gia thánh nhân chuyển thế truyền ngôn, chẳng lẽ là thật? Lúc này, từ vô cực ma tông thành viên trong đống, phát ra dạng này tiếng thảo luận. Mặc dù nho gia giữ bí mật làm rất tốt, nhưng cho dù tốt giữ bí mật, cũng không phòng được người hữu tâm nói bóng nói gió.
chỉ cần có người hoài nghi Bá Tống là Nho Gia thánh nhân chuyển thế, sau đó mang theo dạng này nghi hoặc đi Nho Gia đi cầu chứng lời mà nói, thông qua Nho Gia các đệ tử phản ứng, kết hợp các loại manh mối, liền có thể từ khía cạnh đến xác minh. Lại thêm hiện tại đã thành Bá Tống chiêu bài kỹ năng cường giả giám định thuật, nguyên bản là Nho Gia thánh nhân thủ đoạn, khiến cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Đối mặt với hoảng sợ ma đế, ngạc, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, trường sinh giả ở giữa chiến đấu, chính là thế giới cùng thế giới đối kháng. Ngươi câu nói này, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Ma đế, ngạc, ta có thể thu hồi lời của mình sao? Vốn còn muốn để ngươi gặp một lần ta cái thứ 8 thế giới, nhưng để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Tống Thư Hàng giơ cao cánh tay phải, dùng sức vung lên. Hắn nhưng là 3 phút chân nam nhân, hiện tại chỉ còn lại không đến 1 phút đồng hồ thời gian, không thể kéo dài nữa. Nếu không 3 phút thoáng qua một cái về sau, hắn liền từ chân nam nhân biến thành chân phổ thông nam nhân, đến lúc đó nói không chừng liền bị ma đế đè xuống đất ma sát. Sở dĩ, thừa dịp hiện tại một hơi đánh tan ma đế, nhưng hắn không có hất bàn chi lực, miễn cho ma hải mở ra về sau, hắn tại bên cạnh làm rối. Bởi vì nhìn ra ma đế, ngạc đối với thánh nhân giảng pháp thế giới kiêng kỵ, Tống Thư Hàng cố ý đem thánh nhân giảng pháp thế giới cao cao treo lên, chấn áp tại ma đế tuyệt vọng thế giới ngay phía trên, đưa đến uy hiếp tác dụng. Còn lại 6 cái tiểu thế giới liên thủ, ăn ý khăng khít, hướng phía ma đế. Ngạc tuyệt vọng thế giới nghiền ép lên đi. 7-1, ma đế. Ngạc tuyệt vọng liền như là hắn tuyệt vọng thế giới một dạng, có một cái thế giới cay bao lớn. Nguyên bản một cái hủy diệt cự nhân thế giới liền có thể cùng ma đế tuyệt vọng thế giới ngang hàng, thậm chí hủy diệt cự nhân thế giới chả khắc chế ma đế tuyệt vọng thế giới, một lần đánh ma đế thế giới liên tục bại lui. Hiện tại lại gia nhập 6 cái thế giới về sau, ma đế tuyệt vọng thế giới cũng nhìn không được nữa. Trên dưới, trước sau, hai bên, khắp nơi đều là Bá Tống thế giới, vô cùng bá đạo, căn bản không cho ma đế ngạc thế giới đường lui. Tuyệt vọng thế giới bắt đầu không ngừng sụp đổ, bị 7 cái thế giới đè ép, thôn phệ. Mấy hơi về sau, ma đế, ngạc tuyệt vọng thế giới, bị nghiền nát, hắn chân thân bại lộ tại Tống Thư Hàng 7 cái tiểu thế giới phía dưới. Ta từ bỏ, ta đình chỉ ma hải kế hoạch lớn. Ta cái này rời đi cửu u thế giới, ta thể sẽ vĩnh viễn không còn bước vào cửu u. Ma đế, ngạc vội vàng hét lớn. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng căn bản không cho hắn trao đổi quyền lực, dù sao chỉ là 3 phút chân nam nhân, sở dĩ Tống Thư Hàng căn bản không tiền vốn cùng ma đế bàn điều kiện. Không đem ma đế đánh ngã, 3 phút thoáng qua một cái, nằm sấp khả năng liền phải là Tống Thư Hàng. Sở dĩ vô luận ma đế, ngạc nói cái gì, Tống Thư Hàng không nghe thấy không nghe. Thánh nhân giảng pháp thế giới treo thật cao, phong kín ma đế. Ngạc tất cả đường lui. Còn lại 6 cái thế giới các hóa thành diệt thế một kích đánh phía ma đế. 6 đạo hủy diệt thế giới vĩ lực, lần lượt đánh phía ma đế. Ngạc, tại cửu u chúa tể quyền hạn cường hóa phía dưới, cái này 6 đạo công kích, thậm chí đủ để diệt sát trường sinh giả. Đặc biệt là trong đó Trung Yên Thánh Kiếm thế giới biến thành diệt thế một kích, trả bổ sung lấy triệt để hủy diệt cửu u chúa tể quy tắc chi lực. Liền xem như trường sinh giả, nếu như bị một kích này oanh sát, cái kia đem triệt để chết đi. Liền phục sinh chuẩn bị ở sau đều sẽ mất đi hiệu quả. Ma đế, ngạc cảm ứng được chân chính từ cục nguy cơ, hắn điên cuồng tế ra bản thân tất cả phòng ngự pháp khí cùng thủ đoạn. Thậm chí liền ngay cả thật vất vả ôn dưỡng chữa trị bản mệnh chiến giáp, cũng bị hắn tế lên cản tai. Lại cho ta mấy giây, lại nhiều cho ta mấy giây a. Ma đế, ngạc nội tâm không cam lòng đến cực điểm. Rõ ràng chỉ lại muốn cho hắn một chút xíu thời gian. Ma hải thế giới liền triệt để thành hình, hắn phong ấn liền có thể toàn bộ triển khai. Nhưng Bá Tống căn bản không nghe nhân ngôn, không cho hắn cơ hội. Mấy tức về sau, 6 đại thế giới riêng phần mình biến thành diệt thế một kích dư ba tán đi. Một cái rách dưới ma đế, ngạc xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn vô địch ma thân bị vỡ vụn 1/3, ma huyết không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí còn sót lại ma thân còn tại dần dần chôn vùi. Tại bộ ngực hắn chỗ Nho Gia thánh nhân phong ấn, vẫn như cũ hương ngạnh còn sống, thậm chí phong ấn lại bắt đầu phát huy tác dụng, muốn sớm kết thúc ma đế. Ngạc 3 phút chân ma đế hình thức. Ma đế phát ra tiếng kêu thống khổ, 6 loại khác biệt quy tắc chi lực, còn tại xâm vệ lấy hắn ma thân. Càng quan trọng hơn là,
ở trên đỉnh đầu chả treo thánh nhân giảng pháp thế giới. Ta nguyện ý thần phục, bá tống, ta nguyện thần phục, ma đế hét lớn mấy giây, chỉ lại muốn tranh thủ đến mấy giây là được. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đoán được, đối diện bá tống lúc này đã túng không được. 3 phút chân nam nhân hình thức sắp kết thúc. Sắp túng bá tống, lại thế nào dám cho ma đế thần phục cơ hội. Thánh nhân giảng pháp thế giới đồng dạng hóa thành hủy diệt một kích, hóa thành tuyệt vọng chi kiếm, chém về phía ma đế. Ma hải, khai ích, bị buộc đến chết giác ma đế không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thiêu đốt bản thân ma nguyên, dùng bản thân còn sót lại lực lượng đi thúc ma hải. Thúc ma hải, vốn chính là hắn kế hoạch một vòng. Nếu như không có bá tống làm dối, hắn sẽ dùng hoàn mỹ ma đế hình thái đến làm chuyện này, mà không phải hiện tại loại này trọng thương hình thức. Trạng thái trọng thương xuống dưới thúc ma hải, khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. Tại ma đế thôi động bên dưới, ma hải thế giới rốt cục sớm bị thúc. Kinh khủng ma hải thế giới chi lực, phun ra ngoài. Tới, đây chính là ta ma hải thế giới, ma quốc Giang Sơn. Ma đế, ngạc thô bạo tiếp thu ma hải lực lượng, đối kháng đỉnh đầu giáng lâm thánh nhân thế giới một kích. Lấy ma đế, ngạc lúc này tàn tật chi thân cưỡng ép thúc ma hải thế giới. Lại thô bạo trực tiếp đặt vào ma hải thế giới lực lượng, là phi thường muốn chết hành vi. Không thua gì người bình thường kéo ra lựu đạn vòng sau, lại đem lựu đạn nhét vào chính mình miệng bên trong. Nhưng lúc này ma đế đã không có lựa chọn nào khác, đối diện bá tống ngay cả mấy giây cũng không cho hắn, hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Ma hải thế giới rót vào đến ma đế, ngạc thể nội, lại bị hắn trực tiếp thôi động, thô bạo hóa thành nguyên thủy nhất sóng xung kích thức thủ pháp công kích. Đánh phía đỉnh đầu thánh nhân giảng pháp thế giới biến thành hủy diệt một kích. Ma đế, ngạc một bên điên cuồng oanh lấy sóng xung kích, một bên liên tục kêu thảm. Hắn vô địch ma thân không ngừng mà thừa nhận đến từ ma hải thế giới lực lượng xâm phệ, bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Đau khổ kịch liệt càng là như sóng biển, từng đợt cọ rửa thần kinh của hắn. Ma đế, ngạc đã không biết mình có bao nhiêu năm không có thưởng thức qua loại này đau khổ kịch liệt. Coi như năm đó nho ra thánh nhân, cũng không có dạng này đánh đau nhức qua hắn. Bá, tống, ma đế, ngạc dùng ma nguyền rủa giống lên một tiếng, phát tiết nỗi thống khổ của mình. Lúc này ma đế thừa nhận thống khổ, đã đạt tới tống thư hàng thống khổ giá trị 86% tả hữu, đây đã là đại bộ phận trường sinh giả đại lão đều không thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Cái này thống khổ giá trị lại hướng lên một chút, liền muốn đạt tới có thể làm tam nhãn tiền bối khóc lên trình độ. Có thể một bên tiếp nhận mạnh như vậy thống khổ, một bên dùng sóng xung kích cùng tống thư hàng đối kháng, ngạc đại lão đã không phụ hắn ma đế chi danh. Ta ở đây, đối diện tống thư hàng một mặt lạnh lùng, cắn răng nói. Hắn 3 phút chân nam nhân hình thức đã tiến vào đếm ngược. Nhưng đối diện ma đế, ngạc lại còn ương ngạnh không ngã. Không hổ là trường sinh giả cấp đại lão, 3 phút chân nam nhân hình thức hách, vẫn là quá ngắn. Tống thư hàng tính toán. Ít nhất cũng phải 4 phút mới được. Lần sau nếu như còn có cơ hội, hắn nhất định phải hướng bạch tiền bối muốn cái 5 phút chân nam nhân hình thức mới bảo hiểm. Thời gian muốn tới, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Sở các chủ ngốc mau vừa dứt lời. Tống thư hàng 3 phút chân nam nhân hình thức liền đi đến 1 giây sau cùng. Bia đá đạo hữu trên người trận văn cùng tống thư hàng trên lưng hình xăm quang huy, lập tức ảm đạm xuống. Bất quá, tống thư hàng cũng không có kinh hoàng. Dù sao trên người hắn còn có sở các chủ ngốc mao, tâm ma xích tiêu kiếm, có thể khắc kim bia đá đạo hữu, khắc kim nhất kích các loại treo lực. Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đối diện ma đế. Ngạc trạng thái. Nếu như ma đế, ngạc còn có thể sinh long hoạt hổ nhảy đát, vậy liền cần cẩn thận. Phía dưới, ma đế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không biết có phải hay không tống thư hàng ảo giác. Hắn phảng phất nghe ra ma đế cái này sóng giữa tiếng kêu gào thê thảm, để lộ ra một cỗ thận hư hương vị. Lúc này, ma đế, ngạc trong tay sóng xung kích huy lực bắt đầu suy yếu. Hắn đem hết toàn lực, rốt cục đổi mất thánh nhân giảng pháp thế giới biến thành hủy diệt công kích. Nhưng cùng lúc, chỗ ngực nho ra thánh nhân lưu lại tới sâu sâu phong ấn ngoan cường mà khôi phục, lập tức đem hắn chân ma đế hình thức phong ấn hắn vừa rồi cưỡng ép đặt vào thể nội ma hải thế giới năng lượng. Đều chuyển hóa thành sóng xung kích dùng để đối kháng tống thư hàng thánh nhân giảng pháp thế giới biến thành hủy diệt một kích. Cho nên, ma hải thế giới năng lượng, còn chưa kịp tới cọ rửa nho ra thánh nhân phong ấn.
Cái này lúng túng. Hắn hiện tại, cần một chút thời gian lần nữa dẫn đạo ma hải thế giới lực lượng nhập thể, đến cọ rửa bộ ngực mình thánh nhân phong ấn. Mà quá trình này, khẳng định cần một chút thời gian. Nhưng vấn đề là, đối diện bá tống sẽ cho hắn cái này thời gian sao? Ma đế, ngạc một bên lặng lẽ bắt đầu một lần nữa mạnh nạp ma hải thế giới năng lượng, một bên cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía bá tống. Nội tâm của hắn bắt đầu cầu nguyện bá tống có thể đột nhiên não tàn, không còn công kích, cho hắn một chút thời gian. Không cần nhiều, vẫn như cũ chỉ cần một chút dùng dây đến tính toán thời gian liền đầy đủ. Có lẽ là trong cõi u minh thiên ý thật nghe được hắn cầu nguyện. Bá tống vậy mà thật não tàn, không có tiếp tục hướng hắn công kích. Ma đế, ngạc suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía bá tống lúc, phát hiện bá tống cũng chính suy yếu nhìn qua hắn. Ngươi đang nhìn đối phương lúc, đối phương cũng đồng dạng đang nhìn ngươi. Hai người hai mắt tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa đều ngửi thấy trên người đối phương cái kia cỗ thể hư vô lực hương vị. Ma đế lúc này trên thân khí thế hoàn toàn không có, đã không còn ma đế bá khí cùng đào thiên ma diễm, bá tống lúc này cũng tương tự không có cửu u chúa tể giáng lâm loại kia khủng bố uy thế. Bốn mắt nhìn nhau về sau, ma đế, ngạc cùng tống thư hàng trong lòng đồng thời nổi lên một cái suy đoán. 3 phút. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có 3 phút? Thật là đúng dịp, xem ra ngươi cũng chỉ có 3 phút. Hai người đồng thời lên tiếng hỏi. Sau đó, trang diện nháy mắt biến lúng túng. Sở các chủ ngốc mao. Bia đá đạo hữu. Vô cực ma tông thành viên. Một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả hai người đều chỉ có 3 phút bộc phát. Khó trách ma đế, ngạc tại mấy giây cuối cùng liều mạng chống cự lúc. Vậy mà sử dụng bất kể di chứng đại giới thủ đoạn. Nguyên lai hắn cũng chỉ có 3 phút, Tống Thư Hàng trong lòng minh ngộ tới. Khó trách bá Tống vừa rồi căn bản không nghe ta đầu hàng, vào chỗ chết mức ta, nguyên lai mẹ nó hắn cũng chỉ có 3 phút. Cửu U Chúa Tể Đại Lý, quả nhiên chỉ là đại lý cùng chính hiệu chính là có khác nhau. Ma đế, ngạc trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá, đã tất cả mọi người chỉ có 3 phút, như vậy cười đến cuối cùng người. Chính là ta. Ma đế nhếch miệng lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tự tin. Ngươi thua, bá tống. Ma đế, ngạc không còn như vậy cấp bách. Hắn vô địch ma thân bắt đầu có tiết tấu thôn vệ ma hải thế giới lực lượng, dẫn dắt đến ma hải thế giới lực lượng rót vào thể nội, lại dựa theo công pháp đặc thù, dẫn dắt đến ma hải thế giới lực lượng đi cọ rửa nho ra thánh nhân phong ấn. Hắn mặc dù là 3 phút chân ma đế, nhưng chỉ cần phong ấn một giải khai. Hắn chính là một cái hoàn chỉnh ma đế. Di chứng cái gì, đến lúc đó chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Ma đế, ngạc khí thế trên người một lần nữa tăng lên, hắn nhìn qua bá tống, trầm giọng nói, ma hải thế giới đã mở, người đã không cách nào ngăn cản ta. Nhìn, cước này hạ ma hải thế giới, đã là ta vô cực nói ma quốc. Đây chính là ta dùng vô cực ma tông bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch lớn, tại cửu u thế giới đánh xuống ma quốc Giang Sơn. Vô cực ma tông thành viên, đồng dạng có thể cảm nhận được liên tục không ngừng ma hải lực lượng dung nhập thể nội mỹ diệu, bọn hắn mừng rỡ như điên, đây là thắng lợi của chúng ta. Dưới chân ma hải, đã hóa thành chúng ta vô cực ma tông ma quốc Giang Sơn. Các ngươi ma quốc Giang Sơn, trong hư không, bá tống huyền thánh một mặt lạnh lùng, phát ra cười nhạo, sai sai sai, đây không phải các ngươi ma quốc Giang Sơn, là ta cộc. Ma đế, ngạc, hà chỉ trụ, ra khỏi vỏ. Trận lên, lạc ấn toàn bộ triển khai. Ma Tống Huyền Thánh nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, chậm rãi nói. Hà chỉ trụ là cái gì? Hà chỉ ma đế ma thần trụ tên gọi tắt sao? Một cái ý niệm như vậy đột nhiên nổi lên ma đế. Ngạc trong lòng. Trong lúc đang suy tư, dưới chân, cây kia lặng lẽ hỗn thành ma thần trụ đại trận trung tâm trận nhãn trụ hà chỉ trụ, phát ra hào quang chói sáng. Cán bên trên, cái kia phức tạp phù hội đồ chiếu ra một vòng hình ảnh. Phù hội đồ bên trong hà chỉ ma đế chinh chiến vạn giới cố sự, phảng phất phù đến đây. Mà tại trụ trên ngọn, tôn kia hà chỉ ma đế chân thân pho tượng đột nhiên nâng lên. Xoát! Chói mắt đao mang lấp lóe mà lên. Sau đó, từ hà chỉ trụ bên trong, có một thanh trảm mã đao bay ra, một hơi tại ma đế. Ngạc ma đế cung trên sàn nhà mở cái động, chui ra. Hà chỉ ma đế chân thân làm đao chui thủ, 50 mét đại đao. Cho người ta một loại nặng nề áp lực tâm lý. Ta ma đế cung, ngạc ma đế trong lòng đau xót, cái này ma đế cung là cùng hắn huyết nhục tương liên pháp khí,
mà đế cung bị hao tổn lúc, trong lòng hắn cũng sẽ ẩn ẩn làm đau. Nhưng càng làm hắn khó mà tiếp nhận chính là, chuôi này hà chỉ đao bên trên, mơ hồ hiện ra hà chỉ ma đế khí tức. Chẳng lẽ, hà chỉ ma đế tại cùng bá tống, cùng một chỗ hố hắn? Hắn tuổi trẻ lúc, cũng là đọc lấy hà chỉ ma đế truyền kỳ lớn lên. Không nghĩ tới, cùng là ma tông ma đế, thân là đã từng thần tượng hà chỉ ma đế, sẽ ở lúc mấu chốt hố hắn một thanh. Dưới đáy, công tử Hải càng là ngơ ngác nhìn qua chuôi này hà chỉ đao, hà chỉ ma đế, đã sống thành bá tống bộ dáng sao. Căn này hà chỉ trụ, ý vị sâu xa, đây rõ ràng là hà chỉ ma đế cùng bá tống huyền thánh cấu kết với nhau làm việc xấu biểu tượng. Nếu như, hà chỉ ma đế đã cùng bá tống hỗn đến cùng một chỗ, vậy ta tính là gì? Công tử Hải cũng không dám tưởng tượng kế thừa hà chỉ ma đế truyền thừa chính mình, sẽ có cái gì tương lai. Đây không có khả năng, căn này ma thần trụ là chúng ta tự tay đính tại cát tinh thế giới, vì cái gì lại nhận sự điều khiển của ngươi? Vị kia phụ trách cửu u thế giới xếp vào ma thần trụ kế hoạch vô cực ma tông trưởng lão, nhịn không được kêu lên. Là bọn hắn tự mình tìm cửu u vị trí tọa độ, là bọn hắn tự mình cắm ma thần trụ, vì cái gì sẽ trở thành bá tống huyền thánh? Đáp án rất đơn giản, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, bởi vì là ta, để các ngươi lựa chọn cát tinh thế giới vì tọa độ. Là ta, đem hà chỉ trụ lưu tại cát tinh thế giới. Ngươi hỏi ta là thế nào làm được, bởi vì ta là cửu u chúa tể đại lý. Đừng có lại tiếp tục hỏi vì cái gì, hỏi lại ta cũng trả lời không ra càng nhiều. Ầm ầm, bạch tiền bối lưu tại cát tinh thế giới trận văn, trận pháp cùng tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau, giờ phút này toàn bộ kích hoạt. Vô cực ma tông thành viên vất vả tại ma hải thế giới bên trong lưu lại ấn ký, tại thời khắc này toàn bộ bị xóa đi. Thuộc về đại lý cửu u chúa tể bá tống mới lạc ấn, bị khắc ở ma hải thế giới phía trên. Ngắn ngủi một nháy mắt, ma hải thế giới quyền sở hữu, đổi chủ. Tống Thư Hàng ngón tay khinh động, thông qua cùng hắn xứng đôi những cái kia trận văn, lạc ấn, hắn có thể cảm ứng được chính mình có thể hoàn toàn thao túng cái này ma hải thế giới phạm vi. Tại hắn chính thức tiếp quản cái này ma hải thế giới về sau, có một cỗ thái cổ khí tức, từ ma hải thế giới chỗ sâu hiện ra tới. Ma hải thế giới quy tắc bắt đầu tái tạo, một loại cùng cửu u thế giới pháp tắc tương tự, lại càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo pháp tắc bắt đầu thành hình. Đây mới là ma hải thế giới chân diện mục, bị phục hồi thái cổ thế giới. Cũng là bạch tiền bối đề cử Tống Thư Hàng một lần cuối cùng độ huyền thánh kiếp địa phương. Tại cái này thái cổ khí tức ma hải thế giới độ kiếp, đối Tống Thư Hàng đến nói, có được rất lớn chỗ tốt. Ma đế, ngạc ma thân không ngừng run rẩy, hắn cùng ma hải thế giới câu thông con đường, bị cưỡng ép chặn lại. Mất đi ma hải thế giới năng lượng về sau, lúc trước hắn tiêu hao thân thể tác dụng phụ bắt đầu bộc phát. Ngươi vì cái gì sẽ có cửu u chúa tể quyền hạn? Ma đế, ngạc lúc này đại não lại dị thường tỉnh táo. Vấn đề về tới ban sơ điểm xuất phát bên trên. Bọn hắn thừa dịp thiên đạo sụp đổ, mới dám áp dụng kế hoạch lớn, đánh vào cửu u thế giới, mở ma hải. Vì chính là tránh cửu u có chủ tình huống, cửu u chúa tể tại cửu u thế giới muốn làm gì thì làm, có thể trực tiếp đem bọn hắn ma hải kế hoạch bóp tắt. Tựa như là hiện tại phát sinh trước mắt một màn có được cửu u chúa tể quyền hạn bá tống, trực tiếp đem bọn hắn ma hải kế hoạch thành quả lấy đi. Bọn hắn muốn lẩn tránh chính là điểm này, nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn là đụng phải cửu u có chủ tình huống. Thiên đạo sụp đổ về sau, cửu u chúa tể cũng sẽ tiêu tán mới đúng. Nhưng vì cái gì ngươi còn sẽ có đại lý cửu u chúa tể quyền hạn cơ hội? Chẳng lẽ, cửu u vẫn như cũ có chủ? Ma đế, ngạc tỉnh táo lại về sau, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không có trả lời hắn. Nhưng là, ma đế, ngạc cũng đã đạt được đáp án, quả nhiên. Cửu u thế giới vẫn là có chủ. Đây thật là làm bọn hắn tuyệt vọng đáp án. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ma hải kế hoạch liền chú định thất bại. Thiên đạo sụp đổ, cửu u thế giới lại không biết vì sao, còn có chúa tể tồn tại. Có lẽ là thiên đạo sụp đổ về sau, cửu u chúa tể còn có một đoạn ngắn ngủi tồn lưu kỳ. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Giờ khắc này, ma đế. Ngạc đầy đủ cảm ứng được tình báo tầm quan trọng. Nếu là hắn có thể sớm một chút biết cửu u hãy còn có chủ tình báo, hắn liền trực tiếp chết khởi động kế hoạch lớn trái tim.
Tống Thư Hàng không khỏi đưa tay sờ sờ Tống Phò mặt, ta đều một mặt lạnh lùng, ngươi lại còn có thể đối ta sử dụng đọc mặt thuật. Bất quá ta không nghĩ tới, mục tiêu của ngươi vậy mà cũng là ma hải thế giới. Ma đế, Ngạc chậm rãi nói. Sở các chủ ngốc mau, Thư Hàng đừng có lại giày vò khốn khổ, làm hắn. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiếp, hắn nói không chừng có thể đem ma hải thế giới cho hủy đi phương án. Người của ma môn làm gì, đều thích lưu cái hủy diệt tuyển hạng. Đừng cho hắn đồng quy vô tận cơ hội. Ma đế, Ngạc, ngọa thảo, bị sở các chủ nói chúng. Xem ra hắn thật có hủy diệt ma hải thủ đoạn, không cần cho hắn cơ hội. Sử dụng ta đi, thừa dịp hắn còn giữ mang thai bụng, cho hắn đến một như đẻ mổ. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị. Lúc này tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tâm ma đến không thể lại tâm ma. Ma đế, Ngạc cắn răng nói, ta. Hắn mới mở miệng nói một cái từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao bên trên, đột nhiên có một đạo không gian chi môn mở ra. Sau đó có một đạo thân xuyên váy đen thân ảnh hướng ma đế. Ngạc lướt đến. Cái này váy đen thân ảnh nhanh đến cực hạn, nháy mắt lấp lóe đến ma đế bên người. Trắng noãn thủ trưởng ấn tại ma đế lồng ngực. Oanh! Ma đế, Ngạc thân thể bị đánh bay ra ngoài, nện mặc vào ma đế cung bầu trời, bay về phía trong hư không. Cái kia váy đen thân ảnh túc hạ phát lực, dùng sức nhảy lên, hướng phía ma đế. Ngạc thân hình truy theo, mấy hơi ở giữa, nàng ngay cả đập đái đả, một đường đem ma đế. Ngạc đánh bay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Là sở sao, Tống Thư Hàng ngẩn người, nói. Vừa rồi quá nhanh, hắn đều không thấy rõ váy đen nữ tử bộ dáng. Nhưng tính toán, hẳn là sở các chủ. Nàng vội vã như vậy bách đem ma đế. Ngạc đánh bay, xem ra ma đế thật có hủy diệt ma hải chuẩn bị ở sau. Nhưng rất nhanh, Tống Thư Hàng biến sắc. Hắn đột nhiên đưa tay trong hư không sờ mó, thăm dò vào hạch tâm thế giới, dùng sức kéo một phát. Bản thể từ hạch tâm thế giới bên trong bị kéo ra ngoài. Một đen một trắng hai tôn Tống Thư Hàng, cùng tồn tại tại ma đế cung trong hư không. Là sở các chủ ngốc mau lại hỏi, ngươi làm gì? Không kịp giải thích, sở tiền bối, ngươi cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối về trước hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng cấp bách kêu lên. Ngươi bát phẩm kiếp muốn tới. Sở các chủ ngốc mau nháy mắt minh bạch. Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới đang đứng ở thất phẩm đỉnh phong, đặt ở hiện thế, cái kia chính là bát phẩm huyền thánh kiếp tùy thời đều có thể ở trên trán nổ vang cái chủng loại kia. Nhưng bởi vì hắn tại hiện thế đã độ một lần bát phẩm huyền thánh kiếp, chỉ là bởi vì nửa đường thiên đạo đột nhiên sụp đổ nguyên nhân, hắn bát phẩm huyền thánh kiếp nửa đường chết hiểu. Sở dĩ tại hiện thế lúc, Tống Thư Hàng tương đương có được một cái độ kiếp giảm sóc kỳ, nếu như chính hắn không chủ động bộc phát thể nội linh lực, bát phẩm huyền thánh kiếp liền sẽ không hạ xuống đỉnh đầu hắn. Mà tại cửu U thế giới lúc, Tống Thư Hàng là lấy đại diện cửu U chúa tể thân phận tồn tại, cửu U thế giới pháp tắc đều lấy hắn làm trung tâm. Nếu như hắn không đồng ý, cái kia bát phẩm ma kiếp liền sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Sở dĩ trước đó, bất kể là tại hiện thế vẫn là tại cửu U, Tống Thư Hàng đều không cần lo lắng bát phẩm kiếp đột nhiên đến thăm. Nhưng ma hải thế giới lại khác. Đây là một mảnh việc không ai quản lý khu vực, từ cửu U thế giới phục hồi mà đến, có được thái cổ khí tức. Liền ngay cả cửu U chúa tể quyền hạn ở mảnh này trong khu vực hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Cho dù có bạch tiền bối lưu lại thủ đoạn, Tống Thư Hàng xem như phiến khu vực này chủ nhân, có thể tới một mức độ nào đó khống chế mảnh thế giới này. Nhưng ở bát phẩm kiếp phương diện, ma hải thế giới lại không có ý định cho Tống Thư Hàng mặt mũi. Sở dĩ, một kiểm chắc đến Tống Thư Hàng ở vào 7 tấn 8 bình cảnh giới lúc, ma hải thế giới pháp tắc liền bắt đầu tự động vận chuyển, cuồng bạo ma hải pháp tắc lực lượng bắt đầu chuyển hóa làm bát phẩm thái cổ kiếp, đem Tống Thư Hàng bao phủ. Vừa rồi vẫn giấu kín trong bóng tối sở các chủ, nhạy cảm ứng được Tống Thư Hàng sắp độ kiếp trạng thái, cho nên nàng ở lúc mấu chốt hiện thân, lấy sở ngốc mau vì tọa độ, mạnh mẽ xông tới tiến vào ma hải thế giới ma đế cung bên trong, cũng một đợt đem ma đế. Ngạc mang bay. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho ma đế. Ngạc lưu tại nguyên địa. Nếu để cho hắn phát giác được Tống Thư Hàng sắp độ kiếp, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chen chân Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong đi. Trở thành cường thế bên thứ ba, từ đó tăng cường Tống Thư Hàng thiên kiếp uy lực. Như ma đế, Ngạc thật sự cuốn vào đến Tống Thư Hàng thái cổ kiếp bên trong, có trời mới biết cái này đợt thái cổ kiếp sẽ dị biến thành trạng thái gì. Sở tiền bối,
một hồi trước thay ta tạ ơn Sở. Chờ ta độ kiếp trở về sau, ta thiếu Sở một cái nhân tình. Tống Thư Hàng kêu lên. Sở Ngốc Mao lúc này vòng quanh tâm ma xích tiêu kiếm, lại mang tới Tống Thư Hàng bản thể bên trong tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử vân vân vật trang sức, trốn vào đến hạch tâm thế giới. Cuối cùng, nàng lên tiếng hỏi, bên cạnh đám kia vô cực ma tông đệ tử ngươi nên xử lý như thế nào? Các nàng này một đám vật trang sức, có thể tùy thời tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Nhưng ma hải thế giới bên trong còn có cả một cái ma đế cung cùng một nhóm lớn vô cực ma tông thành viên. Nhiều như vậy ma tông thành viên toàn bộ chung vào một chỗ lời mà nói đồng dạng có thể đem Tống Thư Hàng thiên kiếp cường hóa đến mức độ khó mà tin nổi. Sở tiền bối không cần lo lắng, bọn này ma tông trong thành viên cũng không có người ở vào độ kiếp trạng thái. Ta chỉ cần cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ cường hóa ta thiên kiếp. Tống Thư Hàng bản thể trả lời. Bên cạnh Tống Phò duỗi tay nhấn một cái, trực tiếp kích hoạt bạch tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau. Trước đem cả cái ma đế cung cho đè vào ma hải thế giới chỗ sâu đi. Sau đó, bia đá đạo hữu thả người một ấn, hóa thành to lớn bá tống chi mộ mộ bia, một hơi đem ma đế cung cho trấn áp. Bia đá trên người đạo hữu cũng in cửu u chúa tể quyền hạn đường vân, trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn có thể trấn áp lại ma đế cung, không cho bên trong vô cực ma tông thành viên làm rối. Sở các chủ ngốc mau có chút điểm một cái, lần này giảng pháp nội dung ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới bắt đầu quan bế. Yên tâm đi, biệt tuyết tiên cơ bên kia nghiên cứu tả vọng nguyên liệu nấu ăn hóa đã có đột phá tính tiến triển. Thừa dịp ta độ kiếp thời gian bên trong, tiên cơ nhất định có thể đem tả vọng menu nghiên cứu ra cái cơ sở tới. Đến lúc đó lại thêm vô cực ma tông tả vọng nhân công nuôi dưỡng thuật, ta sửa sang một chút, đầy đủ ứng phó sau đó giảng pháp. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới khép lại. Tống Thư Hàng cùng Tống Pho song song đứng ở ma hải trên thế giới. Bọn hắn sát nhập cùng một chỗ lúc, mới là cái hoàn chỉnh cá thể. Trên lý luận mà nói, Tống Thư Hàng Tống Pho cùng tự cùng một cái người đem bản thân cắt thành trên nửa, bên dưới nửa lượng bộ phận là một cái hình thức. Sở dĩ khi độ kiếp, cũng không dùng lo lắng sẽ tăng lên thiên kiếp uy lực. Muốn tới, ma hải chỗ sâu bia đá đạo hữu trầm giọng nói, trên người hắn bá tống chi mộ bốn chữ, sáng chói mắt. Phảng phất tại không âm thanh nói cái gì. Hiện thế hoặc cửu u thế giới tại độ bát phẩm kiếp lúc, đều sẽ bị kéo vào đến một cái độc lập độ kiếp không gian. Cũng không biết ma hải thế giới độc lập độ kiếp không gian lại là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, hai cây trường sinh trụ hiển hiện. Hà chỉ trụ phù ở bản thể hắn sau lưng, côn vương trụ thì phù ở Tống Pho bên cạnh thân. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, hắn sẽ chú ý khống chế tốt lực đạo. Tuyệt đối sẽ không giống bên trên đợt như thế, đem độ kiếp thế giới đánh băng. Dù sao cái này ma hải thế giới tương lai còn hữu dụng chỗ, hắn còn muốn đem ma hải thế giới thu nhập đến hạch tâm thế giới bên trong đi, không thể đem hắn chơi hỏng. Oanh! Ma hải thế giới trên không, nổ lên một đạo dự cảnh thức tiếng sấm. Đạo này lôi minh tuyên cáo bát phẩm kiếp chính thức bắt đầu. Nhưng Tống Thư Hàng cùng Tống Pho cũng không có bị kéo vào đến độc lập độ kiếp thế giới. Ma hải thế giới vốn chính là hỗn loạn, tai nạn, cuồng bạo thái cổ tuyệt địa. Đối thái cổ thời kỳ ma hải thế giới tới nói, độc lập độ kiếp không gian loại này vì bảo vệ thế giới ổn định đồ chơi, căn bản không có cái gì ý nghĩa. Ma hải thế giới bát phẩm kiếp, một mực là húc đầu liền tới. Phá hư thế giới ổn định, để thế giới biến càng hỗn loạn, vốn là phù hợp ma hải thế giới giá trị quan. Thậm chí, nếu như bát phẩm kiếp bên cạnh, còn có cái khác tà ma đi ngang qua lời mà nói trực tiếp sẽ bị cuốn vào đến kiếp tai bên trong đi, hóa thành cho bụi. Tại thái cổ thời kỳ, ma hải các nơi trên thế giới tùy thời đều có thể bộc phát ma kiếp. Cuồng bạo bát phẩm thái cổ kiếp trực tiếp tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu thành hình, hóa thành xoắn ốc ma diễm chi luân. Cứ nhiên không có độc lập độ kiếp không gian, Tống Thư Hàng mắt liếc thái cổ kiếp, nhanh chóng tính toán uy lực của nó bát phẩm cấp uy lực, cũng không có được cường hóa. Hoa đợt thứ nhất ma diễm chi luân từ không trung giáng xuống. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, lúc này hắn vỏ ngoài trả phủ lấy tống đầu gỗ vụn xương lớn. Bạch cốt cự nhân duỗi tay một nắm, tựa như là nắm tiểu lão đệ một dạng, nắm bát phẩm cấp ma diễm chi luân, trực tiếp đưa nó bóp nát. Không phải Tống Thư Hàng kiêu ngạo, nếu như chỉ là phổ thông bát phẩm kiếp, ở trước mặt hắn chính là tiểu đệ đệ,
liền xem như bát phẩm thái cổ kiếp cũng không có khác nhau. Âm âm, bao vây lấy Tống Thư Hàng bạch cốt cự nhân bán thân lại liền ngắt mấy cái ma diễm chi luân thiên kiếp về sau, có chút dừng lại. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, hắn không còn trực tiếp bóp nát thái cổ kiếp, mà là bắt đầu nếm thử đem ma diễm luân thiên kiếp xoa nắn phong tồn bắt đầu. Chủ yếu là Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái này ma hải thế giới thái cổ kiếp, đây là Hà Chỉ Ma Đế đều không có thấy qua thiên kiếp chủng loại. Nói cách khác, đây là Hà Chỉ Ma Đế thiên kiếp menu bên trên đều không có mới thuộc tính kiếp nạn chủng loại. Nếu như hắn có thể đem ma hải thế giới thái cổ kiếp phong ấn mang về, lại giao cho Biệt Tuyết Tiên Cơ nghiên cứu ra thái cổ kiếp phần món ăn lời nói, liền có thể tại thiên kiếp menu bên trên lại mở ra một cái thái cổ kiếp tử menu đi ra. Đến lúc đó, thích ăn thiên kiếp âm ảnh lãnh chúa tiền bối, nhất định sẽ rất ưa thích. Đến lúc đó, thái cổ kiếp tiệc nhất định có thể bán cái giá tốt. Tống Thư Hàng nhìn qua bạch cốt cự nhân trong tay xoa nắn ma diễm luân, càng xem càng cảm giác hắn khả ái. Cái này tiểu thái cổ kiếp ngoại hình nhìn tựa như là một đạo tinh xảo bánh ngọt, Hà Chỉ tiền bối thiên kiếp phần món ăn bên trong vừa vặn thiếu khuyết một số tinh xảo tiểu bánh ngọt, có lẽ chúng ta có thể vì thiên kiếp menu bổ sung một hai. Tống Thư Hàng thì thào đọc lấy. Rầm rầm bạch cốt cự nhân một trận xoa nắn về sau, thành công đem ma diễm luân dùng linh lực cưỡng ép bao khỏa, giống đóng băng thủ pháp một dạng, đưa nó dùng nguyên thủy nhất phương pháp phong ấn cũng chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ở nơi đó, bất kể là Sở các chủ, Quy tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ đều có thể thay Tống Thư Hàng hoàn thành phong ấn thái cổ kiếp đạo thứ hai chương trình. Hạch tâm thế giới cũng còn có thể mở ra, chậc chậc. Tống Thư Hàng càng thêm không sợ hãi. Phía dưới, Ma Đế cung bên trong Vô Cực Ma Tông các đệ tử, run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác mình tựa hồ bị cuốn vào đến Bá Tống Huyền Thánh thiên kiếp bên trong. Bá Tống Huyền Thánh không phải đã bước ra chính mình đạo, cũng chứng đạo trường sinh sao? Vì cái gì hắn còn sẽ có thiên kiếp? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên nhìn thấy ma hải thế giới thiên kiếp là hắn không có vượt qua, vì để cho bản thân đạo càng thêm hoàn thiện? Sở dĩ hắn lâm thời khởi ý, lại độ một lần ma hải thế giới bát phẩm kiếp. Dù sao Bá Tống Huyền Thánh là có tiền khoa nam nhân, hắn là chư thiên vạn giới bên trong một cái duy nhất nhiều lần trà đạp bát phẩm thiên kiếp quy tắc nam nhân. Có đạo lý, có lẽ đây chính là Bá Tống Huyền Thánh muốn chiếm ma hải thế giới nguyên nhân, hắn còn muốn để cho mình đạo cao hơn một tầng lầu. Thật là đáng sợ, những cái kia hỏa diễm luân mỗi một mai đều có được bát phẩm cấp uy lực A. Lại bị Bá Tống Huyền Thánh trực tiếp bóp nát. Đây là ta lần thứ nhất đứng ở thiên kiếp góc độ, vì thiên kiếp bênh vực kẻ yếu. Luôn cảm giác thiên kiếp đối mặt Bá Tống lúc, phi thường đáng thương, khiến cho người nhìn không được có loại muốn vì thiên kiếp cổ vũ xúc động. Có bộ phận Vô Cực Ma Tông thành viên tâm tính rất tốt, bọn hắn rất rõ ràng vị trí của mình. Bọn hắn tự nhận là tự thân đối với Bá Tống tiền bối loại này đẳng cấp tồn tại tới nói, chỉ là con kiến nhỏ một dạng không đáng chú ý tồn tại. Chỉ phải khiêm tốn một điểm, lấy Bá Tống Huyền Thánh tính cách, hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bia đá đạo hữu bình tĩnh nhìn qua thái cổ kiếp. Khai ích ma hải thế giới, khiến cho thái cổ khí tức khôi phục, mần mê ra ma hải thế giới thái cổ kiếp đến, kết quả cái này thái cổ kiếp liền điểm ấy uy lực. Nói thật, cái này nghe nghiêu bức nhất thái cổ kiếp lại là hắn cùng Tống Thư Hàng quen biết về sau, gặp gỡ củi bắp nhất thiên kiếp. Không tư cách để Tống Thư Hàng chết đến một lần thiên kiếp, đều là cặn bã. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu nội tâm ba động, trên bầu trời thái cổ kiếp biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hắn tựa hồ muốn hướng thế nhân chứng minh bản thân. Một lát sau, hắn cường hóa một đoạn nguyên nhân chủ yếu, là Tống Thư Hàng bản thể trong bụng nữ nhi. Sự thật chứng minh, mang thai độ kiếp lời nói, sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực. Tống Thư Hàng chân thành nói. Điểm ấy nhớ kỹ, đến lúc đó ta phải đem cái này chân quý tri thức điểm truyền thụ cho đệ tử của ta. Bởi vì hắn đệ tử đều là tiên tử, thậm chí ngay cả nhân viên thông nương cũng là nữ yêu, các nàng tương lai rất có thể sẽ đứng trước loại tình huống này. Cái này khó được từ Bá Tống lão sư tự thể nghiệm tổng kết ra tri thức điểm, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Ầm ầm, đợt thứ hai thái cổ kiếp giáng lâm. Lần này cuồng bạo cũng cường hóa thái cổ kiếp, hóa thành một đạo nói thuần năng lượng ma trụ. Những thứ này năng lượng kinh khủng ma trụ hướng phía Tống Thư Hàng chấn áp mà xuống, mỗi một cây đều có được bát phẩm kiếp tiên một kích toàn lực uy năng. Bạch cốt cự nhân, Tống Thư Hàng bản thể khẽ quát một tiếng.
hắn cùng Tống Phò đồng thời kích hoạt ra hai tôn tống đầu gỗ vụn xương lớn. Một tôn bạch cốt cự nhân trực tiếp duỗi tay nắm hướng từ trên trời giáng xuống thuần năng lượng ma trụ, một vị khác bạch cốt cự nhân phụ trách xoa bóp năng lượng ma trụ, đưa chúng nó phong ấn, lại chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Phân công hợp tác, phối hợp thiên y vô phùng. Liền xem như cường hóa qua thái cổ kiếp, đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói, vẫn như cũ chỉ là tiểu lão đệ. Nhiều nhất chỉ là đông đảo tiểu lão đệ bên trong thoáng tương đối cường tráng một cái kia. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền góp nhặt gần hơn 40 căn thuần năng lượng ma trụ. Lúc đầu hắn có thể thu thập càng nhiều, nhưng bởi vì hắn phong ấn thuật quá cặn bã, có rất nhiều ma thần trụ không kịp phong ấn, trực tiếp bị bóp nát. Còn có một bộ phận tại xoa bóp quá trình bên trong, bởi vì tư thế không đạt tiêu chuẩn, bị xoa bạo. Những năng lượng này trụ đẳng cấp thấp điểm, chế tác thành ma thần trụ lời nói có chút lãng phí, vẫn là xem như nguyên liệu nấu ăn dự bị lấy đi. Tống Thư Hàng vì đợt thứ hai thái cổ kiếp làm ra đánh giá cùng tổng kết. Cho dù là thái cổ kiếp tại đối mặt Tống Thư Hàng lúc, vẫn như cũ không có chút nào tôn nghiêm. Một màn này, cũng còn thông qua công đức xà mỹ nhân con mắt tiếp sóng đến hạch tâm thế giới, cung cấp hạch tâm thế giới bên trong đại lão nhóm thưởng thức giải buồn. Trong lúc bất chi bất giác, Tống tiền bối trưởng thành đến lúc trước bạch tiền bối trình độ. Da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Lúc trước đoàn người nhìn thấy bạch tiền bối tay xoa thiên kiếp đạn hạt nhân, thu thập thiên kiếp đạn đạo hình ảnh lúc, bị chấn động đến nói không ra lời. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng cũng rốt cục đạt đến một bước này. Hiện tại nếu như Tống Thư Hàng về hiện thế đi độ bát phẩm thiên kiếp, tay xoa thiên kiếp đạn hạt nhân cũng không có áp lực. Sở các chủ bản thể phun cái bong bóng, lần này thái cổ kiếp không có biến dị. Đều khiến ta cảm giác phi thường không thích ứng. Tống Thư Hàng cứ nhiên một ngày kia sẽ độ bình thường thiên kiếp, cái này vốn là đã là phi thường không bình thường sự tình. Dù sao cũng là một lần cuối cùng độ bát phẩm thiên kiếp, mà lại, đây là vị kia bạch chúa tể vì hắn an bài cuối cùng bát phẩm kiếp, trong đó hẳn là ẩn giấu đi một vị cửu u chúa tể chúc phúc. Bạch Long tỷ tỷ nói. Đúng rồi, lại nói các người chú ý tới bia đá đạo hữu chân áp vô cực ma tông thành viên sao. Những thứ này ma tông thành viên năng lượng trong cơ thể tựa hồ một mực nhận được kích thích. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Trước đó, vô cực ma tông thành viên liền tiếp thụ lấy ma hải thế giới năng lượng, thể nội ma nguyên một mực tại tăng cường. À, nếu như lại tăng cường đi xuống, hơn phân nửa ma tông thành viên có thể sẽ tập thể độ kiếp. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng khẽ động, nguyên lai Thư Hàng lần này thiên kiếp biến dị thời cơ ở chỗ này. Sở tiền bối ngươi không cần loạn cho ta cắm cờ a. Tống Thư Hàng thanh âm truyền tới, kỳ thật ta cũng sớm chú ý tới điểm này. Như là đã chú ý tới, Tống Thư Hàng đương nhiên sẽ phòng hoạn tại tương lai. Không sai biệt lắm, ngoại giới, Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau một khắc, Tống Phò đứng dậy thoát ly thiên kiếp chiến cuộc, hắn phi thân mà xuống, nắm lên bia đá đạo hữu, cũng điều động bạch tiền bối lưu tại ma hải thế giới bên trong chuẩn bị ở sau. Tống Phò. Bia đá đạo hữu, ma đế cung cùng trong đó tất cả vô cực ma tông đệ tử, trong nháy mắt tiến hành dịch chuyển không gian. Tống Thư Hàng trực tiếp đem ma đế cung cùng mình bản thể ngăn cách ra, một cái ở vào ma hải thế giới sườn đông cuối cùng, một cái ở vào ma hải thế giới phía tây cuối cùng. Kể từ đó, dù cho vô cực ma tông thành viên đột nhiên độ kiếp, cũng sẽ không đem Tống Thư Hàng bản thể cuốn vào. Ngược lại là Tống Phò có thể thử nghiệm tại vô cực ma tông tập thể độ kiếp bên trong thò một chân vào nói không chừng Tống Phò cũng có thể đơn độc cọ đến một cái bát phẩm thiên kiếp cơ hội, cọ một cái thánh hào tới. Đem vô cực ma tông thành viên cùng bản thể tách ra đến về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu chú ý đỉnh đầu đang tại ngưng tụ đợt thứ ba thái cổ ma kiếp. Đây là hắn một lần cuối cùng độ bát phẩm huyền thánh kiếp. Sở dĩ hắn không có cho thiên kiếp tiếp tục bành trướng tiếp tục cường hóa cơ hội liền xem như Tống Thư Hàng. Cũng hy vọng bản thân sinh thời có thể độ một lần chính chính thường thường, phổ phổ thông thông bát phẩm huyền thánh kiếp. Bình thường tới nói, đợt thứ ba thiên kiếp là bát phẩm huyền thánh kiếp đúng nghĩa uy lực toàn bộ triển khai giai đoạn A. Hạch tâm thế giới bên trong, xem trực tiếp Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Quy tiền bối một bên bảo dưỡng làn da, một bên lên tiếng nói, hiện thế bên trong đợt thứ nhất thường thường là nhắc nhở, đợt thứ hai là bình thường uy lực thiên kiếp. Đợt thứ ba là thiên kiếp uy lực toàn bộ triển khai. Bất quá nơi này là ma hải thế giới, chúng ta hiện thế quy tắc cùng kinh nghiệm ở chỗ này không nhất định áp dụng. Đáng tiếc Thư Hàng đem vô cực ma tông đệ tử mang đi, bằng không mà nói,
thiên kiếp hẳn là còn có thể lại cường hóa một đợt. Sở các chủ tiếc nuối nói. Da đen vũ nhu tử nói, sở các chủ, liền xem như tống tiền bối, cũng có độ phổ thông thiên kiếp quyền lực. Tống Thư Hàng cảm ứng được da đen vũ nhu tử câu nói này lúc, đơn giản cảm động rối tinh rối mù. Đợt thứ ba thiên kiếp tới, tệ tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói, coi như chỉ là cách màn hình nhìn trực tiếp, ta cũng cảm giác đến cái này đợt thứ ba thái cổ kiếp cho ta một loại cảm giác không thoải mái. Thư Hàng, người chú ý một số, cái này đợt thứ ba thiên kiếp khả năng không đơn giản. Thân là huyết mạch thuần chính tâm ma, bất kể là da đen vũ nhu tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, ở lúc mấu chốt cũng có thể kháo không được tâm ma của các nàng thuộc tính bây giờ tựa hồ chỉ dùng để nhằm vào Tống Thư Hàng địch nhân. Ta một mực duy trì 12 phần cảnh giác, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Hắn có phong phú thành đoàn độ kiếp kinh nghiệm, là thành đoàn độ kiếp huấn luyện tinh anh học viên. Thành đoàn độ kiếp lúc, tối kỵ xem thường thiên kiếp đại gia, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết thiên kiếp đại gia có thể hay không tại hạ đợt đột nhiên chơi một số yêu thiêu thân, cho độ kiếp giả một số kinh hỉ. Thậm chí có đôi khi vô lương thiên kiếp đại lão sẽ trực tiếp đem thiên kiếp uy lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Tống Thư Hàng ở phương diện này đã từng chịu nhiều đau khổ, sở dĩ đối mặt thiên kiếp lúc, hắn vĩnh viễn sẽ không bị đối phương sơ kỳ biểu hiện ra nhỏ yếu làm cho mê hoặc. Đen kịt kiếp vân trong, đột nhiên nổ lên một mảnh chói mắt kim quang. Loại này chói mắt kim quang tại ma hải thế giới xem ra, cực kỳ đột ngột. Ngay sau đó, cái này chói mắt kim quang, trực tiếp lấy sóng xung kích phương thức, thô bạo đánh phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn qua mảnh này kim quang, lâm vào trầm mặc. Sau đó, hắn làm một cái to gan quyết định, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên cạnh mình bạch cốt cự nhân thu vào, trực tiếp đem chân thân của mình bại lộ ở mảnh này kim quang phía dưới. Ngay sau đó, hắn bắt đầu kích hoạt nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công, lại đem biến dị cương thủ cùng thể lỏng kim thân quyết cho mang lên. 143 con thánh viên tay nâng kinh thư hiển hiện, che kín bầu trời. Hoa! Cái kia một mảnh lóa mắt kim quang rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, nhưng không có xúc phạm tới hắn mảy may, mà là trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hồ Tống Thư Hàng nheo mắt lại, trong miệng thốt ra một tiếng kéo dài dễ chịu thổ tức tiếng. Hắn toàn thân trên dưới, phảng phất đã nhận lấy một phát dưỡng đao thuật, dễ chịu đến không được. Kim quang lực lượng dung nhập vào thân thể của hắn, làm dịu thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, ấm áp của hắn huyết quản, thoải mái đến thực chất bên trong. Sau đó, đỉnh đầu hắn thánh viên số lượng, bắt đầu chậm rãi gia tăng bắt đầu. Thánh viên số lượng không ngừng. Hạch tâm thế giới bên trong. Tâm ma xích tiêu kiếm. Sở các chủ. Quy tiền bối, đây là đang độ kiếp. Bạch Long tỷ tỷ, đây chính là trong truyền thuyết khủng bố bát phẩm thái cổ kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này, là tại độ kiếp. Cái này không phải độ kiếp, đó căn bản là tại đưa thuốc bổ. Mảnh này kim sắc quang huy rốt cuộc là thứ gì? Tâm ma xích tiêu kiếm nói cái này kim sắc quang huy để nó cảm giác phi thường không thoải mái. Là chính năng lượng, Tống Thư Hàng ý thức xuyên thấu qua hạch tâm thế giới, trả lời, mặc dù ta không cách nào xác định hắn đến cùng phải gọi cái gì, nhưng dù sao là cùng Phật lực. Thánh quang, nho ra chính khí, công đức chi lực vân vân chính diện lực lượng tương tự một loại thuần túy năng lượng. So với Phật lực, nho ra chính khí, thánh quang loại hình năng lượng đến, mảnh này ánh sáng màu vàng óng muốn càng thêm thuần túy, càng gần gũi tại bản nguyên, trong đó càng là ẩn chứa từng sợi thái cổ khí tức. Đối mặt loại này thái cổ bản nguyên chính năng lượng, Tống Thư Hàng căn bản không cần đi chống cự, chỉ cần tùy ý hắn quán nhập trong cơ thể mình, liền có thể đạt tới cường hóa tác dụng. Một kiếp này, là Tống Thư Hàng từ tiếp xúc độ kiếp đến nay, độ thoải mái nhất một lần thiên kiếp. Khó trách ta trước đó sẽ cảm giác khó chịu, đây là cùng tâm ma lực lượng hoàn toàn trái ngược một loại năng lượng. Tâm ma xích tiêu kiếm im lặng nói, hắn lo lắng nửa ngày, kết quả cái này đợt thứ ba thái cổ kiếp đối Tống Thư Hàng thí ảnh hưởng đều không có, chỉ là đợt đưa bổ phẩm. Thư Hàng ngươi có thể đừng phát ra quái dị tiếng kêu sao. Sở các chủ nhắc nhở. Thật có lỗi. Sở tiền bối, ta thực sự nhìn không được, không cách nào tự điều khiển. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói loại này chính năng lượng nhập thể cảm giác dễ chịu đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Hôm nay hắn Tống Mỗ Nhân, cũng là tràn đầy chính năng lượng cộc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói, nhưng là có thể lý giải.
Loại này chính năng lượng đối với Tống Thư Hàng loại tu luyện này có nho ra chính khí, Phật lực, công đức chi lực, thánh quang tu sĩ tới nói là đại bổ cơ duyên, căn bản không phải kiếp nạn gì. Nhưng đối với Thái Cổ trong lúc đó sinh hoạt tại ma hải thế giới tà ma tới nói, loại này kim sắc chính năng lượng tuyệt đối là một loại kịch độc tồn tại. Dính lên một số nói không chừng đều muốn hư thối đến thực chất bên trong đi. Bạch Long tỷ tỷ phỏng đoán nói. Mà mảnh này ma hải thế giới pháp tắc, hiển nhiên cùng hiện thế thiên kiếp pháp tắc khác biệt, hắn cũng không biết biến báo, cũng không có tiến hóa công năng, sẽ không giống hiện thế thiên kiếp như thế chơi ra đạn hạt nhân thiên kiếp loại hình hoa văn tới. Hắn án lấy bản thân cố định pháp tắc cùng chương trình đối độ kiếp giả hạ xuống tai kiếp. Thế là, liền có trước mắt một màn này kia độc ta tiên chính năng lượng tai kiếp. Bạch Long tỷ tỷ, thánh quang, công đức chi lực cùng nho ra chính khí ta đều nhận, nhưng ta cũng không có tu luyện qua Phật lực a. Tống Thư Hàng nhìn không được lên tiếng phản bác. Bạch Long tỷ tỷ cười ha ha, người sở lấy lương tâm của mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Người dám nói người cái này một thân thần thông cùng Phật gia thoát không khỏi liên quan. Toàn thân lấp đầy chính năng lượng Tống Thư Hàng, cẩn thận hồi tưởng bên dưới, thực sự không cách nào phản bác Bạch Long lời của tỷ tỷ hắn vỡ lòng công pháp chính là Phật hệ. Trên đỉnh đầu, đệ tam kiếp chính năng lượng quang huy kéo dài trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, một hơi đem Tống Thư Hàng đỉnh đầu thánh viên hư ảnh số lượng đẩy lên 19 con số lượng, mới rốt cục không cam lòng đình chỉ. A, ngừng, đừng a, lại tiếp tục một hồi, để cho ta đụng cái 200 thánh viên số lượng a. Tống Thư Hàng đối Thái Cổ Kiếp Vân lớn tiếng kêu lên. Thái Cổ Kiếp đại lão đừng có ngừng, để cho chúng ta quyết đấu đến hừng đông a. Tống Thư Hàng biết chính năng lượng kiếp đã một đi không trở lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía Thái Cổ Kiếp Kiếp Vân giống lên một cuống họng. Thật sự là không giống suy nghĩ không thông suốt. Hắn đều hoài nghi Thái Cổ Kiếp có phải là cố ý hay không, kẹp lấy 199 con thánh viên số lượng nửa vời. Người bành trướng, Thư Hàng, cũng dám hướng về phía Thái Cổ Kiếp đại gia hô to gọi nhỏ, để nó cho ngươi thêm một đợt chính năng lượng. Tâm ma xích tiêu kiếm nắm lấy cơ hội, nghiêm túc khiển trách, chú ý một chút, Thái Cổ Kiếp đại gia cho ngươi bao nhiêu chính năng lượng ngươi liền nhận lấy, đừng phất Thái Cổ Kiếp đại gia mặt mũi. Quy Tiền Bối chậm rãi nói, thiên kiếp nếu như có linh lời nói. Đoán chừng đã sớm khí bạo. Từ khi Tống Thư Hàng trở thành tu sĩ về sau, phối hợp với hiện thế bạch cùng cửu u bạch, các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp, thiên kiếp đại gia ra mặt bị cắt một lần lại một lần, càng tước càng nhỏ. Một tống bạch, hỗn hợp lại cùng nhau sau đó phát sinh phản ứng hóa học, khiến cho hiện thế, cửu u, hắc long thế giới, ma hải thế giới thiên kiếp lặng yên nước mắt. 199 con cái này số, cũng quá khó chịu. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, không có cách, quay đầu nhìn xem Bạch Tiền Bối tỉnh chưa. Nếu như Bạch Tiền Bối tỉnh lời nói, nhìn xem có thể hay không từ cái kia mượn trước một đầu tiểu hào điểm thánh viên cho ta đụng số lượng. Chờ tương lai ta đem thứ 200 con thánh viên tu luyện được, lần nữa thánh viên trả cho Bạch Tiền Bối. Sở các chủ, người vẫn còn có dạng này tao thao tác. Sở các chủ cảm giác mình có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết muốn từ nơi nào bắt đầu nói. Nếu như ngươi cảm giác khó chịu lời nói, có thể cân nhắc tại độ xong cái này đợt bát phẩm thái cổ sau kiếp, trước chủ động tới một đợt độ kiếp thất bại, sau đó lại độ một lần. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đề nghị. Độ kiếp thất bại bình thường đều sẽ có đại giới, tỉ như sẽ tiếp nhận tâm ma kiếp phệ thân cái gì, nhưng muốn đến Tống Thư Hàng hẳn là cũng sẽ không để ý chỉ là tâm ma kiếp. Được rồi, chúng ta vẫn là tôn trọng một chút thái cổ kiếp đại lão, đừng có tao thao tác. Da đen Vũ Nhu Tử nói đúng, ta thật sự muốn tại sinh thời thuận thuận lợi, phổ phổ thông thông độ một lần bát phẩm thiên kiếp. Tống Thư Hàng lại nói, mà lại cái này một đợt chính năng lượng tẩy lễ về sau, ta cảm giác mình tâm linh đều trở nên tinh khiết rất nhiều. Mấy ngày nay tiếp nhận cửu u chúa tể quyền hạn sau bành trướng tâm thái cũng bắt đầu khôi phục. Đây nhất định là ảo giác của ngươi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Không phải là ảo giác. Loại này chính năng lượng quán thể hoàn toàn chính xác có thể tịnh hóa tâm linh. Tỷ như hiện tại, ta thiện ý phương diện bị tối đại hóa. Hiện tại trong đầu của ta thậm chí có đem vô cực ma tông thành viên cho đưa ra ma hải thế giới suy nghĩ, không muốn đem người vô tội cuốn vào ta thái cổ kiếp bên trong. Tống Thư Hàng chân thành nói, không chỉ có như thế, hôm nay trong nội tâm của ta ái quốc, yêu dân, làm cái người tốt suy nghĩ, chưa từng có mãnh liệt. Nếu có thể lời nói. Ta hận không thể hiện tại liền đi làm 1000 chuyện tốt.